thần cấp ở rể. Chương 181, khiến họ phải ly hôn. Thư ký Quách, dù công việc bận rộn ông vẫn dành thời gian đến thăm tôi, vất vả cho ông rồi." Thư ký Quách lại nói, "Giám đốc Lâm, hành động dũng cảm dám làm việc nghĩa của cô đã cứu 24 cô gái trẻ ở thành phố Tam Giang, nói thế nào được nhỉ, dùng cách nói mê tín thì là người có công đức vô lượng mà đại hạn lại chưa đến thì Diêm Vương ngài ấy cũng không dám nhận." Lời nói của thư ký Quách mang theo vài phần dí dỏm khiến mọi người có mặt đều bật cười. Ông ấy lại dặn dò viện trưởng lương trong thời gian giám đốc Lâm ở bệnh viện nhất định phải sử dụng loại thuốc tốt nhất để đảm bảo hồi phục sức khỏe cho cô ấy. Mọi chi phí khi nằm viện toàn bộ sẽ do chính phủ chi trả. Viện trưởng lương liên tục đồng ý. Thư ký quách và các lãnh đạo khác ở lại phòng bệnh nói chuyện với gia đình Lâm Thư Âm thêm một lúc rồi mới rời đi. Tiến các lãnh đạo các cấp xong, Lâm Thư Âm đột nhiên phát hiện Hạ Vô Tình cũng ở đó. Này, chị dâu chị đến khi nào vậy? Sao vừa rồi em không thấy chị? Hạ vô tình cười nhẹ nói, chị đến đây lâu rồi. Nhìn cảnh tưởng cảm động vừa rồi, trong lòng chị vô cùng xúc động, không nỡ lòng chen vào. Hạ vô tình sắp xếp những bức ảnh vừa chụp xong, lại nói, thư âm, sự việc của em, chị đã ghi lại toàn bộ quá trình, đặc biệt là những bức ảnh vừa chụp ở phòng bệnh, chị sẽ đem về sắp xếp một chút, rồi gửi lên lãnh đạo đài truyền hình. Lâm thư âm ngại ngùng cười nói, chuyện này. Thật sự không có gì để đăng mà. Diệp Vô Phong đã dùng máu để rửa tủy, tốn rất nhiều công sức giúp Lâm Thư Âm giải phóng chín phần máu đông trong não. Viện trưởng Lương và một số chuyên gia đã kê đơn loại thuốc phù hợp, sử dụng phương pháp truyền dịch để loại bỏ một phần tắc nghẽn khác trên đầu Lâm Thư Âm. Còn lại những bộ phận nhỏ kia đã không còn gì đáng lo ngại nữa, chỉ cần nhập viện điều trị thêm hai hoặc ba ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền nhà họ Lâm ai nấy đều yên tâm. Trong nhà Duy chỉ có Lâm Kiến Ba không thể hận hơn được nữa, chào ôi, Lâm Thư Âm này sao mạng lại lớn như vậy? Lần này vậy mà cũng không chết, bây giờ, Mạc Đông Lôi cũng đã chết rồi, Mạc Trường Hà thì giống như một con rùa chỉ biết rụt đầu lại không dám trả thù, ngay cả hai anh em phó thị trưởng Mã cũng bị ủy ban kiểm tra kỷ luật gọi ra nói chuyện. Rất có thể sẽ bị cách chức, lẽ nào, Diệp Vô Phong thật sự không có cách nào kìm hãm được sao? Lâm Kiến ba suy nghĩ cả một buổi chiều, mắt anh ta chợt sáng lên, mình đúng là đồ ngốc. Tại sao không thể giải quyết vấn đề bằng cách nghĩ ngược lại? Đối thủ chính của mình là Lâm Thư Âm, tại sao mình phải kìm hãm Diệp Vô Phong? Thực ra, mình có thể lấy lòng Diệp Vô Phong, dù sao thì anh ta cũng là người ngoài, không phải người nhà họ Lâm. Nếu anh ta và Lâm Thư Âm ly hôn, Lâm Thư Âm sẽ không có chỗ dựa, há không phải là để mình ra tay sao? Lâm Kiến Ba đưa tay ra lấy một vài bức ảnh trong ngăn kéo, những bức ảnh này cho thấy Diệp Vô Phong và Bạch Tinh đồng tay trong tay đi dạo ở hồ Nhạn Tây, hoặc là cảnh ôm hôn thân mật bên hồ. Vài ngày trước, những bức ảnh này đã được chính tay Mạc Vân Sương giao cho Lâm Kiến Ba, Lâm Kiến Ba vẫn luôn không hiểu ý của Mạc Vân Sương. Hôm nay, anh ta cuối cùng đã hiểu nó. "Ừm, tôi sẽ đặt một quả bom trước, tốt nhất là nên tách chúng ra đi." Lâm Thư Âm, chồng cô cho cô đội mũ xanh tôi xem cô có thể chịu đựng được không việc như vậy tất nhiên không thể tự mình làm vì vậy lâm kiến ba đã tìm đến em gái lâm thi mộng của mình em gái bé nhỏ em nhìn những bức ảnh này xem lâm thi mộng xem xong những bức ảnh vô cùng ngạc nhiên anh rể vậy mà có quan hệ tình cảm với bạch tinh đồng lâm thi mộng không biết rằng khi diệp vô phong và bạch tinh đồng đi dạo ở hồ nhạn tây họ đã giả vờ là người yêu của nhau với mục đích dụ kẻ xấu xuất hiện lâm kiến ba lạnh lùng nói thi mộng hiện tại em gọi diệp vô phong là anh rể em thay đổi nhiều như vậy lâm thi mộng mặt đỏ lên nói anh em là không hiểu anh tại sao phải đối nghịch với diệp vô phong trước kia chúng ta không biết sự thật đều cho rằng anh ấy thật sự là phế vật cười nhạo anh ấy chế giễu anh ấy trêu chọc anh ấy nhưng có ai biết diệp vô phong là một con rồng thật ẩn trong nhân gian có thể khống chế mọi việc tình hình bây giờ anh đã thấy chưa đừng nói mạc trường hà ngay cả đội lính đánh thuê nổi tiếng quốc tế cũng không có cách nào gây khó dễ được diệp vô phong hơn nữa anh ấy vốn là anh rể của em chỉ cần chúng ta nghe lời anh ấy anh ấy sẽ không làm khó chúng ta nhà họ lâm dưới sự lãnh đạo của anh ấy nhất định sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn ít nhất có thể vượt qua mạc trường hà trở thành hào môn số một ở thành phố tam giang anh anh nghe lời em đi đừng làm vậy với anh rể nữa hãy thừa nhận lỗi lầm với anh ấy nói không chừng anh ấy sẽ tha thứ cho anh để công ty cho anh tiếp quản lần nữa lâm kiến ba thở dài nói thi mộng nếu diệp vô phong thực sự tha thứ cho anh chỉ có một khả năng lâm thi mộng hỏi khả năng gì ạ à? lâm kiến ba nói trừ khi diệp vô phong trở thành chồng của em em rể của anh như vậy anh mới có thể có một tương lai tươi sáng lâm thi mộng lo lắng nói anh anh đang nói nhảm cái gì vậy chuyện này làm sao có thể Lâm Kiến Ba nói, tại sao lại không thể? Chút tâm tư nhỏ đó của em, em tưởng anh không biết sao. Anh biết em trong lòng hâm mộ Diệp vô phong. Kỳ thực, chuyện này không có gì sai, bất quá nữ tử, đều sẽ sùng bái anh hùng. Bây giờ, anh chỉ hận ông nội, tại sao lúc đầu ông không để Diệp vô phong làm con rể của mình? Khăng khăng cho Lâm Thư âm nhặt được một món hời. Lâm Thi mộng thở dài nói, lúc đầu, mọi người đều cho rằng anh ấy là đồ phế vật. Lâm kiến ba nói, Thi Mộng, anh cảm thấy Diệp vô phong rất tốt với em. Anh ta vẫn luôn không hề ghi hận việc trước đây em coi anh ta như phế vật, ngược lại còn bất chấp nguy hiểm tính mạng chị độc cho em. Gần đây còn trả không ít tiền vật liệu xây dựng công trường cho em. Nếu em muốn cùng Diệp vô phong trở thành vợ chồng, cách duy nhất là khiến hắn ly hôn với Lâm Thư Âm. Lâm Thi Mộng lắc đầu, điều này tuyệt đối không thể. Anh ấy thích Lâm Thư Âm như vậy, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Hôm qua, ở bệnh viện vì điều trị máu đông trong não cho Lâm Thư Âm, anh ấy mệt đến nỗi nôn ra máu. Em nhìn thấy đều đau lòng, anh ấy thích Lâm Thư Âm như vậy, làm sao có thể ly hôn với chị ấy. Lâm Kiến ba cười xấu xa, lấy ra những bức ảnh kia, nhìn này, đây đều là những bức ảnh của Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng. Thi Mộng, Diệp Vô Phong là anh hùng, nhưng anh hùng sao lại không yêu phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ bạch tinh đồng này rõ ràng biết Diệp Vô Phong là người đàn ông đã có gia đình, vẫn gả gấm Diệp Vô Phong, thật sự là không biết xấu hổ. Lâm Thư Âm kinh ngạc nói, e rằng Lâm Thư Âm vẫn không biết những thứ này đúng không? Lâm Kiến Ba nói, đúng vậy, Lâm Thư Âm không biết, nếu chúng ta tiết lộ những bức ảnh này cho Lâm Thư Âm, cô ấy chắc chắn sẽ đòi ly hôn với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đang đối lý, rất có khả năng sẽ ly hôn, đến lúc đó em sẽ có cơ hội. Gương mặt của Lâm thì mộng đầu tiên là niềm vui, sau đó là lo lắng, không được. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng có một chân rồi. Ngay cả khi anh ấy và Lâm Thư Âm ly hôn, làm sao có cơ hội cho em được. Em như vậy không phải là giúp Bạch Tinh Đồng sao? Lâm Kiến Ba nói, sai rồi. Theo phán đoán của anh, Bạch Tinh Đồng hiện là đội trưởng cảnh sát hình sự, đãi ngộ cấp phó cục trưởng, cơ hội được thăng chức là rất cao. Nếu cô ta mang trên mình cái danh người thứ ba, sau này còn có thể làm quan sao? Cô ta chắc chắn sẽ không kết hôn với Diệp Vô Phong, nhiều nhất cũng chỉ là làm nhân tình của Diệp Vô Phong thôi. Người trong giới chính trị, điều quan trọng nhất không phải là địa vị và quyền lực hay sao? Những lời nói của Lâm Kiến Ba đã hoàn toàn khiến Lâm Thi Mộng dao động, với sự ngưỡng mộ vô hạn dành cho Diệp Vô Phong, cô ta đã quyết tâm tự tay xử lý cơn bão này. Chương 182: Bí mật bắt giữ. Diệp Vô Phong nghỉ ngơi một ngày, Sức khỏe của anh mới dần dần khôi phục trở lại, buổi trưa anh trở về khách sạn Hoàng Triều để giải quyết công việc hàng ngày, chuẩn bị đến bệnh viện, đột nhiên, Tiết Phi từ bên ngoài bước vào, nói: "Anh Phong, có một người tên là Đàm Tiểu Hổ tìm anh." Diệp Vô Phong nghĩ, Đàm Tiểu Hổ không phải là cháu trai của Đàm Cửu sao? Nó tìm mình có việc gì? "Tiết Phi, để nó vào đi." Không lâu sau, Tiết Phi đã dẫn Đàm Tiểu Hổ từ bên ngoài đi vào, Diệp Vô Phong cười cười, "Tiểu Hổ, cậu tìm tôi có việc gì?" Đàm tiểu hổ nhìn về phía Tiết Phi, không có lập tức trả lời, Diệp vô phong nói, không sao. Đều là anh em của mình. Đàm tiểu hổ mới nói, anh Phong, anh không phải là bảo tôi theo dõi mọi hành động của ngũ ma sao. Hắn ta tối hôm qua xuất hiện rồi. Diệp vô phong lập tức kinh ngạc hỏi, cậu thật sự nhìn thấy hắn ta sao? Đàm tiểu hổ nói, cấp dưới của tôi giám sát nhà hắn ta 24 phần 24. Quả nhiên nhìn thấy thấy ngũ ma đi loanh quanh gần nhà, có điều hắn ta có vẻ do dự không dám về nhà theo tìm hiểu của tôi con gái hắn ta đã xảy ra chuyện hắn ta chắc hẳn là lo lắng cho con gái nên tính liều về nhà xem thử diệp vô phong hỏi vậy cậu có biết nhà hắn ta xảy ra chuyện gì không đam tiểu hổ nói tôi biết có lẽ là hội trường nơi con gái hắn ta ma văn anh đang học bị sụp đổ ma văn anh bị mắc kẹt trong đống đổ nát bị thương nhẹ ngũ ma không biết con gái mình bị thương như thế nào Hắn ta lại không dám gọi về nhà, cho nên muốn nhân lúc trời tối về nhà xem sao. Đúng rồi anh Phong, người Ma Văn Anh này chắc anh biết, 24 cô gái nhỏ ở trường học kia không phải là do anh cứu sao? Diệp Vô Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, tôi nhớ ra rồi, cô gái đó đúng là tên Ma Văn Anh. Không ngờ cô ta lại là con gái của ngũ ma. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, nhấc điện thoại gọi cho Bạch Tinh Đồng, sau khi Bạch Tinh Đồng nghe điện thoại, lập tức nói, Diệp Vô Phong nếu tin tức này là chính xác, chúng tôi sẽ lập tức bắt ngũ ma. Anh tốt nhất nên tới chỗ chúng tôi một chuyến, chúng ta nghiên cứu kế hoạch bắt giữ." Diệp Vô Phong nói, "Được, tôi lập tức qua đó." Diệp Vô Phong nói với Tiết Phi, "Tiết Phi, cậu đến bệnh viện thay tôi bảo vệ an toàn cho chị dâu cậu. Tôi và Tiểu Hổ sẽ đến đội cảnh sát hình sự." Diệp Vô Phong đến đội cảnh sát hình sự, Bạch Tinh Đồng đang đợi hắn. "Diệp Vô Phong, anh tới rồi, cục trưởng Thạch đang ở đây." Chúng ta cùng nhau nghiên cứu phương án bắt ngũ ma. Bạch Tinh Đồng cho biết, dựa theo manh mối Đàm Tiểu Hổ cung cấp. Tối hôm qua, ngũ ma đã xuất hiện gần nhà hắn ta, tôi nghĩ lý do hắn ta không vào nhà là vì Ma Văn Anh chưa xuất viện, đến sáng hôm nay mới làm thủ tục xuất viện. Ngũ ma quay lại lần này là vì muốn thăm con gái. Vì vậy, tôi đoán rằng tối nay hắn ta sẽ về nhà. Chúng ta sẽ bắt hắn ta vào tối nay. Cục trưởng Thạch hỏi Bạch Tinh Đồng: Kế hoạch của cô là hành động một mình với Diệp Vô Phong, thay vì sử dụng đội cảnh sát hình sự. "Đúng vậy." Bạch Tinh Đồng đáp một cách dứt khoát. Cục trưởng Thạch lo lắng nói, "Nếu Ngũ Ma là một kẻ giết người hung ác, hai người đi như vậy sẽ gặp nguy hiểm." Bạch Tinh Đồng nói, "Chúng tôi đều là cao thủ lấy một địch 10, có quá nhiều người ngược lại không dễ hành động. Cục trưởng Thạch, đội ngũ của chúng ta không trong sạch. Tôi lo rằng có người sẽ thông báo cho Ngũ Ma, chỉ khi bắt được Ngũ Ma mới có thể kết tội mạc đông lôi. Mong ngài phê chuẩn. Cục trưởng Thạch nói, vậy được, tôi chấp thuận hành động của cô. Chú ý an toàn, ngoài ra, tôi sẽ cho đội cảnh sát đặc nhiệm túc trực, để hỗ trợ cô bất cứ lúc nào. Diệp vô phong hỏi, ôm cây đợi thỏ, kế hoạch này khả thi sao? Bạch Tinh Đồng nói, đêm qua, tôi đã xem hồ sơ của ngũ ma. Vài năm trước, hắn ta đánh người tàn phế, vẫn luôn trốn truy nã. Tuy nhiên, trong hồ sơ có ghi rằng hắn ta là một người con ngoan trong nhà trên còn có mẹ già dưới có con nhỏ lần trước anh ta giúp mạc đông lôi đánh bom nhà máy hóa chất mạc đông lôi chắc chắn đã cho hắn ta rất nhiều tiền để trốn ra nước ngoài lý do tại sao anh ta không rời đi hay bỏ đi rồi quay trở lại chắc là nhớ gia đình lắm rồi không thấy mẹ với con gái thì sao nỡ lòng nào ra đi diệp vô phong đồng ý với suy nghĩ của bạch tinh đồng cục trưởng thạch nói vậy tốt tôi chúc kế hoạch của hai người thành công tốt, ngay khi bắt được ngũ ma chúng ta sẽ kết tội mạc đông lôi. Chiều ngày hôm đó, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng theo đàm tiểu hổ đến huyện Đông Hoa, ăn tối tại nhà đàm cửu. Sau khi trời tối, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng lặng lẽ đến nhà của ngũ ma. Đây là một ngôi nhà cấp 4 nằm ngay ngã ba, Bạch Tinh Đồng không dám đậu xe gần nhà ngũ ma, cô biết rằng những người như vậy có năng lực chống do thám rất mạnh, Bạch Tinh Đồng phát hiện ra rằng cách nhà ngũ ma khoảng 50 mét, có một tòa nhà thương mại hai tầng. Cả hai người lặng lẽ leo lên đỉnh của tòa nhà, nơi này vừa hay có thể nhìn xuống ngôi nhà của ngũ ma. Tối nay, liền ở đây, nếu ngũ ma không về nhà, thì sự phân tích của tôi là sai, ngày mai điều chỉnh lại, thay đổi kế hoạch khác. Bởi vì họ cũng không biết ngũ ma có xuất hiện hay không, cả hai phải kiên nhẫn từ từ chờ đợi, không khí mùa thu sâu lắng, trên nóc tòa nhà có chút lạnh, bạch tinh đồng mặc hơi ít quần áo hai tay run rẩy ôm lấy vai của mình diệp vô phong nói tiểu đồng trời lạnh như vậy cô mặc ít đồ quá để tôi đưa áo khoác cho cô nhìn thấy diệp vô phong cởi cúc áo khoác bạch tinh đồng nói không cần đâu anh cởi áo cũng sẽ lạnh đừng cởi nữa anh ôm tôi đi diệp vô phong cười cười vẫn là cởi áo khoác ra cho bạch tinh đồng mặc diệp vô phong không đồng ý ôm mình bạch tinh đồng đỏ mặt Lảng sang chuyện khác hỏi, thương tích của Lâm Thư Âm sao rồi? Diệp Vô Phong trả lời, căn bản không có vấn đề gì lớn. Hai ngày nữa có thể xuất viện. Diệp Vô Phong cũng đổi chủ đề, hỏi Tiểu Đồng, tôi tới nhà cô mấy lần, sao không thấy bố cô? Bạch Tinh Đồng nói, quê tôi không phải thành phố Tam Giang. Quê tôi ở bán đảo Liêu Đông, tôi đến từ thành phố Liêu Đông. Bố tôi làm việc trong Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Liêu Đông. Ông ấy quá bận rộn với công việc đều là tôi dành thời gian đến thăm ông ấy diệp vô phong gật gật đầu lại hỏi mẹ cô làm ở đơn vị nào bạch tinh đồng được hỏi về mẹ của mình đôi mắt cô ấy đỏ bừng nước mắt không thể không rơi mẹ tôi đã hy sinh diệp vô phong sửng sốt mẹ cô cũng là cảnh sát sao bạch tinh đồng gật đầu bà ấy là một cảnh sát chống ma túy xuất sắc địa phương bà ấy chiến đấu chính là thành phố tam giang cũng đã hy sinh ở mảnh đất mà bà ấy yêu quý vì vậy tôi quyết tâm giết hết các chùm ma túy ở thành phố Tam Giang. Đó cũng là vì báo thù cho mẹ tôi. Khi mẹ tôi hy sinh, tôi mới học lớp 6. Vào ngày sinh nhật tôi, mẹ tôi đang ở nhà để tổ chức sinh nhật với tôi. Lúc đó, bà ấy bất ngờ nhận được cuộc gọi báo rằng một nhóm buôn ma túy có vũ trang sẽ tiến vào thành phố Tam Giang. Bà ấy liền đi thực hiện nhiệm vụ trong cuộc đấu súng để yểm hộ một đồng chí vừa vào lực lượng. Mẹ tôi đã hy sinh. Nói đến đây, Bạch Tinh Đồng nước mắt chảy dài, bà ấy là cảnh sát chống ma túy giỏi nhất và là chiến thần vĩnh cửu trong trái tim tôi. Diệp Vô Phong tức giận nói, bọn buôn bán ma túy kia thật là đáng chết. Chương 183: Trên người có thuốc nổ. Bạch Tinh Đồng nói, cho nên, sau khi tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, liền xin đến thành phố Tam Giang làm việc, có khả năng điều tra nguyên nhân vì sao mẹ tôi chết. Đột nhiên, Bạch Tinh Đồng không nói gì nữa, đôi mắt của cô ta sáng lên nhìn chăm chằm vào mục tiêu của mình rồi nói, Diệp vô phong, bên kia có chuyện gì đó. Diệp vô phong cũng thu hồi suy nghĩ của mình lại, chăm chú nhìn về phía bạch tinh đồng vừa nói, quả nhiên, một bóng người lặng lẽ tới gần nhà của ngũ ma. Ở trong ngõ hẻm lưỡng lự lưỡ một chút, sau đó chợt lách người tiến vào nhà của ngũ ma. Bạch tinh đồng nói, người này rất khả nghi, có thể là ngũ ma. Diệp vô phong nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian, nhanh chóng bắt người. Bạch Tinh Đồng đề xuất: "Trước tiên đừng nóng vội, loại người này rất nguy hiểm lại làm việc vô cùng cẩn thận, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, quan sát chút nữa rồi tính tiếp." Quả nhiên, cái bóng đen kia tiến vào nhà ngũ ma cũng không lập tức hiện thân, mà trốn ở bên trong góc tối, thân thể dán lên bức tường phía bên phải, chờ đúng 3 phút, nếu như sau khoảng thời gian này, có cảnh sát từ cửa lớn xông tới bắt hắn, hắn rất có thể lập tức nhảy qua bức tường đó. Phía bên phải ngôi nhà chỉ có một gia đình bình thường sinh sống lại còn có một rừng cây rất lớn nếu như hắn tiến vào rừng cây đó muốn bắt người cũng rất là khó khăn quả nhiên là gian xảo diệp vô phong trong lòng âm thầm nói bóng đen trong bóng đêm chờ đợi một lúc có lẽ đã xác nhận an toàn rồi mới lặng lẽ tiến vào cổng chính của ngôi nhà sau đó gõ cửa rất nhanh có một người phụ nữ ra mở cửa bởi vì chỗ bọn họ cách ngôi nhà khá xa nên không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm trên mặt người phụ nữ đó nhưng có thể nhận thấy người tới tuyệt đối là người quen vì thế người phụ nữ đó mới kéo tên áo đen vào nhà. Bạch Tinh Đồng nói, khẳng định là ngũ ma, chúng ta phải hành động thôi. Hai người nhảy xuống tầng, nhanh chóng chạy tới ngôi nhà đó, đi đến cổng chính, Bạch Tinh Đồng dùng tay đẩy, cửa lớn khóa từ bên trong, đi, chúng ta leo tường. Bức tường cao gần 2 mét, căn bản không làm khó được hai cao thủ Bạch Tinh Đồng cùng Diệp Vô Phong, hai người từ từ trèo lên bức tường không phát ra tiếng động nào, xoay người đi về phía căn phòng đang sáng đèn đi tới gần cánh cửa liền nghe trong phòng có người khóc thút thít, anh thật là đáng chết, bỏ tôi cùng con ở lại, đi thẳng một mạch như vậy sao? Anh có biết cảnh sát tìm anh khắp nơi, anh còn dám trở về? Người đàn ông thở dài nói, vợ à, đều là tại tôi không tốt, để hai người chịu khổ rồi. Mẹ tôi thân thể như thế nào rồi? Tôi nghe nói Văn Anh bị thương phải nhập viện, bây giờ sức khỏe như thế nào? Người phụ nữ nói, bọn họ đều ổn, chỉ là tinh thần của mẹ càng ngày càng kém bởi vì con trai mình bỗng nhiên trở thành tội phạm văn anh lúc đầu tính cách hoạt bát bây giờ trở nên im lặng ít lời bởi vì nó có bố gây án ngũ ma anh phạm tội không nên lựa chọn trốn tránh anh nên đến đồn cảnh sát để tự thú nếu như anh phải vào tù tôi cũng nguyện ý chăm sóc mẹ đến lúc mất giúp anh nuôi dưỡng con gái lớn lên thành người thế nhưng anh cứ lẩn trốn như vậy khiến chúng ta mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được hu hu vợ à đừng khóc lần này tôi mang tiền trở về chính là muốn cho mọi có được một cuộc sống tốt hơn. Ở đây có hơn một tỷ, ngũ ma đặt một túi tiền lên bàn. Người phụ nữ yếu ớt khóc thút thít, Bạch Tinh Đồng nghe được rõ ràng, theo những gì phân tích được qua lời nói của hai người họ, người đàn ông này chính là ngũ ma. Cho nên, Bạch Tinh Đồng đưa mắt liếc Diệp Vô Phong một cái, Diệp Vô Phong hiểu ý, Bạch Tinh Đồng một cước đá văng cửa phòng, cùng Diệp Vô Phong một trái một phải nhanh chóng xông vào phòng. Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong tốc độ rất nhanh, mà lại một trái một phải tạo thành vỏ bao bọc, ngũ ma trên người còn bị thương, cũng không có cơ hội nổ súng. Thế nhưng khi hai người bổ nhào về phía trước liền ngây ngẩn cả người. Ngũ ma cũng là một cao thủ, phản ứng của anh ta quả thực cũng rất nhanh. Lúc Diệp vô phong cùng Bạch Tinh đồng phá cửa sông vào, anh ta đã ý thức được có điều không ổn, khẽ vươn tay từ trong vạt áo, trên hông lôi ra một dây thuốc nổ. Bạch Tinh đồng biết đây là thuốc nổ mạnh, tay của ngũ ma đã đặt ở trên kíp thuốc nổ, chỉ cần anh ta nhẹ nhàng nhấn một cái, không chỉ có căn phòng này nổ tung mà những người trong phòng cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, ngay cả nhà hàng xóm gần đây cũng sẽ có thương vong rất lớn. Thật không thể ngờ tới tên này lại nhạy bén như vậy, gan cũng vô cùng lớn, dám mang theo thuốc nổ ở trên người. Ngũ ma, chúng tôi là cảnh sát, anh đừng làm bừa, nhất thời xúc động sẽ chỉ khiến người vô tội bị thương thôi. Bạch Tinh Đồng lạnh giọng nhắc nhở. Trên mặt ngũ ma hiện lên vẻ dữ tợn, hắn ta không nói gì chỉ là đôi mắt lộ ra hung quang khóa chặt bạch tinh đồng cùng diệp vô phong chỉ cần hai người bọn họ còn dám tiến lên một bước hắn ta liền kích hoạt thuốc nổ lúc này vợ của ngũ ma bị dọa sợ ngũ ma anh muốn làm gì anh điên rồi sao mẹ cùng con gái anh còn đang ở trong phòng nghe được tiếng động bên ngoài mẹ và con gái anh ta tỉnh dậy đi ra nhìn thấy người con trai mất tích lâu ngày cuối cùng cũng trở về mẹ của ngũ ma nước mắt tuôn đầy mặt khóc dòng nói tiểu ngũ là con sao? Ngũ ma nhìn thấy người mẹ mái tóc đã bạc trắng, trong lòng nổi lên một trận chua sót, mình đang lẩn trốn, những ngày này mẹ như già nua thêm 10 tuổi. Con gái bị thương không có gì đáng ngại, chỉ là ánh mắt con nhìn mình có chút lạ lẫm. Có tội phải trốn, có nhà khó về, loại cảm giác này không dễ chịu, ngũ ma mặc dù là một tên hung đồ tàn bạo, thế nhưng hắn ta cũng có tính người. Con gái của anh ta đột nhiên nhận ra Diệp vô phong, chú Diệp vô phong, diệp vô phong gật đầu nói văn anh là chú vành mắt đứa bé đỏ lên lôi kéo bà nội ở bên cạnh bà nội là chú diệp vô phong và cô bạch tinh đồng đã cứu cháu vì cứu cháu hai người họ đều bị thương bà nội cũng nhận ra diệp vô phong tay run run chỉ vào diệp vô phong nói đây không phải anh hùng đã cứu cháu tôi sao diệp vô phong khẽ gật đầu bà nội là cháu ngũ ma vô cùng ngạc nhiên mẹ chuyện gì đã xảy ra Vợ Ngũ Ma nói, "Ngũ Ma, anh đừng tạo nghiệp nữa, tôi cho anh biết. Hôm trước, Phan Anh xảy ra chuyện, may mắn được Diệp Vô Phong cùng vợ của anh ấy liều mình cứu giúp, bằng không con gái của anh khẳng định chết rồi. Anh phạm sai lầm, nên ra tự thú đi chứ không nên cùng cảnh sát đối nghịch như thế này." Mẹ của Ngũ Ma nhìn thấy trên người con trai quấn quanh toàn là thuốc nổ lại cùng cảnh sát phản kháng như vậy tức giận đến mức thân thể run rẩy ngón tay chỉ vào ngũ ma nói tôi đúng là có đứa con bất hiếu đây không phải do bà tạo nghiệp sao bà lập tức hướng cảnh sát đầu hàng cho tôi hay là ngươi cứ nổ chết người mẹ vô dụng này trước đi trong đầu ngũ ma đấu tranh kịch liệt hắn ta ngàn vạn lần không nghĩ tới diệp vô phong lại là ân nhân cứu mạng con gái mình ngũ ma không sợ chết hắn ta giúp mạc đông lôi làm nổ nhà máy hóa chất dẫn đến một trận chết chóc bi thương sau đó mạc đông lôi cho hắn ta một khoản tiền để trốn ra nước ngoài tránh nạn hai năm ngũ ma vì lo lắng mạc trường hà vì mình mà bị liên lụy hắn ta là một người trọng nghĩa khí thời điểm gặp nạn chính mạc đông lôi đã cứu hắn ta cho nên hắn ta muốn báo ơn do dự một lúc ngũ ma đang muốn rời trung quốc không ngờ lại biết được con gái bị thương phải nằm viện hắn ta dự định mạo hiểm về nhà một chuyến không nghĩ tới hôm nay đem tiền về nhà lại bị cảnh sát bắt được ngũ ma đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt hắn ta không thể nhẫn tâm nhìn người nhà cũng phải cùng mình chết ở một chỗ, thế nhưng nếu như bị bắt thì chẳng khác nào bán đứng Mạc Đông Lôi, Mạc Đông Lôi có ơn cứu mình, làm như vậy quả thật là có lỗi với bạn bè. chương 184, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bạch Tinh Đồng là một người vô cùng thông minh, hiểu rõ tâm lý của tội phạm, vào lúc này, cô đoán được nội tâm của ngũ ma đang đấu tranh rất kịch liệt. Không khó để biết được, ngũ ma là người con có hiếu, bằng không anh ta cũng không sợ nguy hiểm trở về thăm hỏi mẹ và con gái của mình bị cảnh sát ngăn chặn có khi phải bị bắt anh ta có thể lựa chọn cho nổ thuốc điều này nói rõ anh ta không sợ cái chết vì cái gì thà rằng nổ chết mình cũng không nguyện ý bị bắt đều là chết anh ta nghĩ nên lựa chọn cái nào trước điều này nói rõ anh ta nghĩ mình chết rồi có thể bảo vệ được mạc đông lôi bạch tinh đồng nói ngũ ma anh đừng u mê không tỉnh nữa anh mở to hai mắt nhìn người nhà của anh đi chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn bọn họ chôn cùng anh sao hổ dữ còn không ăn thịt con anh nỡ lòng nào làm như vậy ngũ ma không nói gì nhìn chằm chằm bạch tinh đồng bạch tinh đồng còn nói nếu như anh là vì muốn bảo vệ mạc đông lôi vậy anh đã sai rồi anh biết mạc đông lôi là ai sao ngũ ma khẽ cắn môi mạc đông lôi có ơn với tôi thời điểm tôi khó khăn nhất anh ấy đã giúp tôi bạch tinh đồng cười lạnh cái này đáng giá để anh bảo vệ anh ta sao anh cũng đã biết, Mạc Đông Lôi là tên không ra gì, tổn hao món tiền khổng lồ để anh làm lính đánh thuê cho hắn. Anh cũng biết vụ nổ đó đã làm thiệt mạng bao nhiêu người, bao nhiêu cảnh sát đã hy sinh không. Tôi đến nói cho anh biết, công ty Long Kiếm đã hy sinh 22 người. Cảnh sát chúng tôi cũng hy sinh 16 đồng chí, hơn 10 người bị thương. Ngoài ra, Mạc Đông Lôi làm chuyện xấu nhiều vô kể. Nhiều sinh mệnh vô tội cứ như vậy chết trong tay hắn. Còn có con gái của anh nếu không phải Diệp vô phong liều mình cứu giúp, con bé đã sớm chết rồi. Mạc Đông Lôi bất quá chỉ cho anh một chút tiền cứu tế, Diệp Vô Phong lại là người không màng nguy hiểm cứu con gái anh, chẳng lẽ Diệp Vô Phong không phải ân nhân của anh? Anh lấy oán trả ơn còn tính là đàn ông sao? Lời nói Bạch Tinh Đồng có trọng lượng vô cùng nặng, khiến ngũ ma sừng sốt, mẹ của ngũ ma khóc dòng nói, con của tôi, con nghe lời của mẹ, tự thú đi. Bằng không mẹ vĩnh viễn không nhận có đứa con trai này. Vợ của ngũ ma cũng nói thêm vào, ngũ ma, anh nghe lời của mẹ, nếu anh phải ngồi tù, tôi sẽ đưa cơm cho anh, nếu như anh bị xử bắn, tôi vĩnh viễn vì anh mà thủ tiết, quyết không tái giá. Tôi cũng sẽ phụng dưỡng mẹ, nếu anh vẫn u mê không tỉnh, cả nhà ba người cũng sẽ không nhận anh. Mã Văn Anh khóc đến tê giải, bố, chú Vô Phong là người tốt, người không thể cùng hắn đối nghịch, người phạm vào tội gì con không biết, nhưng là con nhớ con từ nhỏ đã được bố dạy rằng làm người muốn quang minh lỗi lạc thì có ơn tất báo bố không thể thương tổn chú vô phong bố tự thú đi diệp vô phong nói ngũ ma tôi biết anh cũng là người đàn ông tốt đối mặt với người thân của mình anh không còn con đường nào khác suy nghĩ cho rõ ràng rồi quyết định đi bạch tinh đồng nói ngũ ma anh chẳng qua cũng chỉ là công cụ của mạc đông lôi chế tạo bom gây nổ nhà máy chủ mưu không phải anh mặt khác nếu anh vạch trần mạc đông lôi, đó chính là lập công chuộc tội, anh sẽ được giảm hình phạt. Tôi cho anh một chút thời gian suy nghĩ, nếu hiện tại anh bỏ vũ khí xuống, đó chính là tự thú. Nhiều nhất anh chỉ phải ngồi tù vài chục năm, nếu như trong tù cải tạo tốt, lại có biểu hiện lập công, tối đa cũng chỉ 7-8 năm. Diệp Vô Phong nói, đúng vậy, 7-8 năm sau, con gái của anh cũng đã tốt nghiệp đại học, thành ra lập nghiệp. Ngũ ma, anh không mà nguy hiểm về nhà thăm con gái, Chẳng lẽ anh không nghĩ, sau này khi con bé lớn lên mặc áo cưới xuất giá, có thể được ở bên cạnh con bé sao? Nhìn thấy Ngũ Ma lưỡng lự, Bạch Tinh đồng lại nói, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, Ngũ Ma anh là người thông minh, đi con đường nào hãy mau quyết định đi. Mẹ Ngũ Ma chảy nước mắt nói, con trai, hôm nay nếu con nghe lời cảnh sát ra tự thú, con mãi mãi là con của mẹ, nếu con không nghe, ta liền cùng con cắt đứt quan hệ, coi như ta không có sinh ra ngươi ngũ ma thở dài bỏ kíp thuốc nổ ra sau đó chậm rãi giơ hai tay lên sắc mặt thê lương nói tôi tự thú bạch tinh đồng vui mừng để ngũ ma giữ vững tỉnh táo trước tiên lấy thuốc nổ xuống khỏi người anh ta sau đó đeo còng tay cho anh ta bạch tinh đồng nói ngũ ma vừa rồi lời tôi nói vĩnh viễn có hiệu lực tôi hiện tại liền dẫn anh đến chỗ cục trưởng anh đem toàn bộ những gì anh biết nói ra đồng thời báo cáo tội ác của mạc đông lôi anh sẽ được giảm hình phạt theo chúng tôi đi thôi Ngũ ma gật đầu, xoay người, quỳ xuống trước mặt mẹ mình, mẹ, là con bất hiếu. Con đi tự thú, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Vợ, hãy chăm sóc tốt cho mẹ và con gái chúng ta. Văn Anh, con phải học tập thật giỏi. Đôi mắt ngũ ma ẩm ướt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Vợ ngũ ma đem túi tiền kia giao cho Bạch Tinh Đồng, đồng chí cảnh sát, đây là tiền tham ô, nhà chúng tôi tuy nghèo, nhưng số tiền này tôi không thể nhận các cô nếu muốn giúp tôi hãy khoan hồng cho chồng tôi, đừng phán anh ấy tội tử hình. Nếu như anh ấy có ngồi tù cả đời, văn anh tốt xấu cũng có người bố còn sống. Bạch Tinh Đồng nói, chị gái, tôi nhớ kỹ, chị yên tâm đi, tôi sẽ hết sức giúp anh ấy. Bạch Tinh Đồng cùng Diệp vô phong áp giải ngũ ma trở về cục cảnh sát, nửa đường Bạch Tinh Đồng liền báo cho cục trưởng thạch. Bởi vì biết tối hôm nay hành động, cục trưởng thạch luôn trong cục trực ban, đội đặc công đã trở lệnh vì thời trợ giúp Bạch Tinh Đồng nghe bạch tinh đồng báo cáo ngũ ma đã bị bắt lại cục trưởng thạch vô cùng vui mừng bởi vì đã sớm làm xong công việc đả thông tư tưởng cho ngũ ma cho nên khi đến cục cảnh sát thành phố ngũ ma liền khai ra toàn bộ anh ta thừa nhận mình nhận lời của mạc đông lôi chế tạo bom đồng thời phối hợp cùng mạc đông lôi cho nổ nhà máy hóa chất làm nhiễu loạn bố trí của cảnh sát tiếp viện cho lính đánh thuê đánh chiếm bảo tàng cuối cùng ngũ ma còn chủ động khai mạc đông lôi cho mình một số tiền lớn ngoại trừ nộp cho Bạch Tinh Đồng hơn 1 tỷ tiền tham ô, còn có hơn 800 triệu nữa, đều ở trong thẻ ngân hàng của mình. Qua điều tra, tài khoản chuyển khoản cho ngũ ma 2 tỷ chính là tài khoản của Mạc Đông Lôi. Cứ như vậy, bằng chứng như núi, Mạc Đông Lôi dù cho không thừa nhận, quan tòa cũng có thể phán tội cho anh ta. Ngũ ma bị bắt và khai ra hết, tin tức này truyền ra, Mạc nhị ra nội tâm rét lạnh, diệp vô phong, Bạch Tinh Đồng, các người nhất định muốn hại chết con trai ta. Ta dù có đánh đổi mạng già này cũng muốn cùng các người đấu đến cùng. Mạc nhị ra lần nữa tìm tới Tùng tỉnh không, Tùng tỉnh không nói, Mạc nhị ra, người tạm thời nhẫn nại một chút, tử cung Mỹ địch cùng Văn Tam Đa sẽ lập ra một kế hoạch trả thù hoàn Mỹ. Bởi vì đã có vết xe đổ lần trước, Diệp vô phong quá lợi hại, khó đối phó, lần này kế hoạch chúng ta trước tiên nhắm vào tay chân của hắn, đem người giúp đỡ hắn trừ khử trước. Kế hoạch tiến hành bên trong, người tạm thời về nhà chờ đợi tin tức. Mạc nhị ra trong lòng ấm ức, từ chỗ tùng tỉnh không rời đi, lại tìm đến người em trai của mình Mạc Trường Hà, Lão Tam, Diệp Vô Phong cùng Bạch Tinh Đồng bắt được ngũ ma, e là con trai ta không xong rồi. Theo ta được biết tin tức từ chỗ cảnh sát tiết lộ, Đàm Cửu là người đứng đầu Đông Hoa. Lão Tam, Đàm Cửu lại là người của cậu, bây giờ thấy cậu gặp nạn, liền đi theo Diệp Vô Phong, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy thờ ơ? mươi 185, thay đổi triều đại. Mạc Trường Hà không phải là không ghi hận đàm cửu, càng không phải không muốn báo thù đàm cửu, quan trọng là hiện tại ông ta không dám chọc tới Diệp Vô Phong. Mạc Nhị ra lại bí mật tìm Mạc Vân Sương, cháu gái, lẽ nào cháu dương mắt nhìn anh trai cháu bị bắn chết sao? Mạc Vân Sương cũng không có thái độ gì, hiện tại cô ta cũng sợ bị liên lụy tới giống ba của mình. Nếu không cùng Diệp Vô Phong phát sinh xung đột thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ được rằng, sự việc chưa tới một ngày, đàm cử ở huyện Đông Hoa bất ngờ công khai liên lạc với đại diện doanh nghiệp các cấp trong 6 quận và một thành phố của thành phố Tam Giang để bầu chọn ra chủ tịch hiệp hội thương nghiệp mới. Cần phải biết rằng, Mạc Trường Hà đã giữ chức vụ chủ tịch hiệp hội thương nghiệp trong suốt 6 năm liền. Tuy rằng chủ tịch hiệp hội thương nghiệp thành phố Tam Giang là hữu danh vô thực, nhưng nó cũng đại diện cho một thân phận, đó cũng là vị trí đứng đầu của thế giới ngầm của thành phố Tam Giang. Ai có thể ngồi tới vị trí này thì người đó cũng là người đứng đầu thành phố Tam Giang. Đàm cửu công khai đứng lên yêu cầu bầu lại chủ tịch hiệp hội thương nghiệp, hiển nhiên là anh ta đã bị Diệp vô phong mua chuộc, lật đổ cơ nghiệp mà Mạc Trường Hà một tay xây dựng lên. Nếu như Mạc Trường Hà không còn giữ chức chủ tịch này thì việc kinh doanh của Mạc Gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là bến tàu Bích La Loan có thể sẽ bị thay đổi người nắm quyền, đây là điều không thể chấp nhận được đối với Mạc Trường Hà. Phải biết rằng lúc đầu ông ta đã đầu tư hàng trăm triệu vào đây, nếu chính phủ không còn tiếp tục hợp tác với ông ta nữa thì không chỉ mất đi vài trăm triệu mà thể diện của ông ta cũng không còn. Hội nghị hiệp hội thương nghiệp thành phố Tam Giang được tổ chức tại văn phòng tầng 3 của tòa nhà hội nghị chính nghiệp thành phố Tam Giang, ở đó những nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thành phố Tam Giang đều góp mặt đông đủ. Mấy vị máu mặt của 6 quận và một thành phố cũng xuất hiện. Bảy vị đại biểu này đều là ủy viên của hiệp hội thương nghiệp trong tay mỗi người đều nắm giữ quyền biểu quyết. Mạc Trường Hà và Diệp Vô Phong cũng đã có mặt tại hội nghị, Diệp Vô Phong đến là để thay Lâm Thư Âm đang nằm trong bệnh viện, tên của Lâm Thư Âm đã lọt vào danh sách ứng cử viên. Mạc Trường Hà trong có tính toán, Diệp Vô Phong bản lĩnh của cậu ta cũng không thể xem thường được, muốn tranh chức chủ tịch của ông ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Từ trước đến nay những nhân vật có tiếng tăm của 6 quận một thành phố đều do một tay ông ta nâng đỡ, Mặc dù Đàm Cửu là một tên phản bội ham hư vinh, có thể bỏ phiếu cho Lâm Thư Âm nhưng trái lại bảy vị máu mặt này không thể nương nhờ Diệp Vô Phong nhanh như vậy. Ngay cả khi Diệp Vô Phong có thể mua chuộc một hay hai người trong bọn họ thì ít nhất một nửa còn lại vẫn có quan hệ tốt với ông ta. Diệp Vô Phong đứng sau hội trường chào hỏi mọi người, cũng không nói gì nhiều, ngồi yên lặng sang một bên. Quy tắc bầu cử là mỗi thành viên trong số 7 thành viên ủy ban tại hội trường được tính 10 điểm cho mỗi phiếu bầu các ủy viên trong giới kinh doanh còn lại sẽ được tính là một điểm cho mỗi phiếu bầu. Mạc Vân Sương ngồi bên cạnh Mạc Trường Hà khẽ nhắc nhở, bố, theo quan sát của con vừa rồi, hôm nay vẻ mặt của những người được bố giúp đỡ không được bình thường. Mạc Trường Hà nói, chẳng lẽ bọn họ định chống đối lại ta sao? Mạc Vân Sương nói, bọn họ bây giờ như cá mắc cạn bị một con chó bắt nạt, hiện tại, Diệp vô phong quá mạnh, những người này cũng thuận gió mà bay, thật sự không có mấy người có thể tin tưởng được. Mạc Trường Hà lại nói, không cần thiết. Hoàng Hắc Hổ của quận Hắc Sơn, Trịnh Ngọc Đình của quận Nam Cương, Văn Quảng Tân của quận Hồng Nhiêu, họ đều là những học trò ưu tú của ta, hai hôm trước bọn họ còn mời ta ăn cơm, bọn họ vỗ ngực thề với ta rằng họ sẽ một lòng một dạ đi theo. Mạc Vân Sương thở dài không nói nữa, lúc này, thời gian bỏ phiếu cũng bắt đầu, mỗi vị đại diện có mặt tại hội trường đều nhận được một lá phiếu, trừ các ứng cử viên, lá phiếu được chia thành hai màu trắng và đỏ, trắng là một điểm, đỏ là 10 điểm. Hình thức bầu là bỏ phiếu kín nên sau khi viết xong phiếu được bỏ vào thùng, tiếp đó công chứng viên bắt đầu kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu nhanh chóng được đưa ra, công chứng viên tuyên bố, bây giờ tôi công bố kết quả cuối cùng của hai ứng cử viên. Mạc Trường Hà, 18 phiếu. Lâm Thư Âm, 109 phiếu. Không ai nghĩ rằng điểm số của Mạc Trường Hà và Lâm Thư Âm lại có sự chênh lệch như vậy. Mạc Trường Hà kinh ngạc đứng lên, các cậu, các cậu làm sai rồi phải không? công chứng viên vẻ mặt vô tư nói mạc trường hà chúng tôi tuyệt đối không làm sai nếu ngài không tin ngài có thể tự mình lên kiểm tra số phiếu mạc trường hà đỏ mặt và xua tay nói không cần đâu vẻ mặt ông ta bất lực rồi ngồi trở lại ghế sau đó công chứng viên thông báo rằng lâm thư âm đã được bầu làm chủ tịch hiệp hội thương mại vì lâm thư âm vẫn đang hồi phục vết thương trong bệnh viện nên cô không thể đến hiện trường Diệp Vô Phong liền đại diện cho Lâm Thư Âm phát biểu. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại cũng có một văn phòng trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị, cũng như một chức vụ phó chủ tịch của CPPCC. Bởi vì chức vụ này cần phải được thành ủy thành phố bổ nhiệm lại, cho nên hôm nay chức danh này do Mạc Trường Hà tạm thời đảm nhiệm. Trong lòng mọi người đều biết rằng trong vài ngày tới, vị trí phó chủ tịch Hiệp hội Thương nghiệp của thành phố Tam Giang sẽ bị xóa bỏ. Lâm Thư Âm trẻ tuổi như vậy đã là phó chủ tịch Hiệp hội Thương nghiệp của thành phố Tam Giang, Hôm nay lại trở thành chủ tịch hiệp hội thương mại. Điều này cùng đồng thời thông báo việc gia tộc giàu có lớn nhất thành phố Tam Giang đã đổi chủ và là dấu chấm hết cho sự nghiệp của nhà họ Mạc. Khi Mạc Vân Sương đỡ Mạc Trường Hà rời khỏi hội trường, cô nhận thấy tinh thần trên mặt của bố mình đã không còn, cả người trông già đi mười mấy tuổi. Vừa ra khỏi cổng, Đàm Cửu cũng đúng lúc đi tới đối mặt với ông ta, Đàm Cửu khoanh tay nói: "Tam gia, chúc mừng ngài hưu trí vinh quang." Thành thật mà nói, Tam gia ngài thật sự đã già rồi không còn sức lực để điều hành nữa lĩnh hội không nổi những người trẻ như chúng tôi dù sao ngài cũng là tiền bối đi trước của chúng tôi sau này quận đông hoa có việc lớn nhỏ gì ngài cứ giao phó một tiếng đàm cửu bất tài này vẫn cam tâm tình nguyện vì ngài mà cống hiến sức lực ha ha mạc trường hà lạnh lùng nói một tiếng cảm ơn anh cửu rất nhiều vân sương chúng ta đi sau khi mạc trường hà trở về nhà liền ngã bệnh không đụng tới cơm nước tinh thần không phấn khởi, sốt cao, nói nhảm, trong nháy mắt không còn giống người. Mạc Vân Sương trong lòng biết rõ bố mình ngậm một cục tức mới thành ra như vậy, Diệp Vô Phong, Đàm Cửu, bọn họ thật quá đáng. Đàm Cửu, ba tôi không trúng cử trước chủ tịch, anh còn cố ý chế nhạo ông ấy. Tôi thấy anh chán sống rồi. Mạc Vân Sương đi tới đi lui ở trong phòng, tâm trí nghĩ cách làm thế nào để trả thù Đàm Cửu. Đúng lúc này, có người ở ngoài cửa gọi tới, cô cả, tôi là Văn Quảng Tân. Tôi có thể vào được không? Mạc Vân Sương biết, Văn Quảng Tân là tâm phúc của bố mình, đại biểu của quận Hồng Nghiêu. Cô nói, Tổng Giám Đốc Văn không phải người ngoài, cũng không phải xa lạ gì, mời ngài vào đây nói chuyện. Sau khi Văn Quảng Tân vào phòng, trước đi vào cũng không quên hỏi thăm bệnh tình của Mạc Trường Hà, đi đến phòng khách, thấp giọng nói, cô cả, tôi thấy bệnh tình của Tam gia chủ yếu là do khí tức. Mạc Vân Sương nói, đúng vậy, bị lũ đề tiện đó làm cho tức giận. Ban đầu bọn họ đều hưởng lợi từ nhà họ mạc chúng tôi, bố tôi một chút cũng không nghĩ ra lại bị những người thân cận phản bội như bây giờ. Văn Quảng Tân nói, số phiếu bầu của Tam gia là 20. Nói rõ hơn là chỉ có một thương nghiệp bình chọn cho ông ấy. Nếu tôi nói, người đó chính là tôi, cô cả cô có tin không? Mạc Vân Sương nói, tôi chắc chắn tin điều đó. Chỉ cần hôm nay ngài không quên bệnh tình của bố tôi thì điều đó đã nói lên tất cả những người khác, vốn dĩ sẽ không đến. Văn Quảng Tân lại nói, cô cả, cô hãy hạ lệnh đi, tôi lập tức tổ chức quân đội thủ tiêu tên Diệp vô phong đó. Audio điện tử võ tấn bền chương 186, đàm cửu bị ám sát Mạc Vân Sương cười lạnh nói, Văn Quảng Tân ngài không có não ư. Lính đánh thuê đều không làm được, ngài dựa vào cái gì đòi giết anh ta. Văn Quảng Tân nghiến răng nghiến lợi, nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho anh ta, trong lòng tôi không sao nuốt nổi nỗi ô nhục này, cô cả, tôi không thể động tới Diệp Vô Phong, nhưng tôi có thể giết chết tay sai của anh ta. Lần bầu chọn chủ tịch hiệp hội thương mại này đều là do đàm cửu bí mật hoạt động. Cậu ta là chó chạy phật của Diệp Vô Phong, cô hạ lệnh một tiếng, tôi sẽ phái người tới đàm ra bọn họ dạy dỗ một chút. Mạc Vân Sương bình tĩnh suy nghĩ rồi nói, Văn Quảng Tân, trước mắt thắt chặt tin đồn, với lại Diệp Vô Phong quan hệ thân thiết với cảnh sát như vậy, ngài muốn đi giết Đàm Cửu, nếu chuyện không thành hoặc không giết chết được anh ta sẽ rước hỏa vào thân cho tôi với ngài." Văn Quảng Tân vỗ ngực nói, "Cô cả, đàn ông làm chuyện đàn ông nên làm, tôi Văn Quảng Tân tuyệt đối không làm tiểu nhân vô ơn bán đứng người có ơn cứu mình. Cho dù chuyện lần này thành công hay thất bại, tôi đảm bảo sẽ không làm liên lụy đến nhà họ Mạc." Mạc Vân Sương gật đầu, "Văn Quảng Tân vậy tại đây tôi xin thay mặt cho bố tôi cảm ơn ngài. Nói rồi, cô ta mở ngăn kéo tủ lấy ra một khẩu súng lục màu xám. Ngài hãy cầm lấy khẩu súng này, nếu có xảy ra chuyện gì thì thu xếp cho anh em bọn họ ra nước ngoài tránh tạm. Mạc Vân Sương lấy ra một tấm xét 5 triệu đưa cho Văn Quảng Tân. Văn Quảng Tân ban đầu không muốn nhận, về sau bị Mạc Vân Sương thuyết phục, chỉ có thể nhận lấy tiền. Cô cả, cô đợi tin tức tốt của tôi. Văn Quảng Tân trở về quận Hồng Nhiêu, Lập tức tìm 8 tên sát thủ thân tín nhất của mình, 8 tên này được coi là 8 mãnh tướng mạnh nhất của Hồng Nghiêu, bọn họ đã đi theo Văn Quảng Tân nhiều năm, tình cảm thân thiết như anh em. Văn Quảng Tân đem kế hoạch giết Đàm Cửu nói cho bọn họ, 8 tên kia nghe xong đều nhất trí. "Đại ca, Đàm Cửu tên tiểu tử này thật đúng không ra gì, nhất định phải xử lý hắn ta. Chuyện này đại ca cứ giao cho mấy huynh đệ chúng em." Văn Quảng Tân lấy khẩu súng lục và tấm xét ra, nói với lão đại của bát mãnh tướng, bất kể sự việc thành công hay thất bại, sau khi xong việc mấy người các cậu cứ ra nước ngoài lánh tạm 2 năm, sóng gió qua đi, tôi đương nhiên sẽ thông báo cho mọi người, tôi không thông báo thì mọi người đừng gọi điện cho tôi, tự mình trở về. Đại ca, chúng em hiểu rồi, bát mãnh tướng cầm lấy khẩu súng và tấm xét, bắt đầu lên kế hoạch ám sát đàm cửu. Nhà của đàm cửu nằm ở quận Đông Hoa cách trung tâm thành phố 10 dặm về hướng đông, phong cảnh ở đây thật đẹp, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn ra biển biệt thự này cũng được trang trí rất sang trọng tối nay đàm cửu và hai cậu con trai của mình cùng nhau ăn một bữa cơm tự nấu tại nhà một trong hai người con trai của đàm cửu làm chính trị còn người kia kinh doanh hầu như mỗi tối cuối tuần ba bố con đều tụ tập uống rượu hôm nay cũng không ngoại lệ đêm nay yến tiệc gia đình mới diễn ra được một nửa đột nhiên dưới lầu có trận náo loạn một tên vệ sĩ hoảng hốt chạy tới anh cửu không hay rồi có sát thủ vừa nói xong một tên mặc đồ đen từ dưới lầu đi lên một con dao dài sắc bén của tên áo đen đâm thẳng vào lưng tên vệ sĩ tên vệ sĩ hét lên rồi ngã xuống đất đàm cửu cũng là một người có võ công nhìn thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng cầm ghế lên ném tới tên mặc đồ đen người đàn ông mặc đồ đen bước tới đàm cửu hỏi anh là ai tôi có thủ oán gì với cậu sao lúc này ba người đàn ông mặc đồ đen từ dưới lầu xông lên mỗi người đều cầm một con dao dài trói mắt, đều bịt mặt và đeo khăn đen, với ánh mắt dữ tợn và da đòn hiểm độc. Rõ ràng là anh ta muốn giết hại cả gia đình đàm cửu. Hai người con trai của đàm cửu ít nhiều cũng biết chút võ, người con cả cầm chai rượu lên, người con thứ hai cầm lấy một cây gậy bóng chảy, ba bố con bọn họ tương trợ nhau. Bốn tên áo đen ánh mắt nhìn nhau, lên, cả bốn tên cùng nhau lao lên. Đàm cửu thật sự không rõ ràng, dù sao hắn cũng là người có địa vị cao của một quận, là cấp tinh anh ưu tú của băng đảng xã hội đen. Hắn lao xuống đất với chiếc ghế gỗ trên tay, đánh, đập, quả thật không ăn thua chút nào. Dưới sự chỉ đạo của bố mình, hai người con trai của đàm cửu cũng chiến đấu quyết liệt với bọn chúng, đàm cửu vừa đánh vừa hét lên, người đâu? Có sát thủ. Ở lầu một nhà đàm cửu, bình thường có ít nhất 5-6 vệ sĩ túc trực, đàm cửu lo lắng lúc này sẽ không thể đánh lại được nhóm người này nên đã hét lên cầu cứu. Nhưng dưới lầu một chút động tính cũng không có, ngược lại hai người con trai dần dần chống đỡ không nổi phượt người con trai lớn bị một tên sát thủ chém đứt cánh tay trái máu chảy đầm đìa người con trai lớn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất khi đàm cửu lao vào cứu con trai cả thì cậu con trai nhỏ cũng bị sát thủ đâm vào bụng cả người ngã trong vũng máu con trai đàm cửu đau lòng trong cơn tức giận bay lên nhấc chân đạp tới một tên sát thủ nhặt một cái ghế lên đi tới lập tức đập đầu tên sát thủ đến hộp máu thấy đàm cửu võ công cao siêu, bốn tên sát thủ cũng không thể giải quyết trận chiến này nhanh chóng, tên đứng đầu nhóm sát thủ trong tay rút ra một khẩu súng lục màu xám bắn vào đàm cửu. Đàm cửu rất khôn khéo, thấy tên sát thủ rút súng ra liền biết là không tốt, lập tức lăn thân mình tránh sang một bên, những phát súng này bắn vào không chung. Tên sát thủ quay súng và định bắn phát thứ hai. Đúng lúc này, một bóng người từ trên cầu thang lao xuống, ngay lập tức đến trước mặt hắn ta, giơ tay ra và nắm lấy cổ tay của tên sát thủ một cách quyết liệt, dùng hết sức lực. Tay tên sát thủ bị anh ta bẻ gãy. Người này không phải ai khác, chính là Trình Kim Bảo. Trình Kim Bảo tối nay được Đàm Cửu mời tới uống rượu. Bởi vì có chuyện nên tới muộn một chút, kết quả trong nhà Đàm Cửu gặp ngay sát thủ. Trình Kim Bảo vừa mới ở dưới lầu, đã chứng kiến một trận chiến, dưới lầu, bốn tên sát thủ áo đen đã hạ gục năm tên vệ sĩ ngay trên ghế trong nhà Đàm Cửu bốn người còn lại tiến lên để giết ba bố con đàm cửu, để bốn người canh gác ở tầng dưới để phòng bất chắc. Trình Kim Bảo là một cao thủ thâm sâu, đối phó với mấy tên sát thủ này, không quá hai phút, anh ta có thể giết chết mấy tên. Trình Kim Bảo biết đàm cửu có thể sẽ gặp nguy hiểm nên vội chạy đến cứu anh ta. Kết quả vừa đến đúng lúc, nhìn thấy đàm cửu sắp bị tên sát thủ giết. Trình Kim Bảo lao lên, giật khẩu súng trong tay của tên sát thủ. Ba tên sát thủ còn lại, Thấy đại ca gặp nguy hiểm đều lao tới cứu, Trình Kim Bảo cũng đánh trả, quay trái quay phải, đoàng 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 đoàng, bốn phát súng liên tiếp, rồi đem ba tên sát thủ còn lại giết toàn bộ. Giải quyết đến tên cuối cùng, Đàm Cửu hét lên, "Anh Kim Bảo, đừng giết cậu ta, hãy giữ lại mạng sống." Được, Trình Kim Bảo bỏ khẩu súng trong tay xuống, lao tới bắt lấy tên cầm đầu bọn sát thủ. Chương 187, bóng đen. Bởi vì tên sát thủ đã bị Trình Kim Bảo bắt sống, Bây giờ giao lại cho đội cảnh sát hình sự thành phố Tam Giang. Diệp Vô Phong quyết định đi đến đội cảnh sát hình sự một chuyến, xem Bạch Tinh Đồng có chắc chắn thân phận sát thủ của người ấy không. Diệp Vô Phong nói với Lâm Thư Âm, "Thư Âm, cơ thể anh không sao. Lát nữa để mẹ em và Tiết Phi giúp em xử lý việc xuất viện là được. Trong nhà Đàm Cửu xảy ra chuyện lớn, hơn 10 người chết, anh phải đi qua xem mọi chuyện như thế nào." Lâm Thư Âm nói, "Anh đi đi." chuyện của em ở đây anh không cần phải lo lắng. Diệp vô phong vừa đi, trưởng khoa vương liền tới, trong tay ông ta cầm báo cáo kiểm tra của Lâm Thư Âm. Sau khi tiến vào phòng bệnh, trưởng khoa vương hỏi trước cô Lâm, hai ngày nay cô cảm thấy thế nào? Lâm Thư Âm nói, không sao đâu, tôi cảm thấy rất tốt, không có khó chịu, cũng không có nhức đầu. Trưởng khoa vương sắc mặt hiện lên nét nghiêm túc, ông cao mày hỏi, chồng của cô đâu? Lâm Thư Âm nói, anh ấy đi ra ngoài làm việc gì đó, Trưởng khoa Vương, kết quả kiểm tra của tôi có đỡ hơn không? Trường khoa Vương nhìn báo cáo kiểm tra trong tay mình, có lẽ muốn nói cái gì nhưng lại có chút do so dự. Lâm Thư Âm thấy sắc mặt của ông không đúng, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nghi ngại, hỏi Trường khoa Vương có phải xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn không? Hay là chấn thương của tôi có thể để lại di chứng? Trường khoa Vương sắc mặt không thay đổi, nói cô Lâm, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra chi tiết bên trong hộp sọ của cô điều khiến chúng tôi suy nghĩ là bên trong mô mạch máu mẫu của cô có một phần rất khó quan sát màu tối xem ra nó không giống như vết bầm tím có sau khi bị va chạm bởi vì phần tối này rất gần thần kinh trung ương trong não chúng tôi đoán nói đến đây trưởng khoa vương dừng lại không nói nữa sắc mặt lâm thư âm chợt thay đổi hỏi ý của ông là thế nào nó có thể là một khối u trưởng khoa vương gật đầu nói cô lâm trước tiên cô không cần lo lắng chúng tôi cũng chỉ suy đoán. Tôi đề nghị cô theo dõi chặt chẽ tình trạng thể chất sau khi cô được xuất viện. Nếu đầu của cô có vấn đề gì, tôi mong cô có thể trở lại bệnh viện bất cứ lúc nào để xem xét. Sắc mặt lâm thư âm trở nên ảm đạm, cô ngưng động lại, nói tôi sẽ chú ý. Trường Khoa Vương, tôi muốn biết, nếu đó là khối u, những triệu chứng nào có thể sẽ xảy ra. Nếu nó không phải là một khối u, cô sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào có hại và một cơn nhức đầu nhẹ là bình thường trưởng khoa vương nói nếu cô bị đau đầu dữ dội buồn nôn nôn mờ mắt thì cô phải đến kiểm tra lại ngay trong thời gian gần nhất đây là những triệu chứng của khối u ác tính được rồi tôi cảm ơn trưởng khoa vương lâm thư âm nhận lấy báo cáo kiểm tra bỏ vào túi sách trưởng khoa vương nói thêm với tình trạng thân thể lúc này của cô cô có thể được xuất viện nhưng cô phải nhớ trở lại để tái khám tôi hiểu rồi trưởng khoa vương lâm thư âm cũng không quá lo lắng dù sao khả năng quá nhỏ để phát triển khối u ác tính. Lúc này, Tiết Phi và Tả Tiểu Thanh, Lâm Vĩnh Quân cùng nhau đến. Tả Tiểu Thanh cười lớn tiếng, nói thưa âm, thủ tục xuất viện, mẹ và bố con đều làm xong cho con rồi. Cơ bản cơ thể của con cũng đã phục hồi, ở công ty vẫn còn rất nhiều việc chờ con về xử lý đó. Tiết Phi nói, cô Lâm, xe đã sẵn sàng, chúng ta có thể xuất viện không? Lâm Thư Âm nói, được rồi, xuất viện. Văn Quảng Tân phái ra tám sát thủ, ám sát Đàm Cửu không thành công, lại bị bắt sống một người. Lần này Văn Quảng Tân rất hoảng hốt, phải nói rằng tám sát thủ này đều là những người bị cảnh sát truy nã cả nước, vẫn luôn trốn tránh ở đây. Văn Quảng Tân vốn định phái bọn họ giết chết Đàm Cửu, sau đó đưa họ ra nước ngoài tránh tai họa. Ai ngờ nhiệm vụ không thành công lại còn bị bắt, Văn Quảng Tân lo lắng tên bị bắt sẽ khai ra tên mình, ông ta ở trong văn phòng đi tới đi lui, suy nghĩ trước sau không thể nghĩ ra một biện pháp nào tốt để đối phó. Văn Quảng Tân biết, đàm cửu nhất định sẽ trả thù mình, một đám tay sai tinh nhuệ của mình đều đã chết hết, vậy thì còn ai bảo vệ mình? Hơn nữa, những sát thủ mình phái đi, còn ra đòn hiểm ác với hai con trai của đàm cửu, nếu không phải hai anh em hắn mạng lớn, cũng đã sớm mất mạng rồi. Đàm cửu có thể đánh lại để trả thù cho con cái của mình hay không? Con gái mới 6 tuổi, vừa mới vào tiểu học, con trai học lớp 7, đều là bảo bối máu thịt của ông ta văn quảng tân bây giờ bắt đầu có chút hối hận khi đối đầu với mạc trường hà văn quảng tân thấy cuộc sống tốt quá mấy tên tai to mặt lớn của mấy quận khác cũng không nói gì văn quảng tân lại ngốc nghếch đứng ra nhận lấy cái họa mới rơi vào hậu quả như bây giờ suy nghĩ lại về việc này thì quả là hiểm họa vì một chút bốc đồng tên sát thủ kia ở trong đội cảnh sát hình sự khẳng định không thể chịu nổi quá lâu sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự khai ra hết thảy không được Ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Văn Quảng Tân cầm hành lý, lái xe đến quận Hắc Sơn, dự định tìm bạn tốt là Hoàng Hắc Hổ, ông ta hy vọng Hoàng Hắc Hổ có thể giúp mình vượt qua khó khăn. Giữa đường đi đến Hắc Phong Lĩnh có một ngọn núi, Văn Quảng Tân đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Hoàng Hắc Hổ giúp mình giảng hòa với Đàm Cửu cho dù phải tốn thêm tiền đi chăng nữa. Đột nhiên, ở phía trước một chiếc xe tải hạng nặng lao về phía chiếc xe của ông ta. Văn Quảng Tân muốn tránh nhưng không kịp ông vội vàng đổi hướng vô lăng, kết quả vẫn bị chiếc xe hung hăng của đối phương đụng chúng. Ngay lập tức chiếc xe mới của Văn Quảng Tân bị đụng lật, lăn về hướng khe núi. Văn Quảng Tân vừa bị tai nạn xe thừa chết thiếu sống, tin tức liền truyền đến tai Mạc Trường Hà, Mạc Trường Hà chỉ cười, không nói lời nào cả. Mạc Vân Sương đang hầu hạ đưa thuốc cho Mạc Trường Hà. Tay cô run rẩy, chỉ chút nữa thôi là nước thuốc sánh ra ngoài, bố ơi, họ đang muốn ám sát Văn Quảng Tân mạc trường hà gật đầu bố đã sớm đoán được trên thực tế văn quảng tân không nên đối đầu với đàm cửu hiện tại đàm cửu là người thân cận bên cạnh diệp vô phong động đến hắn chẳng khác nào động đến danh giới của diệp vô phong văn quảng tân quá cảm tính rồi mạc vân sương thở dài nói bố để con ra mặt cho văn quảng tân mạc trường hà nói vân sương khu vực địa bàn thành phố tam giang này phụ nữ không giữ được việc làm ăn của nhà chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị Diệp Vô Phong nuốt chừng. Sáng nay, chính quyền thành phố đã chính thức thông báo cho ta rằng họ sẽ tìm đối tượng hợp tác mới quản lý việc bến du thuyền Tam Giang. Mạc Vân Sương vội vàng nói, chính phủ sao có thể nói làm là làm liền như vậy. Vậy chúng ta liền giữ chặt vùng đất dọc theo sông Bích La Loan, dù tốn bao nhiêu tiền cũng không bỏ. Mạc Trường Hà lắc đầu, vô dụng, Diệp vô phong cùng chính phủ hợp tác đối phó với chúng ta, Căn bản chúng ta không đủ sức để bảo vệ. Nếu kháng cự đến cuối cùng, cái kết chỉ có thể là thất bại. Mạc Vân Sương cười lạnh, "Bố, cũng chưa đến mức Diệp Vô Phong có thể một tay che trời hết mọi chuyện. Con đã chuẩn bị một kế hoạch cụ thể, bố cứ ở nhà để dưỡng bệnh đi, chờ tin tốt của con." Mạc Trường Hà kinh ngạc nhìn con gái của mình, mặc dù ông không biết đứa con gái này sẽ nghĩ ra kế hoạch tốt gì, nhưng ông hiểu rất sâu sắc Mạc Vân Sương, đứa nhỏ này không đơn giản chẳng những tháo vát biết tính toán, hơn nữa lại ra tay quyết đoán. Vốn dĩ nàng có thể tự mình vững vàng quản lý mọi chuyện nơi mảnh đất màu mỡ này của thành phố Tam Giang. Ai ngờ Diệp Vô Phong lại xuất hiện, nếu không thì xem qua một lượt toàn bộ những người ở nơi này liệu ai có thể trở thành đối thủ của cô. Nếu như không có Diệp Vô Phong, Tỉnh Đông Nhạc sớm muộn gì cũng sẽ bị một người con gái như cô nắm trọn trong lòng bàn tay. Tên Diệp Vô Phong này, thật sự là khắc tinh của bố con nhà họ chương 188, Văn Tam Đa lại xuất hiện rồi. Vừa ra khỏi bệnh viện, Bạch Tinh Đồng liền lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát tiểu triệu đang ở trong sở tình hình bên chỗ cậu sao rồi. Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch hả? Tiểu triệu nói, bên phía cung cấp thông tin nói, tối nay chùm ma túy sẽ nhập cảnh, có thể sẽ liên lạc với người bên đầu núi của chúng ta, địa điểm là ở nhà máy hóa chất đông phong hạ. Bạch Tinh Đồng có thể tin được người cung cấp thông tin không vậy? ông chùm ma túy ở nước ngoài đó mang theo bao nhiêu người tiểu triệu thông tin từ bên phía cung cấp là hoàn toàn đáng tin cậy hiện tại vẫn chưa rõ có bao nhiêu người nhập cảnh nhưng có thể khẳng định ông ta chắc chắn sẽ không đi một mình mà sẽ mang theo vài thuộc hạ khác cùng đến bạch tinh đồng đầu núi trong nước trước đây là ai tiểu triệu nói là văn tam đa người này là bè đảng còn sót lại của hội lính đánh thuê bụng dạ nham hiểm trình độ không tồi chúng ta giờ đang trong quá trình phá án cho nên cần phải thật để ý đến anh ta. Bạch Tinh Đồng không cho là đúng, cô nói, lính đánh thuê thì có gì mà ghê gớm. Cậu đi báo tin cho mấy người tôn quý tài, Lưu Văn Huân với Mã Bình, cho lực lượng trang bị đầy đủ vũ khí, đêm nay bắt đầu hành động, theo tôi đến nhà máy hóa chất đông phong bắt người. Tiểu Triệu đáp một tiếng, rõ, theo lệnh được phân phó mà thông báo cho những người khác trong đội. Một cuộc chiến ác liệt sắp diễn ra cho nên càng phải nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Tinh Đồng nằm trên giường, nhưng trần chọc mãi không ngủ được. Bởi vì đây không phải chỉ là một tổ chức buôn ma túy thông thường, mà còn liên quan đến cái chết của mẹ cô ta. Mẹ cô ta chính là một cảnh sát phòng chống ma túy, một đời chiến công hiển hách cũng vì vậy mà bị bọn buôn ma túy căm ghét đến tận xương tủy. Sau khi đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, cuối cùng những tên buôn ma túy đó cũng tìm thấy mẹ của Bạch Tinh Đồng, sát hại bà một cách hết sức tàn nhẫn. Đối với Bạch Tinh Đồng mà nói, Điều này vẫn luôn để lại trong tim cô ta một vết sẹo sâu hóm, cô ta đầu quân cho lực lượng cảnh sát, nguyên nhân chủ yếu cũng chính là muốn hoàn thành di nguyện của mẹ, thay mẹ trả thù. Bây giờ cuối cùng cũng đã tìm ra được đầu mối tương quan, đó là tổ chức buôn ma túy có giã tâm cao ngất, muốn về nước tìm băng đảng còn sót lại của Tào Hùng để liên lạc, lại còn mở lại chợ Hà Đông, làm sao mà không khiến Bạch Tinh Đồng không kích động được. Cô ta buộc bản thân không được nghĩ đến những chuyện khác, chỉ khi nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể chiến đấu xuất thần, nếu không thì những kế hoạch đã chuẩn bị trước đó đều sẽ hỏng bét. Dưới ý chí kiên cường của mình, cuối cùng cô ta cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai giờ sau, Bạch Tinh đồng tinh lực tràn đầy đột nhiên bật dậy, gọi điện thoại cho bốn trợ thủ đắc lực của mình đến văn phòng cô ta. Đúng năm phút sau, Tiểu Triệu, Tôn Quý Tài, Lưu Văn Huân và Mã Bình, bốn người vũ trang đầy đủ đến báo cáo trước cửa. Tiểu Triệu gõ cửa, đội trưởng Bạch, Toàn đội đã chuẩn bị xong. Trong phòng, Bạch Tinh Đồng kiểm tra lại súng ống đạn dược của mình một lần nữa, mở cửa phòng để mọi người đi vào, nhìn bốn người ai ai cũng rất có tinh thần, cô ta vô cùng hài lòng, chỉ đơn giản là nói hai câu, mọi người đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Chú ý, đêm nay chúng ta sẽ hành động bí mật, thời gian và địa điểm, tất cả đều phải được bảo mật, tránh cho đứa quỷ nào tuồn tin nội bộ ra bên ngoài. Đã rõ, bốn người trả lời ngắn gọn mà mạnh mẽ. Họ cùng với đội trưởng Bạch không phải lần đầu tham gia những nhiệm vụ như vậy, đều ngầm hiểu ý nhau, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Bạch Tinh Đồng kiểm tra vũ khí trang bị của từng người một. Đây không chỉ là kiểm tra đơn thuần, mà còn là một sự khích lệ của người chỉ huy đối với mọi người. Cô ta đấm nhẹ một cái vào ngực Tiểu Triệu Triệu. Tôi biết kỹ thuật bắn súng của cậu rất tốt, còn từng đạt á quân cuộc thi xả kích cấp thành phố. Nhưng đấu trường và chiến trường là hai chuyện khác nhau. vào thời khắc then chốt, đừng có làm nứt mắt dây xích. Tiểu Triệu cười nói, đội trưởng Bạch, bình thường chị hay nói rằng bãi tập chính là chiến trường, chúng tôi vẫn luôn làm theo lời chỉ dạy của chị, tất cả đều là huấn luyện thật sự. Hôm nay tôi sẽ cho chị một đáp án thật thỏa đáng. Bạch Tinh Đồng nhìn những người khác một lượt, khe khẽ gật gật đầu tốt, lập tức hành động. Mấy người phân nhau ra lên hai chiếc xe con thông thường từ trong cục xuất phát, chạy qua hai cái vòng xuyến trên phố, khoảng tầm 9 giờ, họ đi đường tắt, lái nhanh ra ngoại ô, cái nhà máy hóa chất này đã ngừng hoạt động từ lâu, bây giờ còn lại chỉ là một đống đổ nát. vốn dĩ xung quanh đã từng có những thôn xóm, bây giờ cũng chẳng còn lại được mấy người. bạch tinh đồng lại một lần nữa ra lệnh, sau khi đã xác định được bọn buôn ma túy, liền bắt giữ ngay lập tức. nếu như gặp phải chống cự, lập tức nổ súng, đảm bảo đánh nhanh rút gọn, cố gắng bắt sống văn tam đa và tên chùm buôn ma túy. đã rõ, tiểu triệu đánh xe vào một nhà xưởng bị bỏ hoang. Bạch Tinh Đồng dựa theo lời tình báo đến địa điểm giao dịch, bắt đầu bố trí mai phục, chỉ huy mọi người, mọi người chú ý cảnh giác, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được tự ý hành động. Mọi người nhanh chóng tản ra, tìm một vị trí thích hợp để mai phục. Nhìn tư thế được đào tạo bài bản của mọi người, Bạch Tinh Đồng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, những người lính bên ta ưu tú như vậy, mấy tên buôn ma túy kia dù cho có hung ác như thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là mấy tên cướp giật mà thôi làm sao có thể so được với binh hùng tướng mạnh bên ta được tuy nhiên bạch tinh đồng vẫn là sơ suất rồi cô ta đã đánh giá thấp bọn buôn ma túy này không ngờ rằng vụ giao dịch ngày hôm nay hóa ra chỉ là một ván cờ mà văn tam đa bày ra cho cô ta cô ta chẳng qua cũng chỉ là chú chuột trong trò chơi mèo vờn chuột mà thôi sau cái chết quỷ dị của diêm quân văn tam đa đã, đã thề với lòng nhất định phải báo thù cho tư lệnh anh ta cũng hiểu chỉ dựa vào sức mạnh của một mình anh ta thì còn lâu mới đủ cho nên anh ta tìm mọi cách để liên lạc với hội lính đánh thuê lần này có một vài nhân vật vô cùng lợi hại lần lượt là tử cung mỹ địch và tử cung tiểu xuyên cùng với ba đàn em của tử cung tiểu xuyên là takashi hinichiro takashi hinjiro hindashiburo mấy người này đều là những sát thủ khét tiếng trong giới sát thủ nhật bản chúng suy xét từ mọi phía việc trả thù bắt đầu từ việc đối phó với bạch tinh đồng những tình báo sau này cô ta nhận được đều là do chúng một tay sắp đặt tất cả là để xử lý gọn cô ta. Theo nội dung trong tình báo, Văn Tam đã bắt Lý Quốc Báo cải trang thành đặc phái viên của ông trùm ma túy, giả vờ lẻn từ nước ngoài về và còn mang theo vài thuộc hạ theo, sau đó lặng lẽ đến nhà máy hóa chất Đông Phong liên lạc với Lý Quốc Báo rồi cùng tử cung Mỹ địch và một nhóm các sát thủ mai phục sẵn ở ngoài từ lâu. Bạch Tinh Đồng vẫn không hay biết gì, nhìn thấy hai chiếc xe con rẽ từ chân núi đi lên, đến những chỗ xung quanh nhà máy rồi xuống xe, Thấy người phía đối diện đang đi đến là Văn Tam Đa, điều này khiến cô ta như mở cờ trong bụng. Ngay lúc này, điện thoại trong túi quần cô ta đột nhiên rung lên, cô ta vội vàng che điện thoại lại, khẽ khàng lấy ra xem, là Diệp Vô Phong gọi tới, cô ta vội vàng trả lời bằng một đoạn tin nhắn, đang thực hiện nhiệm vụ, xin hãy gọi lại sau. Sau đó liền tắt điện thoại, cô ta sợ Diệp Vô Phong hoặc có một người nào đó lại gọi đến, mặc dù không có âm thanh, nhưng màn hình sẽ sáng lên hoặc là chỉ một chút tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến lũ buôn thuốc viện trở nên cảnh giác lúc này đã có vài người bước vào khu nhà chính mấy người đó gặp mặt nhau trong sân nhỏ lại giống như đang nói cái gì đó bạch tinh đồng từ trên cao nhìn xuống thấy vô cùng rõ ràng cô ta biết chắc rằng những người bước vào tiếp theo chính là bọn buôn ma túy từ nước ngoài về tất cả mọi thứ đều đã được cô ta nắm rõ trong lòng bàn tay bọn buôn ma túy đi vào khu nhà chính rồi rẽ vào cái nhà xưởng đổ nát chắc chắn giao dịch đang diễn ra ở bên trong rồi. Bạch Tinh Đồng phất tay, dẫn theo một vài người lao ra từ chỗ mai phục, mấy bước đã xông vào trong sân nhỏ, quát to một tiếng trước cái nhà xưởng đổ nát. Chúng tôi là cảnh sát, tất cả không được di chuyển, đứng yên tại chỗ, giơ hai tay đặt lên đầu rồi ngồi xuống. Những người ở bên trong không tỏ ra chống cự gì, đều ngoan ngoãn giơ tay lên, đặt lên trên đầu rồi ngồi xổm xuống. Bạch Tinh đồng lệnh cho toàn đội dương súng lên khống chế tình hình, bản thân thì lấy điện thoại ra gọi cho cục trưởng Vương. chương 189, có một mánh khóe. Điện thoại của cô vẫn đang bật nguồn, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng súng vang lên, mã bình bên cạnh không lên tiếng, lập tức ngã xuống, máu chảy đầy đất. Không ổn, có mai phục, Bạch Tinh đồng ý thức được mình có thể đã trung kế. Cô lập tức phản ứng lại, lăn xuống đất trốn sau một đống gạch. Ba đồng nghiệp còn lại cũng tìm nơi ẩn náu để tránh đạn. Lúc này trong nhà xưởng, Phan Tam đa từ trên mặt đất đứng lên, cười ha ha, Bạch Tinh Đồng, các người đã trúng kế rồi. Không phải muốn bắt tôi sao? Hiện tại chính mình lại trở thành cá rơi vào lưới, mau đầu hàng đi, nếu cô hầu hạ tôi thoải mái, nói không chừng còn có thể tha cho cô một mạng. Tiểu Triệu trốn ở một góc tường, thất vọng nói, "Đội trưởng Bạch, chúng tôi hình như bị mai phục rồi." Bạch Tinh Đồng bình tĩnh lại, nhìn ra ngoài bức tường, trên sườn núi nhỏ hơn 10 người đứng ra, đang vây quanh bên này mà những kẻ buôn bán ma túy trong nhà xưởng cũng lấy điện thoại di động ra, không ngừng bắn ra ngoài. Vương Bát Đản, Bạch Tinh Đồng cắn răng, giơ tay đánh một phát vào trong phòng, một tên côn đồ sau lưng Văn Tam đa ngã xuống ngay tại chỗ. Nhưng cũng dẫn tới đối phương đáp trả nhiều hơn, hai đội viên chống ma túy lại bị bắn trúng, hy sinh. Hiện tại chỉ còn lại hai người Tiểu Triệu và Bạch Tinh Đồng, bọn họ mượn đống gạch đá ẩn thân đến góc tường, là góc bắn chết của địch hai người tựa lưng vào nhau đứng cảnh giác, có cơ hội nổ súng. Tiểu triệu rất tiếc, đội trưởng Bạch, là lỗi của tôi, thông tin được cung cấp đó là sai, tôi đã hại các anh em. Bạch tinh đồng nói, bây giờ là lúc nào rồi, còn nói những lời như vậy. Tôi yểm hộ, cậu nghĩ biện pháp xông ra ngoài, lật qua đầu tường, phía sau là một cái rãnh tối, theo rãnh chạy hơn 10 mét, có thể vào trong rừng cây nhỏ, cậu lập tức an toàn, Tiểu triệu đối với hành động hôm nay thất bại đã có cảm giác ấy náy rất lớn, hiện tại để cho hắn đi trước, hắn bất luận như thế nào cũng không thể chấp nhận, cắn răng nói, không, đội trưởng Bạch, cô đi đi, tôi ở đây đang yểm hộ. Mặt khác, từ trên tường phát hiện thân người liền bắn ra hai phát súng, một tên địch trên sườn núi ngã xuống. Bạch tinh đồng nóng nảy, xoay người dùng súng chống lên ngực hắn, mau đi thôi. Không tuân theo mệnh lệnh, tôi sẽ giết anh. Cô bắn chết tôi là được rồi, tôi không có mặt mũi trở về. Tiểu triệu nước mắt đều rơi xuống, vừa hối hận vừa hận. Văn Tam Đa đã từ trong phòng sông ra, trốn sau một cây đại thụ lớn liên tục nổ súng, các người một người cũng không chạy được, các anh em, chỉ có hai người, bắt sống. Lại một trận đấu súng, tiểu triệu bắn sạch đạn trong súng, trong lúc nhất thời như cho tàn, lần đầu tiên hắn lên chiến trường vẫn thiếu kinh nghiệm. Những kẻ buôn bán ma túy vây quanh, họ đang ở đây. Trong đó một người vừa kêu lên, bị Bạch Tinh Đồng nắm đầu, mấy người khác lại rụt về. Bạch Tinh Đồng nhảy ra khỏi bức tường, quát lớn một tiếng cùng bọn họ liều mạng. Lúc này Tiểu Triệu cũng hoàn toàn đem sinh tử đặt ra ngoài, kêu to một tiếng, từ đùi rút ra một con dao, sau đó vọt ra. Trong lúc nhất thời ánh dao lóe lên, hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Bạch Tinh Đồng một cước đá bay khẩu súng lục trong tay Văn Tam Đa, lại một đao đâm vào lồng ngực của một kẻ buôn bán ma túy nhưng dao của cô bị tên kia nắm chặt, rút không ra chỉ có thể buông tay. Tiểu triệu đối đầu với Lý Quốc Báo và tử cung Tiểu Xuyên. Tử cung Mỹ địch chậm rãi tiến về phía trước, chỉ ôm cánh tay ở một bên nhìn, tựa như xem kịch, sống chết của những người đó không có bất kỳ quan hệ gì với cô. Văn Tam đa cùng Bạch Tinh Đồng rằng co trực diện, cử nhân gặp mặt đỏ mắt. Bạch Tinh Đồng mắng, đồ chó, người đúng là chó không thể thay đổi mà vụ án nhiều năm trước vẫn chưa kết thúc người đã trở lại văn tam đa đột nhiên đấm thẳng tới bị bạch tinh đồng né được hắn cười lạnh một tiếng tôi trở về chính là muốn tìm cô báo thù cô không nghĩ vậy sao cô đã vào cái bẫy của tôi cô sắp xong đời rồi còn nhớ anh họ tào hùng của tôi đã chết như thế nào không văn tam đa la một tiếng to hơn lần thứ hai điên cuồng tấn công bạch tinh đồng biết lúc này không thể yếu thế tốt nhất là đem văn tam đa này thu phục mới có thể thoát được. Cho nên cô xuất chiêu chính là sát thủ hung ác, nhìn hai quyền của đối phương đang nhào tới, dĩ nhiên cô không né tránh, nhấc chân lên dùng công phu chọc cửa chân đá cọc gỗ, đá thẳng về phía Văn Tam Đa. Đầu vai của cô nhiều nhất cũng chỉ có hai quyền của hắn nhưng hai bắp chân Văn Tam Đa nếu bị đá lên sẽ bị gãy ngay tại chỗ. Văn Tam Đa nhìn cách đánh liều mạng của cô như vậy không dám đối đầu, rút người nhảy trở lại, trong miệng mắng tiểu tử thối, không cần mạng sao? Bạch Tinh Đồng không trả lời nữa tiến lên dương chân, Ngọc Hoàn Bộ, Trần Uyên Ương, một cước rơi xuống, một cước khác Bạch Tinh Đồng bị chiêu thức hạ lưu của hắn quấy nhiễu tâm thần, thế nên tay chân luống cuống rơi vào hạ phong. Phan Tam Đa này có một chút đắc thế, từng bước tiến lên bước bách, một mặt liên tiếp hạ chiêu sát thủ, lúc thì động tác hạ lưu quấy nhiễu, liên tục mang theo từng trận đánh đấm. Bạch Tinh Đồng bên này căng thẳng, Tiểu Triệu bên cạnh cũng có chút nhắc nhở, Bạch đội trưởng, người cẩn thận hắn vốn không chiếm ưu thế khi đối đầu với tử cung tiểu xuyên, lại vừa thất thần bị đối phương một đao xẹt qua bụng dưới, lại một lần nữa nâng mũi đao từ dưới lên trọn vào điểm yếu của hắn. Tiểu triệu kêu thảm một tiếng, hai tay nắm lấy thanh đao của đối thủ, trợn mắt mà nhìn. Tử cung tiểu xuyên lạnh lùng cười, vừa nhấc chân đá hắn ngã sang một bên, tiểu triệu ngã xuống máu chảy không ngừng. Nhìn tiểu triệu bị đánh ngã, không có thời gian xem sống chết thế nào, nội tâm bạch tinh đồng lo lắng, hai tay đem cánh tay văn tam đang ngăn cản, xoay người dùng ra chiêu tuyệt mệnh chân đuôi hổ, chân phải giống như đuôi hổ lại giống như roi thép, mạnh mẽ quét ra ngoài. Văn tam đa tên này cực kỳ giảo hoạt, nếu thật sự là ngăn cản, hắn quả thật không cách nào ngăn cản được, nhưng hắn đột nhiên đưa tay vào thắt lưng, rút ra một thanh dao, nghênh đón chân bạch tinh đồng chém tới, cô đá tới lực lượng càng lớn, bị dao cắt chúng càng sâu. Bạch tinh đồng cũng hiểu được, nếu chân cô quét đến sẽ bị hắn cắt đứt một chân suy nghĩ vội vàng thay đổi một cái chân chống đỡ chân khác đạp xuống đất cả người bay lên từ trên đầu đối thủ nhảy qua coi như là không bị đao chém tới phan tam đa cười điên cuồng tay phải múa đao một đoàn hàn quang hướng bạch tinh đồng đánh tới cô chỉ có thể tránh trái né phải tìm kiếm cơ hội phản kích nhìn thấy một lỗ hổng một chân đạp qua đem điện đao trong tay hắn đá bay đi phan tam đa mất đao lại không lui về phía sau ngược lại lại nhào về phía trước lưu manh ôm bạch tinh đồng vào trong ngực đầu to thẳng đến trước ngực Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng vừa xấu hổ vừa gấp gáp, nắm quyền muốn đánh, bởi vì đối thủ ôm chặt người, lại không phát lực ra được. chương 190, phụ thuộc vào nhau. Bạch Tinh Đồng nâng khuỷu tay lên đập hai cái vào cổ hắn ta. Văn Tam đa liều mạng ôm lấy, không chịu buông tay. Hai người một đường dẫy ruộng lăn lộn đến trước mặt tử cung Mỹ Địch. Tử cung Mỹ Địch là đại cao thủ, nàng nhìn những người này đánh nhau chỉ giống như đứa con nít làm trò nên không quá để ý. Hiện tại nhìn hai người lăn đến trước mặt mình, nếu không ra tay thì không ăn nói được. Cô ta dương hai ngón tay, chọc một cái giữa hai xương bả vai bạch tinh đồng, lập tức bạch tinh đồng cảm thấy cả người chấn động, toàn bộ nửa người trên đều tê dại, hai tay sụi lơ vô lực. Lúc này cô mới nhớ tới phía sau mình còn có một nữ ma đầu. Biết rõ không địch nổi, cũng không thể ngồi chờ chết, cô mặc kệ văn tam đa phía trước kia hạ lưu thủ đoạn như thế nào một cái liền đá về phía tử cung mỹ địch phía sau ồ cô gái này có hai đầu tử cung mỹ địch lại nhịn không được tán thưởng nhưng công phu của hai người tranh lệch quá lớn bạch tinh đồng căn bản đá không được cô ta cô ta chỉ nhẹ nhàng xoay eo một chân này của bạch tinh đồng liền đá vào không khí tử cung mỹ địch ngẩng đầu dĩ nhiên đè lại đầu văn tam đa người buông cô ấy ra Cô ấy dường như cũng ghét chiến thuật lưu manh của người đàn ông hôi thối này Mà chính cô lại lập tức tát một cái vào mông bạch tinh đồng Ba Một tiếng vang giòn tan Đây vốn không phải là bộ phận trí mạng gì Tử cung Mỹ địch cũng không có dùng toàn lực Bạch tinh đồng đã chống đỡ không nổi Lập tức ngã xuống đất không thể bò nổi Chói cô ấy lại Tử cung Mỹ địch quát một tiếng Hai tên tay sai của bọn buôn bán ma túy đi tới đem bạch tinh đồng chói chặt Tử cung tiểu xuyên bên cạnh cầm dao kêu to một tiếng chém về phía bạch tinh đồng lại bị chị gái tử cung mỹ địch ngăn cản trước không cần giết cô ta tử cung tiểu xuyên chỉ có thể dừng tay lúc này văn tam đa hơn cũng đi tới đưa tay muốn sờ cầm bạch tinh đồng một chút vẻ mặt dâm dục cười thế nào cảnh sát bạch rất thoải mái phải không bạch tinh đồng hung hăng nhổ nước bọt vào mặt hắn trong mắt phun lửa nói ít nói nhảm có bản lĩnh thì thì giết tao đi ha 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 cảnh sát bạch lúc nào cũng có tính tình nóng nảy như vậy ta thích văn tam đa cười lạnh nói ai không biết cảnh sát bạch là một bông hoa của lực lượng cảnh sát thành phố tam giang trực tiếp chém đầu chẳng phải là phí của trời sao ngay cả khi cô chết các anh em chúng tôi cũng phải vui chơi phải không các anh em mấy tên cướp bên cạnh cười đùa tỏ lòng tán thành mấy đôi mắt sói tham lam quét tới quét lui cơ thể cô văn tam đa tranh thủ thời gian để cho thuộc hạ thu dọn chiến trường sau đó mai phục cẩn thận lực lượng cảnh sát tiếp theo tiến vào. Văn Tam đã đi qua nhỏ giọng thương lượng gì đó với tử cung Mỹ địch, thanh âm bọn họ không lớn, lại nói là tiếng Đông Dương, Bạch Tinh Đồng nghe không rõ lắm nhưng phán đoán bọn họ khẳng định còn đang âm mưu cái gì. Qua một lúc, bọn họ nói xong liền áp giải Bạch Tinh Đồng đi tới căn phòng bên cạnh. Bạch Tinh Đồng nhất thời cảm thấy mình lành ít dữ nhiều, trong lòng thầm nghĩ mấy tên buôn bán ma túy này có phải muốn làm chuyện bất chính với mình hay không? vậy ta còn không bằng cắn lưỡi tự sát đây là văn phòng chính của nhà máy hóa chất đông phong ban đầu đi lên cầu thang bên dưới và văn phòng ban đầu mặc dù đã xuống cấp bụi bặm có một vài ghế hai ghế sofa và một bàn làm việc cũ bạch tinh đồng bị trói vào một cái ghế cánh tay trói sau lưng hai chân bị trói vào chân ghế không nhúc nhích được nghe thấy hơn ba tiếng cười dâm đãng cô ngẩng đầu lên hung hăng mắng mày dám chạm vào tao chờ lực lượng cảnh sát của chúng tao đến đem mày chôn sống. Văn Tam Đa cười lạnh, cảnh sát bạch đến lúc này còn nói chuyện lớn tiếng, tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ, cô xem khi nào thì đại đội của cô sẽ đến. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên, đoàng đoàng, hai tiếng súng vang lên, nghe thủ hạ của mình dưới lầu kêu thảm thiết, dĩ nhiên thật sự có người xông vào. Văn Tam Đa vội vàng né tránh bên cửa sổ, rút súng ra quan sát bên ngoài. Trong một trận tiếng la hét, tử cung tiểu xuyên, cao dài tân nhất lang, cao giai tân nhị lang, cao giai tân tam lang từ lầu 2 chạy xuống đứng kế cửa sổ bảo vệ cửa ra vào tử cung mỹ địch chỉ hơi sừng sốt rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh ôm cánh tay ngồi xuống sofa xem kịch còn gác chân lên người nhị lang phan tam đa quay đầu lại nói với tử cung mỹ địch địch nhân hình như không đến nhiều lắm ta cũng đi xuống xem ngươi ở chỗ này canh giữ sau khi cô ta gật gật đầu phan tam đa cũng từ cầu thang đi xuống hiện tại trên lầu chỉ còn lại tử cung mỹ địch cùng bạch tinh đồng hai người nàng thong thả đi hai bước tới trước mặt bạch tinh đồng hít mắt nhìn xuống nữ sát thủ đông dương này ánh mắt nhấp nháy có nhiều ái muội bạch tinh đồng cũng cảm thấy sự khác thường của cô ta liền lớn tiếng quát nữ quỷ tử người muốn làm gì cô ấy vừa nói tử cung mỹ địch đi tới trước mặt càng gần hơn một chút trong mắt nhìn ngực cô ấy lộ ra vẻ tham lam lại rỗi một ngón tay ở cổ áo cô ấy đùa dỡn một chút Bạch Tinh Đồng hiểu rõ, thì ra nữ quỷ tử Đông Dương này là một lesbian, ánh mắt nàng một câu, hiện ra bộ dáng quyến rũ, người thích ta. Vậy, trong khi không có ai ở đây sao chúng ta không cùng chơi? Tử cung Mỹ địch không nói gì, đi tới cởi dây trói cho Bạch Tinh Đồng, tự nghĩ công phu của mình cao hơn rất nhiều so với đối phương, nữ cảnh sát này cũng không thoát khỏi lòng bàn tay cô ta, không bằng giống như nàng nói, cùng nhau chơi đùa. Bạch Tinh Đồng làm ra bộ dáng nhu nhược, nhíu mày chờ cô ta cởi dây thừng, sợi dây vừa mới cởi ra, liền phát lực đánh một cái qua bên cạnh, cô ta liền tránh, một quyền này sượt qua bả vai trực tiếp trúng vào ngực của cô ta. Phó công của Bạch Tinh Đồng so với Tử cung Mỹ địch kém rất xa, không thể một kích đắc thủ, nhưng lúc này Tử cung Mỹ địch này có chút tâm thần si mê, hơn nữa hai người cách nhau quá gần, Bạch Tinh Đồng đột nhiên phát lực, cô ta nhất thời phản ứng không kịp, dĩ nhiên thực sự bị vỗ vào ngực. Một tiếng vang lên, thân thể tử cung mỹ địch bị đụng ra 4-5 mét, đụng phải mấy cái sofa phía sau. May mà công lực của cô ta thâm hậu, một đường lăn lộn, chật vật từ trên mặt đất đứng dậy, căng ngược mình một cái, đau đến nỗi lại run rẩy. Bạch tinh đồng một kích đắc thủ liền đi lên, lại một trận liên hoàn cước, nhưng đều bị đối thủ tránh được, thực lực hai người vẫn có rất nhiều tranh lệch. Bạch tinh đồng mắng, quỷ tử biến thái, quỷ tử đông dương, xem lão nương thu thập ngươi như thế nào. Tử cung Mỹ địch trong lòng tức giận, đưa tay rút đao ra, hắc hắc cười lạnh, chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Bạch tinh đồng tiện tay nắm lấy một cái ghế, ném qua, đi chết đi, chết đi đổ biến thái. Tử cung Mỹ địch vuốt ra một đao hoa, đem cái ghế bay tới chém nát, hai người trong phòng lao vào đánh nhau. Xiết vào trong viện chính là Diệp Vô Phong, hắn gọi điện thoại cho Bạch Tinh Đồng, đối phương không trả lời, chỉ trả lời tin nhắn. Điều này làm cho anh ta cảm thấy rất khó chịu. Hắn không biết Bạch Tinh Đồng đang thực hiện nhiệm vụ gì, nhưng cảm giác được hành động lần này của cô ấy rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Thông qua định vị điện thoại di động, nhanh chóng đến gần nhà máy hóa chất Đông Phong. Xa xa nghe thấy tiếng súng, lại chậm rãi thừa thớt, anh nghe ra được tiếng súng ngắn của cảnh sát súng. Từ tiếng súng liền biết Bạch Tinh Đồng cùng đội viên của cô ấy khẳng định đã chết, vội vàng dừng xe, chạy nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Audio điện tử võ tấn bền chương 191, Tiểu Triệu bị thương. Rất nhanh sau đó anh đã tìm ra được khu vực lân cận của tòa nhà máy hóa chất cũ, đối mặt với tên buôn bán ma túy đang kéo thi thể ra ngoài chôn Hai bên chạm mặt, Diệp vô phong không chút khách khí, nhấc tay lên bắn hai phát súng giết chết tên đó, sau đó lại ẩn mình, nhìn về phía trong sân quan sát. Đúng vào lúc này, anh đột nhiên nghe được bên ngoài góc tường có người đang kêu đau. Nhìn qua kẽ gạch nứt, hướng về phía bức tường trong sân, một người đang co rúm lại nằm trên vũng máu nhúc nhích, nhất thời không biết là kẻ thù hay là bạn. Diệp Vô Phong thăm dò hỏi, anh là ai? Bạch Tinh Đồng đang ở bên trong đúng không? Anh một bên nói, một bên hướng nòng súng về phía trong đống gạch, nếu như phát hiện là kẻ thù sẽ lập tức nổ súng. Trên nền đất, người bị đâm một nhát vào bụng là cảnh sát viên Tiểu Triệu, anh ta đã nghe ra được là tiếng của Diệp Vô Phong, nhẫn nhịn đau đớn nói anh Phong, là em, Tiểu Triệu. Trong cuộc cảnh sát những người chiến hữu đối với Diệp Vô Phong đều rất quen thuộc, bọn họ đã cho rằng đây là bạn trai của đội trưởng, ngày thường cũng không ít lần nói giỡn. Lần này Diệp Vô Phong đuổi theo đến đây, làm cho Tiểu Triệu lại như thấy được hy vọng, anh Phong, đội trưởng Bạch bị bọn chúng bắt lên trên lầu, ngoài ra mấy người anh em đều đã chết trong trận chiến rồi. Diệp Vô Phong nhìn vào phía trong sân, nhìn lại kỹ càng hơn, đối phương có bao nhiêu người. Hỏa lực như thế nào? Tiểu Triệu thấp giọng nói, có mười mấy người, nhiều nhất là súng ngắn bọn họ võ công đều không tồi là những kẻ cứng cỏi nói đến đây anh ta lại đau hơn gần như muốn ngất đi vì đau diệp vô phong nhìn xung quanh trên lầu có bóng người đang cử động quân địch cũng không biết tình hình bên mình nên không dám liều lĩnh ra tay anh tựa như con báo từ góc tường bên ngoài nhảy vào bên trong vội xử lý vết thương cho tiểu triệu sau đó lấy điện thoại đưa cho anh ta cậu liên lạc với cục cảnh sát bảo cục trưởng phái thêm người đến đây Tôi đi cứu đội trưởng của các cậu. Sau khi thu xếp ổn tòa tiểu triệu, Diệp Vô Phong nghiêng người nương theo bức tường, đi thẳng đến phía sau tòa nhà. Hiện tại bản thân chỉ có một mình, muốn tiến công từ chính diện, chắc chắn là không thực tế, mà phải từ phía sau tập kích bất ngờ, tìm kiếm cơ hội. Anh Phát Huy bản lĩnh bơi tường của thần lăn, lách qua các vết nứt, không một tiếng động trèo lên phía sau của tòa nhà, trên góc lầu núp kỹ. Diệp Vô Phong giải phóng ra năng lực nhận thức của mình, xem xét kỹ càng phát hiện ở vị trí trên đỉnh đầu mình có hơi thở của hai tên xạ thủ lại qua thêm một lúc hai tên xạ thủ đó vẫn nhỏ giọng mà nói chuyện vừa nãy hai tiếng súng vang lên sao lại không có người tiến vào có phải anh em bọn mình tự nổ súng không không nói rõ được không được sơ ý chúng ta vẫn là nên cẩn thận một chút nhìn về phía trước mảnh rừng nhỏ kia rất có khả năng có người đang ở trong đó mai phục chỉ cần bước vào trong sân chúng ta sẽ lập tức nổ súng anh anh nói xem văn tam đa ở trên lầu lúc này đang làm cái gì anh ta chắc chắn đang chơi cái cô nữ cảnh sát đó hí hí cái cô nữ cảnh sát đó quả thật con mẹ nó đẹp cái mặt nhỏ đó có thể búng ra sữa cái mông lớn đó thật con mẹ nó nóng bỏng diệp vô phong nghe hai người nói chuyện càng ngày càng đê tiện nhịn không được chửi bới trong lòng hai tên khốn kiếp chết đến nơi rồi mà còn ở chỗ này phỏng đoán hoang đường anh đánh giá lại thêm một lần nữa vị trí của hai người nằm ở trên lầu ngay trên đầu của mình không còn nghi ngờ gì nữa. Diệp vô phong hít sâu vào một hơi, duỗi tay chậm rãi kéo mái hiên ra, đột nhiên duỗi người, như viên chân châu cuốn xuống rèm, cả người lộn ngược xuống dưới. Động tác của anh nhẹ tựa lông hồng, nhanh như gió, vù vù một lát, đã đến được ngay chỗ của hai tên xả thủ. Hai tên xả thủ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, dường như có một con chim lớn từ trên đầu hạ xuống, còn chưa kịp phản ứng lại, thân người Diệp vô phong đã đáp xuống giữa hai người diệp vô phong vươn hai tay ra mỗi tay một người nhấn lên đỉnh đầu hai gã hai tay đồng thời dùng sức vặn giống như bình thường khi vặn ốc vít chỉ nghe rác một tiếng cổ của bọn hắn lập tức bị vặn gấy hứ cũng chưa kịp hứ mềm nhũn mà nằm ở đó diệp vô phong vươn tay cầm lấy hai khẩu súng của hai tên xạ thủ nhìn nhìn không tồi là súng trường tấn công còn có kính nhìn ban đêm anh nằm xuống ngay chỗ hai tên đã chết đó dương súng nhìn xuống phía dưới tình hình trong sân nhìn thấy rõ mồn một, một. Trong kính ngắm, mấy xạ thủ đang ẩn nấp từng người từng người lộ ra. Ở dưới hành lang hai góc đông tây mỗi góc có một người, phía sau cánh cửa một người, bên cạnh nhà xe cũ kỹ có một người đang thỏ đầu ra nhìn. Đúng lúc này, nghe trên lầu truyền ra âm thanh đang đánh nhau binh binh bang bang, còn kèm theo tiếng mắng chửi. Diệp vô phong rất nhanh liền nghe ra là bạch tinh đồng, nhất thời làm anh vừa vui vừa lo lắng. Vui là vì cô ta vẫn còn sống, lo lắng là vì tình hình hiện tại cô ta nhất định rất nguy hiểm nghĩ đến đây không thể chậm trễ được diệp vô phong đầu tiên nhắm vào hai tên xạ thủ dưới hành lang bắn hai phát bang bang hai người chết ngay tại chỗ lập tức nghe được có người đang chửi mẹ nó bắn đi đâu đó bắn người mình làm gì lại có người hét lên không phải người mình rất có khả năng là quân địch mò lên rồi ngay sau đó đoàng 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 một hồi súng tiểu liên tấn công đạn trực tiếp nhằm lên trên bắn Diệp Vô Phong lăn người qua né. Bây giờ người dưới lầu đã phát hiện vị trí của Diệp Vô Phong, mấy người từ vị trí khác nhau mà bao vây lên, qua vài lần đối kháng, súng của Diệp Vô Phong đã hết đạn. Đúng lúc này, Văn Tam Đa từ trên đầu tường đã nhảy xuống dưới, tiểu tử, đem mạng đến đây. Bắn súng ra liền ám chỉ. Diệp Vô Phong cầm súng trường trong tay đột một ném đi, đạn cũng bắn hết rồi. Lúc này, anh Sải bước đến trước mặt anh ta, nhấc chân lên đá súng ngắn trên tay hắn ta đi, vào lúc này Lý Quốc báo, tử cung tiểu xuyên, Takashi Hinichiro, Takashi Hinjiro, Hindashiburo, bốn tên ninja cũng từ dưới chạy lên, mấy người ở trên mái nhà bao vây thành hình tròn quanh diệp vô phong. Ngoài ra còn có hai tay súng tẩm độc đặc biệt cũng theo qua đây, bọn chúng đứng ở góc, nhắm ống ngắm nhưng lại không dám vì tiện bắn, sợ làm bị thương người của mình. Diệp vô phong nhìn xung quanh, không chút sợ hãi, chỉ với mấy tên chó bỏ đi này mà muốn đấu với tao ư cùng nhau lên đi. Tử cung tiểu xuyên chưa từng thấy qua năng lực của Diệp vô phong, không có để anh vào mắt, thậm chí có chút thất vọng, hóa ra chỉ có một người. Trước tiên giết chết hắn, phía sau còn có người đẹp đang đợi chúng ta, đó mới là chuyện lớn. Văn Tam đã biết bản lĩnh của Diệp vô phong, muốn nhắc nhở tử cung tiểu xuyên một chút, tốt hơn hết là nên cẩn thận. Anh ta vẫn chưa nói xong, tử cung tiểu xuyên đã giành tiến lên trước, thân hình chuyển động, con dao trong tay hướng về phía hai chân của Diệp Vô Phong chém tới. Diệp Vô Phong đã nhìn ra được nước đi của anh ta, không phải là võ công của Trung Quốc, nhưng vậy thì sao phải sợ chứ? Anh vừa nhấc chân lên, một cái nạng tinh xảo, chân cong xuống, xoay qua, một bên tránh né lưỡi dao, một bên dùng mũi chân đá vào giữa cổ tay của tử cung tiểu xuyên. Chỉ với chiêu này, tử cung tiểu xuyên liền cảm giác được sức mạnh của đối thủ. Anh ta ngạc nhiên một lát, cổ tay xém chút liền bị đá trúng, vội vã lùi về sau, kêu gọi mấy ninja khác tất cả cùng nhau lên đi. Bốn tên ninja cộng thêm Văn Tam Đa và Lý Quốc Báo, tổng cộng sáu người, mỗi người đều là cao thủ võ sĩ cấp một, nhưng Diệp vô phong lấy một địch sáu, tay không đấu với dao sắc, vậy mà không hề bị tụt lại phía sau. Mấy tên ninja này nhìn thấy nhất thời không thể đánh bại đối thủ, có chút nóng nảy, quát lên một tiếng, lần nữa gia tăng sức tấn công. Sao trong tay bọn họ bay lượn lên xuống, Bốn người hợp thành một lưới dao, chém ra như gió, vô cùng tàn khốc. Diệp Vô Phong thân hình nhanh tựa ma quỷ, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, rõ ràng là một dao đã chém đến trên người, nhưng chỉ chém được một cái bóng, không biết đã từ lúc nào anh lại chuyển đến tấn công ở phía sau. Phan Tam đa kêu lớn, các anh em ứng phó hắn chặt chẽ, chúng ta người nhiều, thời gian dài, hắn ta nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Chương 192: Phúc tinh cuộc đời diệp vô phong làm sao có thể cấu kết cùng bọn họ cơ chứ trong tên này thốt ra những lời lẽ ngông cuồng anh tự nhiên lại muốn dạy cho hắn một bài học đột nhiên đến gần văn tam đa bất ngờ tung một đấm đánh trúng ngực anh ta văn tam đa không phải không muốn cản đòn lại chỉ là do đối phương ra tay quá nhanh từ khe hở ở hai bên tay mà xuyên qua lao đến một đấm liền đấm trúng ngực anh ta làm cho anh ta phải lùi lại nửa bước a à, một tiếng rồi lùi về phía sau ngồi bệt hẳn xuống đất thở không ra hơi. Nhìn Diệp vô phong hung tợn như vậy, các ninja đều kinh ngạc, bốn người tụ lại vào nhau, không dám manh động. Diệp vô phong cười lạnh, chỉ có chút kỹ năng mèo cào này cũng dám đến Trung Quốc làm loạn. Đột nhiên anh đưa tay vào trong bao kiếm rồi bất ngờ chụp lấy. Rõ ràng là các ninja đã chém được vào cổ tay của anh, nhưng không hiểu sao lại bị trượt, lại còn bị hai ngón tay của anh kẹp ngược lại phía sau thanh kiếm. Thuận thế vung tay thêm một lần, thoải mái mượn tay một ninja đập xuống ba thanh kiếm còn lại tiếng kiếm va vào nhau keng keng vang lên bao kiếm cũng bị rách đột nhiên diệp vô phong lùi lại nắm lấy tay trái của hắn đập xuống một cái rồi lại nhéo thật mạnh cổ tay của hindashiburo đối phương chỉ kịp hét lên một tiếng đã thở không ra hơi Tử cung tiểu xuyên thét lên một tiếng kỳ quái các ninja từ trên dưới diệp vô phong đánh xuống muốn ép anh phải rút tay lại nhưng diệp vô phong chỉ lướt qua cánh tay đem hindashiburo chắn trước mặt Răng rác, một tiếng, lưỡi kiếm của tử cung tiểu xuyên chém xuống, chặt đứt cánh tay phải của Hinda Shiburo, máu tươi cứ thế phun ra. Diệp vô phong làm y như thế, thu thanh kiếm trong tay hắn về tay mình. Có kiếm trong tay như hổ mọc thêm cánh, cùng là một thanh kiếm ninja nhưng vào tay Diệp vô phong lại có uy lực khác hẳn, mới chỉ vung kiếm, lưỡi kiếm của ba người kia liền bị chặn lại, bị một nguồn năng lượng cực lớn làm cho trao đảo, suýt chút nữa thì gãy cả cổ tay. Diệp Vô Phong tiếp tục tiến lên phía trước, tung một cước vào hông phải của tử cung Tiểu Xuyên, làm cho anh ta không chịu được mà lùi về sau, và vào Hinda Shiburo, làm hắn ta ngã xuống lầu. Ngay lúc đó, Bạch Tinh Đồng cũng từ cửa sổ tầng 2 nhảy vào. Cô ta vốn dĩ đang đánh nhau với tử cung Mỹ địch, nghe tiếng có người động thủ ở trên tầng, thanh âm quen thuộc của Diệp Vô Phong khiến cho cô ta vô cùng kích động. Bạch Tinh Đồng ném vào đối phương một số đồ gia dụng rồi đẩy đối phương về phía sau và nhảy ra ngoài cửa sổ. Cô ta từ ngoài cửa nhảy vào, đứng trên ban công, vừa đúng lúc nhìn thấy tay súng trong góc đang dương súng nhắm thẳng lên mái nhà. Bạch tinh đồng túm lấy cổ chân anh ta kéo mạnh, anh ta lập tức rơi từ trên mái nhà xuống, bạch tinh đồng cướp lấy khẩu súng tiểu liên trong tay anh ta. Đứng từ trên ban công nhìn lên đỉnh tòa nhà, vừa nhìn thấy một hình bóng, bạch tinh đồng đã có thể chắc chắn rằng quả nhiên anh ấy tới rồi. Cô ta nóng lòng, anh ấy quả nhiên là ngôi sao may mắn của mình. Không sao cả, Trước tiên giải quyết bọn xã hội đen trước rồi nói tiếp, Bạch Tinh Đồng cùng với khẩu súng trên tay, đoàng đoàng đoàng, tên cầm súng khác trong góc ngay lập tức bị giết ngay tại chỗ và rơi từ trên đỉnh tòa nhà xuống. Nghe thấy tiếng súng, Diệp Vô Phong liếc mắt nhìn, thấy người xông ra là Bạch Tinh Đồng, nhưng không hề hấn gì, anh thở phào một hơi. Trong tức khắc tinh thần chiến đấu lại bùng phát, hất văng hai tên ninja xuống lầu. Bạch Tinh Đồng nhìn thấy lại có hai người nữa rơi từ trên đỉnh tòa nhà xuống lập tức giết chúng nổ súng liên hoàn kinda shiburo ngã xuống đất còn chưa kịp đứng dậy đã thủng lỗ chỗ trên người mà chết tử cung tiểu xuyên còn gian xảo hơn kéo hai xác chết giấu đi nhưng vẫn bị một viên đạn găm vào đùi đau tới mức hét lên một tiếng ngã lăn ra đất lăn vào một góc gara xem như tạm thời giữ được mạng bạch tinh đồng một lần nữa bóp cò phát hiện một tiếng cạch kêu lên trong súng không còn đạn nữa cô ta tức giận đến mức chửi bới lật người nhảy lên đỉnh tòa nhà giúp diệp vô phong giải quyết những tên còn lại trước hiện tại diệp vô phong chỉ còn lại văn tam đa lý quốc báo còn có một tên ninja takashi hinjiro và một thanh kiếm cô ta tiếp cận từ phía sau đột nhiên ra tay cầm súng đập về phía sau đầu của takashi hinjiro ngay lập tức nổ tung diệp vô phong đứng trước mặt hét lên một tiếng tốt một chân đá vào xác chết hất văng anh ta xuống dưới lầu Hiện tại trên đỉnh tòa nhà không còn ninja nào nữa, Phan Tam đã tức giận hét lên một tiếng, lao về phía Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng nhặt khẩu súng đã hết đạn lên và dùng nó như một cái gậy lớn để đánh trả. Diệp Vô Phong nhìn cô ta không phải vào thế bị động nên liền chuyển sang ngăn chặn Lý Quốc Báo. Hắn đâu phải là đối thủ của anh, vừa nãy đánh với nhau một trận liền bị Diệp Vô Phong đánh chảy máu mũi, ngồi thụp xuống. Diệp Vô Phong diếu cợt nhìn hắn. Tiến lên nói, đừng cố chấp nữa, chết đi sẽ thoải mái hơn. Nhấc chân chuẩn bị kết liễu hắn thì một bóng người lướt qua đột nhiên tấn công anh, thì ra đó là Tử cung Mỹ Địch. Trong nhóm người này, võ công của Tử cung Mỹ Địch là cao nhất. Nhưng cô ta lại chỉ khoanh tay đứng nhìn hoặc là thu hút ánh nhìn của đám biến thái, nghĩ muốn cùng Bạch Tinh Đồng vui vẻ nhưng luôn bỏ lỡ cơ hội. Phan Tam đã đứng một bên nhìn, ngược lại còn muốn mắng Tử cung Mỹ Địch, cái người Đông Dương này, từ nãy giờ cô làm gì đấy hả? ra tay sớm một chút đã không thành cục diện như thế này rồi. Hắn ta sớm đã muốn mắng, nhưng lại không thốt được lên câu nào, chỉ lớn tiếng nói, được rồi, đội trưởng tử cung ra tay, nhất định sẽ giết chết bọn họ. Giết, giết chết bọn họ. Mà bên kia tử cung tiểu xuyên cũng gào thét trèo lên từ dưới, bây giờ tất cả sát thủ đều bị bỏ lại, hơn nữa anh ta biết diệp vô phong dù có mạnh hơn nữa, cũng khó mà thoát khỏi lưới cung. Bây giờ chỉ cần bắt được cơ hội, nhẫn nhục chịu đựng vết thương trèo lên tham gia vào trận chiến Phan tam đa cũng đang đánh giá tình hình hiện tại bên dưới còn có rất nhiều người hắn đang ở thế thượng phong nhưng nếu không thể tốc chiến tốc thắng chỉ cần đối phương được trợ giúp bản thân sẽ không thoát được vẫn là nên tốc chiến tốc thắng thì hơn anh ta biết diệp vô phong là kẻ thù đáng gờm nên đã hét lên từ cung tiểu xuyên đi giúp chị của cậu đi lý quốc báo cậu còn sống thì mau đi giúp cô ấy giết chết diệp vô phong chỉ cần Diệp Vô Phong bại, Bạch Tinh Đồng nhất định cũng sẽ thua. Chỉ sau hai chiêu thức, tử cung Mỹ địch đã biết thực lực của Diệp Vô Phong, biết rằng thực lực của anh hơn xa Bạch Tinh Đồng, một giọng lanh lảnh cất lên, cô ấy sử dụng tuyệt chiêu, ba đao kết liễu. Ngay tức khắc, một tia chấp xuất hiện, sau ba tia liền đánh trúng Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong không ngờ người phụ nữ này lại có kỹ năng cao như vậy. Cô ta chém bằng ba thanh kiếm gần như vô hình và hầu như không thấy bóng kiếm lướt qua. Các bước di chuyển của cô ta rất nhanh và bí mật, rất khác so với kiếm pháp của người Trung Quốc. Diệp vô phong thấy không có chỗ nào trốn, chỉ có thể đột nhiên ngả người ra sau, nằm úp sấp xuống, thanh kiếm cuối cùng lướt qua bụng anh, cắt đứt một mảnh quần áo. Điều này khiến cho Diệp vô phong rơi vào nguy hiểm, thực sự hiếm có ai có thể làm cho anh nhếch nhác như thế. Tử cung Mỹ địch chỉ cần một chiêu đã có thể thừa thắng sông lên, vung kiếm lên, nói, bây giờ anh đã nằm xuống rồi, Tôi còn muốn xem anh trốn đi đâu được nữa." Thanh kiếm vung lên, đâm xuống, một nhát phân hai, có thể thấy cô ta mạnh như thế nào, kỹ thuật ra sao. Chương 193, không xứng hợp tác cùng ta. Nhưng mà, người bị chém thành hai không phải là Diệp Vô Phong, mà là người vừa nãy bị đánh ngã Lý Quốc Báo. Sau đó hắn lại bị Diệp Vô Phong đánh cho choáng váng mặt mày, đành phải chậm chạp từ từ đứng lên thì lại bị anh cầm ngay một mắt cá chân mà ném qua dừng lại ngay trước mặt mình liền bị tử cung mỹ địch một đao chém làm hai nửa thân trên của lý quốc báo bay đi vừa hay rơi vào trong tay của tử cung tiểu xuyên người này sau khi bị cái vật này đột nhiên bay đến vô cùng sợ hãi đến kinh hồn bạt vía liền hét lớn lên nhất thời lại không biết làm gì nhưng diệp vô phong lại bắt chúng thời cơ liền lộn người xuống xoay tròn góc dùng một chân từ trên sàn đá tới tử cung tiểu xuyên vốn dĩ cơ thể đã bị thương cho nên bây giờ không thể nào né tránh được tức khí bên trong mà kêu lên một tiếng, cơ thể thì bị đá bay đi, một đường vòng cung, lại bị đá bay từ đỉnh tòa nhà xuống lần nữa. Nghe thấy tiếng kêu, Văn Tam Đa thì cũng phát hiện bên mình đã mất thêm hai chiến tướng rồi. Tình hình hiện giờ đối với bọn họ mà nói đã vô cùng bất lợi, anh ta liền huyết sáo một tiếng, gọi tử cung Mỹ địch trở lại mà nói chúng ta về trước. Tử cung Mỹ địch cũng lo lắng cho vết thương của em trai, gác diệp vô phong sang một bên, nhảy đến phía trước vào trong sân, liền nhìn thấy máu trên miệng và mũi của tử cung tiểu xuyên đang chảy ra không biết là đã chết hay còn sống kẹp hắn dưới xương sườn rồi xoay người rời đi ở bên kia văn tam đa cũng nhún người vài cái nhập vào lùm rừng cây nhỏ diệp vô phong và bạch tinh đồng không kịp đuổi theo những người này liền vội vàng cấp cứu cho tiểu triệu đang bị thương đưa anh ta lên xe cứu thương nhìn những đồng đội đã hy sinh bạch tinh đồng liền rơi lệ băng cướp này quả thật vô cùng xảo quyệt vậy mà lại thiết lập cạm bẫy diệp vô phong may mà anh đến kịp lúc nếu không thì tôi xong đời rồi diệp vô phong vỗ vai bạch tinh đồng mà nói bọn lính đánh thuê ác ma này dù sao cũng là do tôi dẫn đến cái bọn phần tử xấu xa này tôi sẽ sớm ngày truy quét sạch sẽ bọn chúng đội trưởng bạch bây giờ chúng ta trở về nghiên cứu kỹ càng chi tiết nhóm băng đảng này tiếp theo sẽ làm gì tôi cho rằng bọn chúng nhất định sẽ không bỏ cuộc rất có khả năng sẽ còn nghĩ ra những cách khác để tiến hành báo thù ngày hôm sau Hai bố con Mã Chính Vinh và Mã Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện tại thành phố Tam Giang, điều này đều nằm trong dự liệu của Diệp Vô Phong. Không lâu trước đây, Mã Thiên Vũ và Mạc Vân Sương đã tiến hành nghi thức đính hôn long trọng, hai nhà kết thành cuộc hôn nhân tốt đẹp. Hiện nay, nhà họ Mạc gặp phải khủng hoảng, nhà họ Mã sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Mã Chính Vinh lần này đến thành phố Tam Giang chính là nhận được lời mời của con dâu tương lai Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương đã nói rất rõ ràng với Mã Chính Vinh Mô hình phát triển của thế giới ngầm ở thành phố Tam Giang. Giải thích và nói rõ tình cảnh khó khăn hiện tại bản thân và bố, hy vọng Mã Chính Vinh có thể đưa tay ra giúp đỡ bọn họ. Mã Chính Vinh ở tỉnh thành, đối với chuyện của Diệp Vô Phong cũng vô cùng quan tâm chú ý, anh ta sinh ra đã tuyệt thế mạnh mẽ vô cùng, độc bá Tam Giang, được tôn là một nhân vật truyền kỳ, vậy người này có lai lịch thế nào? Còn nghe nói võ công của anh ta vượt qua cảnh giới tông sư rồi, đã tiến vào hàng cao thủ cấp thần quả thật là không thể hiểu nổi, anh ta hà cứ gì lại cam tâm bước vào cửa nhà họ Lâm để làm con rể chứ? Bây giờ, Diệp Vô Phong mạnh mẽ xuất kích, áp chế nhà họ Mạc, hùng bá Tam Giang. Lời cầu cứu giúp đỡ của con dâu Mạc Vân Sương, Mã Chính Vinh trước khi đến đây cũng đã mở gấp một cuộc họp tại nhà riêng. Nhưng mà, người nhà họ Mã hầu hết đều hy vọng không xảy ra xung đột với Diệp Vô Phong, đặc biệt hơn là phải xảy ra chiến tranh suy cho cùng nhà họ mã có không ít người đều ở trong hai giới chính trị và quân đội, thì nên tránh chen chân vào thương giới và thế giới ngầm. Hơn nữa, Diệp Vô Phong chỉ ở Tam Giang Hô Phong Hoán Vũ, không hề có chút ảnh hưởng nào đến lợi ích của nhà họ mã bọn họ cả. Gia tộc không đồng ý khai chiến với Diệp Vô Phong, nhưng mà Mã Chính Vinh vẫn cảm thấy bản thân vẫn nên đến Tam Giang một chuyến, ông ta muốn giúp nhà họ mạc hòa giải một chút với Diệp Vô Phong. Lần đầu gặp mặt, ấn định tại phòng hội nghị VIP ở nhà hàng ca giao phương đông của nhà họ Mạc. Đúng 9 giờ sáng, Diệp Vô Phong dẫn theo hai người Mã Vũ và Hàn Kỳ đến khách sạn, bởi vì lần trước đã từng gặp Mã Chính Vinh một lần rồi, cho nên lần này cũng không cần giới thiệu. Sau khi hai người bắt tay nhau, Mã Chính Vinh bắt đầu vào vấn đề chính, nói về thành phố Tam Giang trong khoảng thời gian gần đây, hàng loạt chuyện đã phát sinh. Đặc biệt trọng điểm nói đến Lâm Thư Âm được lựa chọn làm chủ tịch kinh doanh, một nhà đàm cửu gặp phải ám sát diệp vô phong hỏi tổng giám đốc mã về việc này ông thấy thế nào mã chính vinh liền nói mà tam gia đã lớn tuổi thời gian nắm giữ chức vụ chủ tịch kinh doanh ở thành phố tam giang cũng không còn nhiều nữa để ông ta lui về nghỉ ngơi cho tốt không hẳn là không được lâm tổng lâm thư âm trẻ trung đầy triển vọng còn có một kỳ tài giúp đỡ như tổng giám đốc diệp anh đây nhất định có thể gánh vác đảm đương được đây là điều may mắn cho tất cả đồng nghiệp trong giới thương nghiệp ở tam giang này nhưng mà, Mạc Tam Gia đã làm ở vị trí này rất nhiều năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao. Ý của tôi là, nhà họ Mạc và nhà họ Lâm vì sao lại không thể hợp tác với nhau? Nếu như hai bên cùng mạnh mẽ liên thủ, cùng nhau khai phá cảng tàu Bích La Loan, tôi nghĩ đối với hai nhà mà nói, tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi. Diệp vô phong lạnh lùng cười, tổng giám đốc mã. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, về việc này hoàn toàn không phải là chuyện mà tôi có thể kiểm soát được. Chủ yếu là xem quyết sách của chính phủ bên kia, ngoài ra, ý của chính phủ là muốn nhà họ Lâm chúng tôi và tỉnh thành nhà họ Bạch cùng nhau hợp tác. Nói về nguồn tài chính thì nhà họ Bạch chắn hẳn là hơn nhà họ Mạc rồi. Về việc này thì không cần bàn cãi chứ, chính phủ hy vọng đem hình ảnh công trình giao cho những doanh nghiệp đáng tin cậy. Mạc Tam gia tức đến xanh mặt, xen vào nói, Diệp Vô Phong, ý của cậu chính là nói nhà họ Mạc chúng tôi không đáng tin sao? Diệp Vô Phong không vội mà thong thả nói, đánh chính diện thì đánh không lại liền hạ đao ám toán, cái loại dòng tộc này thì liệu có thể tin cậy được không? Mạc Tam gia chỉ vào Diệp Vô Phong nói, cậu nói ai, là nói tôi sao? Diệp Vô Phong lại nói, Tam gia, dựa vào ông đã hùng bá ở Tam Giang này bao nhiêu năm nay. Giang hồ chúng tôi có một câu rằng phải chấp nhận thay đổi để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Nhưng mà ông đã quên câu này một cách sạch sẽ, chỉ với một điểm này, ông đã không xứng hợp tác với tôi rồi diệp vô phong nói xong liền đứng dậy mà nói với mã chính vinh tổng giám đốc mã công ty của tôi còn có việc tôi đi đây nhìn diệp vô phong rời đi sắc mặt của mã chính vinh liền chán trường khó coi nói diệp vô phong người này quả thật quá kiêu ngạo sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc mã chính vinh quay trở về khách sạn nơi mình ở lại cứ tức giận khó chịu suốt mã kim thắng nhân viên cấp dưới của mã chính vinh nói chú à chuyện ngày hôm nay cháu cảm thấy lý do khiến cho diệp vô phong có thái độ ngang ngược hống hách như vậy chủ yếu là do mạc tam gia cũng ở đó với trường hợp ở nơi công cộng như vậy anh ta sẽ không đồng ý cúi đầu con cho rằng nếu như chúng ta đã thành tâm thành ý muốn nói chuyện với bọn họ thì chú nên một mình nói chuyện riêng với diệp vô phong thử mã chính vinh suy nghĩ nói lời con nói cũng có lý nhưng mà từ thái độ của diệp chính phong hôm nay mà nghĩ liệu anh ta có đồng ý nói chuyện riêng với ta không mã kim thắng nói chú à cháu trai tình nguyện chạy giúp một chuyến âm thầm trao đổi chút ý kiến với anh ta xem xem anh ta có đồng ý gặp mặt nói chuyện riêng với chú hay không tốt nhất là có thể nói chuyện hòa hảo nếu như anh ta không muốn gặp chú vậy thì chúng ta lại nghĩ cách sau mã chính vinh nói vậy được thôi kim thắng còn phải vất vả phả đi một chuyến rồi ta đợi tin tức của con mã kim thắng lập tức đi tìm diệp vô phong khi trời sắp tối mã kim thắng mang một bộ mặt vui mừng hớn hở trở về mã chính vinh hỏi diệp vô phong có thái độ như thế nào mã kim thắng nói chú à diệp vô phong quả nhiên đúng như cháu đoán anh ta rất chi là đồng ý kết giao làm bạn bè với nhà họ mã chúng ta nhưng mà anh ta không muốn ở tại cuộc gặp mặt ngày hôm nay phải cúi đầu với bất kỳ ai anh ta nói với con chỉ cần chú đồng ý chuyện anh ta làm lão đại ở thành phố tam giang này thì những chuyện khác đều dễ nói chuyện chuyện cụ thể thì anh ta không có nói với con. Vì vậy, con đã hẹn với anh ta, đúng 8 giờ tối nay, ở trong rừng cây hòe bên ngoài thành phố Tam Giang, xưởng đóng hộp cường lực, chú đích thân tới nói chuyện riêng với anh ta đi nha. chương 194, đàm phán không thành công. Mã Chính Vinh có chút không thể hiểu nổi mà nói, nếu như đã là đàm phán, cớ sao lại phải đi ra ngoài thành. xưởng đóng hộp này có ai biết ở đâu không? Mã Kim Thắng nói, con đã nghe ngóng rồi, nó nằm ở ngoài ô, cách chỗ chúng ta ở cũng không xa lắm. Lái xe tầm 10 phút là tới rồi. Diệp Vô Phong không đồng ý nói chuyện ở khách sạn, có phải là bởi vì anh ta không muốn bị thành phố Tam Giang lại nhìn thấy anh ta đi tìm chú? Cảm thấy như vậy sẽ không còn mặt mũi nữa. Mã Chính Vinh nói, cũng có thể là như vậy, nếu như anh ta đã đồng ý gặp mặt nói chuyện riêng, vậy thì ta cũng sẽ đi gặp anh ta. Mã Không Đoàn liền nói, đại ca Sao lại chọn một nơi hoang vô hẻo lánh để đàm phán như vậy? Liệu có âm mưu gì không? Mã Chính Vinh nghĩ tới nghĩ lui rồi nói, "Nơi này là thành phố Tam Giang, tôi không tin Diệp Vô Phong có lá gan lớn đến vậy, công khai dám động thủ với tôi. Mà nếu như anh ta có cái suy nghĩ đó, thì lẽ nào tôi lại dễ dàng bị giết vậy sao?" Mã Kim Thắng còn lập tức chuẩn bị chút đi, tối hôm nay đúng giờ đến cuộc hẹn. Lúc 7 giờ 30 tối, Mã Kim Thắng lái xe bên cạnh mã chính vinh chỉ mang theo mã không đoàn, vương quân võ, Lý Cương, phạm giao 5 người cùng đến xưởng đóng hộp cường lực ở ngoại thành cách tầm hơn 48 km. Sau khi chiếc xe đi ra khỏi thành phố, nơi này như kiểu thời đại thuộc về thành thị và nông thôn kết hợp lại vậy, đèn đường khá ít, rừng rậm bao quanh, mã không đoàn không yên tâm liền nói, đại ca, liệu có gì gian trá không đây? Chúng ta vẫn nên quay về đi, em cứ cảm thấy có gì đó sai sai ấy mã chính vinh cười ha ha rồi nói người anh em cậu có hơi lo lắng thái quá rồi đấy tôi và diệp vô phong không thù không oán chẳng qua chỉ là muốn làm một người thuyết khách trung gian cho hai bên nên anh ta sẽ không hạ độc thủ với tôi đâu đi thôi mã không đoàn gật gật đầu cũng không nói thêm gì nhưng mà trong lòng của anh ta tim cứ đập mạnh không ngừng mã kim thắng tiếp tục lái xe chiếc xe này vẫn cứ đi đến địa điểm xưởng đóng hộp đã hẹn kia đến cổng lớn phía trước rồi dừng lại sau khi dừng xe, năm người đi xuống xe, xưởng đóng hộp cường lực này bốn phía xung quanh đều vô cùng tĩnh lặng, đứng ở ngoài cổng lớn cũng không nhìn thấy một bóng người ở bên ngoài. Chỉ có một ánh đèn ở lầu ban công bên trong, Mã Không Đoàn lại càng nghi ngờ, anh lớn, em càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng, anh cần phải suy nghĩ kỹ đấy. Lúc này, Mã Chính Vinh cũng có chút không chắc chắn, Diệp Vô Phong người này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Lại tìm một nơi hoang vu vắng vẻ mà đàm phán lẽ nào hắn thật sự muốn đối phó với tôi lúc này từ bên trong trên lầu ban công xuất hiện bốn người trẻ tuổi đi đến trước cổng lớn nhìn về hướng bên này mà hỏi xin hỏi mã chính vinh tổng giám đốc mã đến rồi sao mã chính vinh đành phải từ trên xe đi xuống tiến lên mà nói tôi chính là mã chính vinh tổng giám đốc diệp của các người đâu tổng giám đốc diệp của chúng tôi đang ở trên phòng chờ ông ông đi thôi mã chính vinh tiến lên rồi bước vào bên trong mã không đoàn thấy vậy liền muốn đi theo cùng vào liền bị bốn người ngăn cản lại xin lỗi các người không thể đi vào tổng giám đốc diệp của chúng tôi và tổng giám đốc mã phải gặp mặt riêng mã chính vinh quay đầu lại nói mấy người các cậu cứ đứng đây đợi tôi đi mã không đoàn nói lớn anh lớn nhớ phải cẩn thận đấy một mình mã chính vinh bước vào tòa nhà xưởng đóng hộp này lại là một công xưởng bỏ hoang trên tòa văn phòng là một mớ hỗn độn lầu một có một căn phòng thắp đèn, đoán chừng căn phòng phía kia là căn phòng mà Diệp Vô Phong đang ở, Mã Chính Vinh đi dọc theo ánh đèn bước đến đó. Đẩy cánh cửa tre bên trong ra, quả nhiên nhìn thấy Diệp Vô Phong đang đứng chắp tay sau lưng ở cửa. Mã Chính Vinh liền bước vào rồi tiến đến, ông ta chắp tay lại rồi nói, Tổng Giám Đốc Diệp, từ lúc chúng ta chia tay đến nay anh vẫn khỏe chứ? Mã Chính Vinh tôi đến rồi đây. Diệp Vô Phong không hề đáp lời, cũng không quay người lại. Mã Chính Vinh đau lòng nói: Xem ra tiểu tử này quả thật rất kiêu ngạo đấy. Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên nhấn nhịn một chút, miễn cho phải xung đột giữa hai bên. Mã Chính Vinh lại đi đến phía trước mấy bước, cứ đi đến bên cạnh Diệp Vô Phong. Ông ta đưa tay ra, định bắt tay với Diệp Vô Phong, tổng giám đốc Diệp. Tôi đến rồi. Ngay khi Mã Chính Vinh định đưa tay ra, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này giống như tiếng tích tắc tích tắc của kim dây đồng hồ vậy. Ừm. Chuyện gì thế này, ông ta đi đến trước mặt Diệp Chính Phong xem xem, liền lập tức bị sốc. Đâu phải Diệp Chính Phong đang đứng trước mặt hắn, mà chỉ là một mô hình nhựa được mặc lên bộ quần áo mà thôi, hơn nữa bên trong bộ quần áo của mô hình đã được lắp đặt một trái bom hẹn giờ. Mắt nhìn thấy, thời gian nổ bom đã đến. Không xong rồi, Mã Chính Vinh ý thức được tình hình không ổn, ông ta liều mạng ra ngoài né tránh. Bùm, một tiếng động nổ vang trời, quả bom đã phát nổ. Mã Chính Vinh mặc dù biết võ công, cũng là cao thủ cấp đại sư, nhưng mà, phát nổ ở khoảng cách gần như vậy, ông ta căn bản không thể trốn khỏi. Sự chấn động dữ dội của không khí và tốc độ siêu âm nơi quả bom nổ, đã làm nổ tung cửa sổ, khiến cho Mã Chính Vinh trực tiếp bị văng bay ra ngoài. Không hay rồi, anh lớn gặp nguy hiểm, nghe được tiếng nổ bom, Mã không đoàn ý thức được có chuyện không hay. Anh ta chuẩn bị lao vào. Nhưng mà, bốn người áo đen đã vượt lên động thủ, một trong số đó lợi dụng mã không đoàn không phòng vệ liền nhanh chóng rút con dao đã chuẩn bị từ trước ra từ phía sau đâm mã không đoàn một nhát ở eo mã không đoàn đau đớn kêu lên ngã ngay trên mặt đất mã kim thắng và những người khác ra sức chống lại mấy người áo đen xét thấy không thể đánh thắng nhanh chóng nên liền nháy mắt ra hiệu với nhau lập tức rời khỏi xưởng đóng hộp rất nhanh liền biến mất trong rừng cây tổng giám đốc mã bị thương rồi mã kim thắng đỡ mã chính vinh một thân đầy máu đứng lên đi đến một chân của ông ta đã bị nổ mất bị thương nghiêm trọng người cũng đã hôn mê chú mã không đoàn cũng bị thương rồi vương quân võ hét lên mau gọi xe cấp cứu mã kim thắng nói với lý cương đã gọi xe rồi lý cương trả lời mau thông báo cho mạc tam ra mấy phút sau một chiếc xe đua màu đen phóng như bay tới sau khi xe dừng lại từ trong xe bước xuống một người phụ nữ mảnh khảnh mặc đồ đen chạy đến, chính là Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương sắc mặt lo lắng, nhanh chóng chạy tới, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mã Kim Thắng hét lên, chú của tôi đã bị Diệp Vô Phong tấn công. Mạc Vân Sương kiểm tra vết thương của Mã Chính Vinh, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, chuyện gì thế này? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mã Kim Thắng nói, Diệp Vô Phong hẹn với chú tôi đến đây để thương lượng. Không ngờ anh ta vậy mà lại định giết người diệt khẩu, còn dùng bom. Quả thật là vô cùng tàn nhẫn độc ác. Vào lúc này, Vương Quân Võ khóc thảm kêu lên, chú không đoàn không ổn rồi. Mạc Vân Sương lập tức quay người lại, nhìn thấy Mã Không Đoàn liên tục ho ra máu, nôn ra toàn là máu đen, ông ta dùng chút hơi thở cuối cùng, chỉ vào Mạc Vân Sương nói, "Vân Sương, trong dao có độc, chúng ta bị lừa rồi. Diệp Vô Phong tên tiểu nhân này, còn phải báo thù cho chúng ta." Nói xong, thở rồi chết. Mạc Vân Sương gấp gáp hỏi, xe cứu thương sao mà lại chưa đến nữa? Vài phút sau, xe cứu thương cuối cùng cũng đến rồi, mọi người vội vàng người tay người chân đưa Mã Chính Vinh và Mã Không Đoàn lên xe cứu thương trước. Mạc Vân Sương đi theo xe cứu thương nhanh chóng cùng đi đến bệnh viện. Mã Chính Vinh bị thương nghiêm trọng, về việc này đương nhiên sẽ thông báo cho Mã Thiên Vũ, Mã Thiên Vũ lần này không đi có theo bố cùng đến thành phố Tam Giang, nguyên nhân là bởi anh ta đang đi công tác ở bên ngoài vợ sắp cưới gọi điện thoại đến, Mã Thiên Vũ vừa trở về sau chuyến công tác, lập tức từ tỉnh thành trong đêm tối nhanh chóng đến thành phố Tam Giang. Hai giờ sau, Mã Thiên đến Bệnh viện Nhân dân của thành phố Tam Giang. Bác sĩ thông báo, Mã Chính Vinh trong khi cấp cứu đã tử vong rồi. Mã Thiên Vũ toàn thân mềm nhũn, nếu không phải có Mạc Vân Sương ôm giữ lấy anh ta, anh ta đã ngồi bệt trên mặt sàn. Mã Thiên Vũ nghiến răng phẫn nộ nói, Diệp vô phong, ta cùng ngươi quyết không đội trời chung chương 195, Mã Thiên Vũ báo thù. Mạc Vân Sương nói, Mã Thiên Vũ, vụ này tôi báo cảnh sát rồi đấy. Mã Thiên Vũ đáp, cảnh sát nói sao? Mạc Vân Sương nói, cảnh sát đã gọi Diệp Vô Phong đến cục cảnh sát rồi. Nhưng mà họ nói, qua điều tra, Diệp Vô Phong có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Rất nhiều người có thể làm chứng, lúc đó cậu ta không có mặt tại hiện trường vụ án, chứng cứ không đủ nên được phóng thích rồi. Mã Thiên Vũ hỏi, Diệp Vô Phong bây giờ ở đâu? Mạc Vân Sương nói, theo tình báo, cậu ta đang ở khách sạn lớn Hoàng Triều. Mã Thiên Vũ giận dữ nói, cảnh sát và hắn ta là chuột rắn một bầy, tụi nó mua chuột hết rồi. Giết bố tôi, nợ máu trả máu. Anh em đâu, theo tôi đi tìm Diệp Vô Phong đòi mạng. Mã Thiên Vũ lần này là từ tỉnh đến, bên cạnh mang theo mấy anh em, thêm vài người tâm phúc của nhà họ Mạc, tính ra tầm 10 người hùng hổ xông đến khách sạn lớn Hoàng Triều. Diệp vô phong mới vừa rồi bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn, anh cảm thấy rất kỳ lạ, mã chính vinh ở xưởng đồ hộp ngoài ngoại thành bị đánh bom, cấp cứu không có hiệu quả dẫn đến tử vong. Việc này liên quan gì đến tôi? Về sau Diệp vô phong mới hiểu ra, nghe nói mã chính vinh nhận được cuộc hẹn riêng, xưởng đồ hộp là nơi để gặp mặt đàm phán, khi mã chính vinh đến nơi hẹn thì kết quả là bị đánh bom chết. Là ai đã ngấm ngầm dở trò? cố ý kéo tôi vào âm mưu này và trở thành hung thủ giết mã chính vinh. Tiết Phi nói, anh Phong, ý đồ của họ rất rõ ràng, chính là lợi dụng nhà họ mã đối phó với anh. Tôi nghĩ, việc này nhất định là do Mạc Tam ra làm. Diệp vô phong cho mày, đi tới đi lui suy nghĩ, Mã Chính Vinh là người nhà anh ta, anh ta hạ độc thủ hại chết Mã Chính Vinh, chỉ để đối phó với tôi. Có phải là quá nhẫn tâm không? Mã Vũ và Hàn Kỳ vội vàng chạy đến, anh Phong, không hay rồi có rất nhiều người đến khách sạn, khí thế hung tợn lắm, nói là đến báo thù. Diệp Vô Phong đứng dậy, đi ra ngoài xem. Mới vừa ra khỏi cửa là bắt gặp ngay Mã Thiên Vũ, anh ta vừa gặp kẻ thù mắt đã đỏ ửng lên, xông tới bắt lấy Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong chỉ một cái đẩy tay đã đẩy anh ta qua một bên, "Mã Thiên Vũ, có chuyện gì thì nói, cậu đừng động tay động chân, chẳng lẽ tôi lại sợ cậu sao?" Mã Thiên Vũ giống như một con chó điên, Diệp Vô Phong cậu sử dụng quỷ ghế đánh bom chết bố tôi cậu có ý đồ gì hôm nay tôi muốn giết chết cậu báo thù cho bố tôi mã thiên vũ xông đến một lần nữa phó công của anh ta so với diệp vô phong kém hơn rất nhiều anh dùng đòn tay làm cho mã thiên vũ té xuống té đến gần như nôn ra máu diệp vô phong cậu còn dám đánh tôi tôi nói cho cậu biết mã thiên vũ vèo một cái từ trong người rút ra một khẩu súng diệp vô phong cũng chuẩn bị trước rồi anh ta biết mã thiên vũ lần này đến báo thù nhất định là không đơn giản võ công của anh ta tương đối kém tất nhiên đến báo thù chắc chắn phải chuẩn bị sẵn vũ khí rồi nhìn thấy mã thiên vũ rút súng diệp vô phong sải bước nhảy lên nắm lấy cổ tay mã thiên vũ một cái nhấc lên bằng phát súng này bắn lên trần nhà tiếng súng vang lên hành lang đột nhiên lộn xộn thuộc hạ của mã thiên vũ la to lên theo giám đốc mã báo thù liều chết với bọn họ đám người này ùa đến cùng bảo vệ của khách sạn lớn hoàng triệu hỗn loạn đánh một trận diệp vô phong nhìn thấy tình thế nguy kịch cướp lấy khẩu súng của mã thiên vũ giơ súng lên trần nhà bắn hai phát tất cả dừng tay cho tôi hai phát này đúng là có tác dụng bạo động hai phía lập tức dừng lại diệp vô phong nghiêm mặt nói tôi ở đây xác minh lại lần nữa cái chết của mã chính vinh không liên quan đến tôi lúc giám đốc mã mất tôi vốn dĩ không có mặt tại hiện trường Mã Thiên Vũ cậu muốn báo thù cho bố cậu thì cậu tìm sai người rồi. Mã Thiên Vũ điên cuồng hét to, Diệp Vô Phong cậu đừng diễn kịch nữa, ngoài cậu ra thì ai dám giết bố tôi? Anh em đừng tin lời cậu ta, liều chết cho tôi. Hai bên lại có một cuộc giao tranh gay gắt hơn, đội trưởng Bạch kịp thời dẫn hình cảnh đến. Thì ra, Bạch Tinh đồng đoán được Mã Thiên Vũ sau khi đến thành phố Tam Giang sẽ không bỏ cuộc, sớm đã cho cảnh sát mặc thường phục đi theo giám sát. Quả nhiên Mã Thiên Vũ tập hợp một nhóm người đến tìm Diệp Vô Phong gây sự, điều tra viên thông báo cho Bạch Tinh Đồng, cô ta lập tức dẫn người đến. "Không được cử động, ai dám động đậy, giết ngay tại chỗ." Bạch Tinh Đồng rút súng ra, bắn phát đầu tiên lên trần nhà. Cảnh sát đúng là có uy phong của cảnh sát, những người gây náo đều không dám nhúc nhích. Bạch Tinh Đồng nhìn Mã Thiên Vũ nói, "Mã Thiên Vũ, cảnh sát đang điều tra cái chết của bố cậu, cậu mặc nhiên nhịn không được đến tìm Diệp Vô Phong." Cậu có ý gì đây? Không lẽ cậu không tin cảnh sát chúng tôi sao?" Mã Thiên Vũ nói, "Tôi chính là không tin cảnh sát các người, cô và Diệp Vô Phong có gì đó mập mờ vốn dĩ không nói ra được rõ ràng, nhất định là đang che đậy cho cậu ta. Cậu ta giết chết bố tôi, tôi muốn báo thù." Diệp Vô Phong tịch thu khẩu súng giao cho Tinh Đồng, "Đội trưởng Bạch, đây là khẩu súng mang theo trong cuộc gây náo loạn này." Bạch Tinh Đồng nhìn Mã Thiên Vũ, "Mã Thiên Vũ, đây là súng của cậu sao?" Mã Thiên Vũ bĩu môi, nói, không phải của tôi. Ngay lập tức có thân tín của nhà họ Mã đứng ra nói, đội trưởng Bạch, súng là của tôi, tôi mua từ chợ đêm. Bạch Tinh Đồng ra dấu, dẫn cậu ta đi. Hai viên cảnh sát dẫn tên xã hội đen thế thân đi, Bạch Tinh Đồng nói với Mã Thiên Vũ, cậu không phân trắng đen mà tụ tập gây chuyện, tôi nên bắt giữ cậu. Nể tình bố cậu vì bị ám sát dẫn đến mất mạng, tâm trạng cậu không tốt nên lần này tôi không truy cứu. Nhưng, Mã Thiên Vũ, cậu tốt nhất hãy ngoan ngoãn cho tôi. Tam Giang là thành phố pháp trị nghiêm minh, cậu muốn ở đây làm mưa làm gió là điều không thể. Diệp Vô Phong nói, Mã Thiên Vũ, cậu đừng có kích động. Chỉ bằng bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, toàn bộ chi tiết của vụ việc này. Tôi không hiểu, tại sao tôi lại xuất hiện ở xưởng đồ hộp gặp bố cậu nói chuyện chứ? Lý Cương đứng bên cạnh Mã Thiên Vũ nói, Diệp Vô Phong, cậu đừng dở trò, Mã Tổng chúng tôi thành tâm thành ý muốn cùng cậu hòa giải. Cho nên mới phái Mã Kim Thắng đi tìm hẹn gặp riêng cậu. Thời gian địa điểm đều là do cậu quyết định, cậu còn chối được sao? Diệp vô phong nhíu mày, Mã Kim Thắng. Tôi căn bản không biết người này, gọi hắn ta ra đây đối chất với tôi. Mạc Vân Sương đẩy Mã Kim Thắng ra, cậu qua đó đối chất với hắn, nhớ cái gì nên nói thì cứ nói. Mã Kim Thắng đứng ra, Diệp vô phong, tôi chính là Mã Kim Thắng. Mã Tổng chúng tôi phái tôi đến gặp cậu, nói rõ thành ý của ông ấy muốn giải hòa cùng cậu. Cậu cũng đồng ý rồi. Cũng vì cậu là chủ nhà nên Mã Tổng cho cậu chọn địa điểm và thời gian, cậu bây giờ không thừa nhận sao? Diệp vô phong nói, toàn lời vu khống. Cậu gặp tôi khi nào chứ? Với gặp tôi ở đâu? Mã Kim Thắng nhất thời cứng họng, mặt cũng đỏ ửng lên, Diệp vô phong, cậu không thừa nhận thì là đang chống chế. Bạch Tinh Đồng nói, Mã Kim Thắng, Bây giờ cậu nói cho tôi biết là cậu gặp Diệp Vô Phong ở đâu? Mã Kim Thắng nói, là ở đây, khi tôi đến tìm thì cậu ta đang ở trong văn phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 196, người nhà họ Mã đến. Diệp Vô Phong lạnh nhạt đáp, khách sạn chúng tôi có đầy đủ thiết bị camera quan sát. Cậu có đến khách sạn hay không thì điều tra là biết ngay, muốn xem gì đều có đủ. Mã Kim Thắng biết nếu như xem camera thì sự việc nhất định sẽ bị bại lộ, cậu ta bắt đầu căng thẳng, quay đầu lại muốn tìm Mạc Vân Sương hỏi ý kiến. Cũng chính là lúc cậu ta quay người, một cây kim châm cực kỳ mỏng bắn tới, phụt một tiếng ghim thẳng vào cổ họng của Mã Kim Thắng. Chất kịch độc trên kim châm vừa dính máu lập tức phong bế cuống họng, Mã Kim Thắng lúc đó ngã nhào xuống đất, tứ chi co giật, miệng sùi bọt mép. Lý Cương hét lên, Diệp vô phong, cậu giết người diệt khẩu. Mã Thiên Vũ càng điên tiết lên, vẫy tay hét lớn, anh em đâu, lên cho tôi. Mã Thiên Vũ lần nữa xông lên, hai bên lại bắt đầu xảy ra hỗn chiến, Bạch Tinh đồng bắn ba phát liên tiếp, cũng không thể khống chế được cục diện. Chính là lúc này, Mã Thiên Vũ đột nhiên hét thảm thiết lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Mọi người ngơ ngác nhìn sang thì thấy Mã Thiên Vũ bị một con dao găm cắm thẳng vào ngực, ngay vị trí trái tim của cậu ta, cậu ta dãy rụa trên mặt đất rồi lập tức tắt thở. Cái chết của Mã Thiên Vũ khiến cho người nhà họ Mã chết lặng, cũng không dám đánh nhau nữa, vội vã chạy đến để xem tình hình của cậu chủ. Diệp Vô Phong nói với Bạch Tinh Đồng, đội trưởng Bạch, tình thế này gay gâu rồi. Mã Thiên Vũ chết ngay trong khách sạn của tôi, chúng ta nhanh chóng xem camera để tìm hung thủ giết chết Mã Thiên Vũ là ai. Tôi dám đảm bảo, tuyệt đối không phải là người của tôi. Bây giờ, Bạch Tinh Đồng cũng đoán không ra rốt cuộc là ai đã hạ độc thủ, ông ta lập tức ra lệnh cho hình cảnh khống chế tất cả những người có mặt, không để bất kỳ ai rời khỏi đây. Sau đó, Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong cùng nhau đến phòng bảo vệ, bắt đầu kiểm tra camera giám sát, kiếm đoạn mã Thiên Vũ bị đâm ra xem xét, sau đó xem đi xem lại 7 8 lần, bởi vì tình hình lúc đó quá hỗn loạn, xem như thế nào cũng xem không ra mã Thiên Vũ vì sao chết. Cuối cùng, Bạch Tinh Đồng nói, Diệp Vô Phong, tình thế phát sinh đến bước này rồi, cái chết của Mã Thiên Vũ và Mã Chính Vinh mặc dù không liên can gì đến cậu, nhưng cậu cũng không thể nào thoát khỏi liên đới. Vụ án này miễn là tôi còn phụ trách thì tôi nhất định phải điều tra vụ việc thật rõ ràng, chỉ cần cho tôi một ít thời gian." Diệp Vô Phong nói, "Đội trưởng Bạch, cực khổ cho anh rồi." Việc này mặc dù đã được Bạch Tinh Đồng tạm thời áp chế, nhưng Diệp Vô Phong lo lắng là nhà họ Mã sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đọc thêm các chương mới tại N, vn Nỗi lo lắng của Diệp Vô Phong một chút cũng không dư thừa, một ngày sau khi chuyện xảy ra, chuyện tiếp theo lại ập đến. Sáng hôm sau, Diệp Vô Phong đang ngồi trong văn phòng ở khách sạn Hoàng Triều nói chuyện cùng Tiết Phi, chủ yếu là việc tuyển dụng bảo vệ cho khách sạn, Tiết Phi hiện tại cũng là đội trưởng đội bảo an của khách sạn Hoàng Triều, mấy hôm nay cũng đang bận rộn vì chuyện này. Phúc lợi cho bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều rất cao, đương nhiên yêu cầu cũng sẽ cao. Diệp Vô Phong bắt buộc nhân viên bảo vệ nhất định phải có tố chất và võ công. Trong một tháng nay, Tiết Phi tổng cộng chiêu mộ được 6 người bảo vệ, tiền lương đều là trên 15 triệu, vị trí khác nhau thì tiền lương cũng có sự khác biệt. Tiết Phi khó xử nói, anh Diệp, học lực không thành vấn đề, tốt nghiệp trung học phổ thông tương đối nhiều. Nhưng mà nếu anh yêu cầu võ công, thì thiệt là rất khó tìm. Xã hội bây giờ, có mấy ai học võ chứ? Anh nghĩ họ đều giống anh em tụi mình sao? Diệp Vô Phong nói: "Trên đời này không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền." Cậu đó, phạm vi tuyển chọn quá hạn hẹp, cậu chỉ quảng cáo ở thành phố Tam Giang, có thể biết được thông tin tuyển dụng chỉ có những người xung quanh đây. Mức lương của chúng ta không thấp, cậu có thể đăng quảng cáo lên đài truyền hình của tỉnh hoặc là ở những tỉnh lân cận. Tiết Phi như được thông não, vẫn là anh Diệp nhanh trí, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Tiết Phi vừa đi được một lúc là đã quay về. Sắc mặt anh ta vô cùng kinh hãi, vừa vào đã nói, anh Diệp, có chuyện rồi. Diệp Vô Phong cau mày, cậu đừng hoảng, từ từ nói, xảy ra chuyện gì rồi? Tiết Phi nói, một nhóm quân lính kéo đến tầng 1, bắt Lâm tổng đi mất rồi. Diệp Vô Phong liền đứng dậy, cái gì? Bắt thư âm đi rồi, ai bắt? Tiết Phi trả lời, tôi hỏi rồi, người ta không nói, chỉ nói là chấp hành công vụ. Diệp Vô Phong trong lòng thầm nghĩ, xem ra nhất định là nhà họ mã đã ra tay báo thù sớm đã nghe nói nhà họ mã mạnh về cả quân sự lẫn chính trị diệp vô phong nói đi xuống lầu xem một chút hai người nhanh chóng xuống lầu quả nhiên nhìn thấy mười mấy người quân lính đang dắt thư âm chuẩn bị rời đi diệp vô phong hét lên đợi đã đám binh lính ấy nghe thấy tiếng kêu liền dừng bước một trong số đó là sĩ quan quay người lại nhìn diệp vô phong nói cậu hét cái gì diệp vô phong đi đến Nhìn thấy anh ta trên vai có hai gạch sao, là một thiếu tá, Diệp Vô Phong hỏi, "Xin hỏi vị đồng chí này, tại sao mấy anh lại bắt Lâm tổng nhà chúng tôi đi?" Thiếu tá đáp, "Chúng tôi chấp hành quân lệnh." Diệp Vô Phong lại hỏi, "Các anh ở đội nào?" Thiếu tá đáp, "Bộ tư lệnh chỉ huy quân sự cấp tỉnh, sao cậu nhiều lời thế? Ngay cả cậu tôi cũng dẫn đi có tin không?" Diệp Vô Phong cười nói, "Anh dựa vào đâu bắt tôi? Anh cũng phải cho tôi biết lý do chứ?" thiếu tá đáp, cản trở quân vụ, chính là lý do này, bắt lấy cậu ta, dẫn đi. Người ta nói là quân lính còn ngầu hơn cả cảnh sát, hôm nay được thấy đúng là như vậy. Diệp Vô Phong bắt đầu phẫn nộ nói, bắt tôi, các anh qua đây bắt thử. Đúng rồi, tôi nói cho các anh biết trước, khách sạn này của tôi có camera, quân đội các anh dám tùy tiện bắt người, là phạm pháp đấy. Thiếu tá không ngờ rằng, Diệp Vô Phong còn ngầu hơn cả anh ta. Nhìn về phía Diệp Vô Phong hỏi, cậu xưng hô như thế nào? Lâm Thư Âm vội vàng nháy mắt với Diệp Vô Phong, thì ra là đám người này đến là muốn bắt Diệp Vô Phong đi nhưng lúc nãy Lâm Thư Âm nói với họ Diệp Vô Phong không có ở nhà. Bởi vì Lâm Thư Âm là người đại diện trên pháp luật của khách sạn nên đám người này mới bắt cô ấy về để có cái bàn giao cho cấp trên. Lâm Thư Âm nháy mắt chậm quá không kịp cản Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong đã lên tiếng, tôi là Diệp Vô Phong. Thiếu tá vừa nghe liền trừng mắt lên, cậu chính là Diệp Vô Phong. Vậy mà cô ta lại nói cậu không có ở nhà, chúng tôi chính là đến để tìm cậu, bắt cậu ta lại cho tôi. Mười mấy người quân lính liền vây lấy Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong trong phút chốc nhận ra ngay, quân cảnh bộ tư lệnh nhất định là giúp cho nhà họ Mã, cảnh sát thành phố Tam Giang không sử dụng được, trực tiếp dùng đến quân đội, quả nhiên là cách làm của nhà họ Mã. Diệp Vô Phong trợn mắt lên nhìn đám quân lính hỏi: là bộ chỉ huy quân sự tỉnh phái các anh đến đây sao, muốn dẫn người đi cũng không nên dẫn đi như vậy chứ, không có chút quy tắc nào. Thiếu tá không ngờ rằng Diệp vô phong lại có cá tính như vậy, bị nhiều khẩu súng chĩa vào mà vẫn cười nói như không có gì, trước đây anh ta biết đến Diệp vô phong là một địa chủ lắm tiền nhiều của. Nhưng theo anh ta thì một tên vừa có đất có tiền lại ngông cuồng đi chăng nữa thì cũng không dám đối kháng với quân lính như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Nhưng thật không ngờ là Diệp Vô Phong lại dám đối nghịch với anh ta. Diệp vô phong nói, xin lỗi nhé, bây giờ tôi có chút việc phải đi làm ngay. Quân lính các anh không có lệnh bắt giữ mà muốn bắt tôi thì hãy liên hệ với Cục Cảnh sát địa phương nhé. chương 197, mượn việc công trả thù việc tư. Cô vấn thiếu tá xứng lại, trong lòng thầm chửi, Diệp vô phong thật đúng là một tên nhà quê, đến quân đội cũng chẳng sợ. Hắn ta dương tay, một trận âm thanh nổi lên, mấy chục khẩu súng đã được lên đạn nhắm chuẩn vào Diệp vô phong, cố vấn thiếu tá cười độc nói, Diệp vô phong, mày tìm cái chết. Ngoan ngoãn mà đi lên xe cho tao, nếu không thì ông đây bắn chết mày. Diệp vô phong cười lạnh một hồi, một đồn phòng bị nhỏ nhoi các ngươi, tính khí lại thối thật. Quân vụ khẩn cấp không thấy các ngươi chấp hành bao nhiêu, chuyện hy sinh đổ máu cũng chẳng thấy các ngươi làm bao giờ, ước hiếp các anh em nông dân chúng tôi thì lại giỏi thật nhỉ. Tôi không tin, bây giờ các ngươi còn dám ở đây định bắn chết tôi. Có bản lĩnh thì các ngươi thử đi. Diệp vô phong trợn trừng mắt, ưỡn ngực ra, căn bản không để ý lời ham dọa vừa rồi của hắn. Diệp vô phong, mày, cô vẫn thiếu tá hết cách, kéo chốt súng ham dọa, hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh này, nếu thật sự bóp cò, ai dám chứ? Thiếu tá bực bội trong lòng, nhìn vận khí của Diệp vô phong, sau đó, móc lấy điện thoại gọi một cuộc, trưởng phòng mã, vẫn là ông tự mình ra mặt đi. Tên nhóc này khó đối phó quá, tôi thật hết cách rồi trong lòng Diệp vô phong hiểu rõ mấy sĩ quan đội tư lệnh chỉ huy quân sự tỉnh này tiếp xúc với người dân khá nhiều ngược lại hình thành nên tính khí không nhỏ bọn họ không có đặc quyền tùy tiện bắt người trừ phi là cầm súng ham dọa mình ngươi dám ở đây bóp cò thử xem tư lệnh các ngươi không bị đưa lên tòa án quân sự mới lạ chỉ dựa vào một đám lâu la các ngươi còn dám động súng với ông đây thật muốn xem thử ai dám bắn phát súng đầu tiên này Diệp vô phong bộ dạng hung tợn điếc không sợ súng, lúc này bọn binh lính cầm súng cũng vô cùng buồn bực, không có mệnh lệnh, ai dám bóp cò. Hôm nay thật bị nén đến uất ức, bộ tư lệnh chúng ta sợ qua ai. Vậy mà lại bị một tên nông dân cường hào đè đầu cưới cổ. Cũng không biết thiếu tá Trương sẽ giải quyết như thế nào. Thiếu tá gọi điện thoại cho một tên họ mã, Diệp Vô Phong cũng không biết tên họ mã này là ai, không lâu sau đó, từ bên ngoài khách sạn đi vào một đám người, số lượng không đông, chỉ có 4-5 tên hơn nữa trên người đều mặc thường phục. Tên dẫn đầu còn chào hỏi với thiếu tá, hắn ta đến trước mặt Diệp Vô Phong, trình ra giấy chứng nhận, nói cậu chính là Diệp Vô Phong nhỉ, tôi đến từ Cục An ninh Quốc gia thành phố Tam Giang, tên tôi là Chu Hồng Quý. Diệp Vô Phong nhìn qua giấy chứng nhận của hắn ta, quả nhiên là từ Cục An ninh Quốc gia thành phố Tam Giang, chức vụ của hắn ta là Phó trưởng Phòng Phòng Hành động. Diệp Vô Phong khẽ trao mày, trưởng Phòng Chu, anh đến chỗ chúng tôi đây có chuyện gì? Chu Hồng Quý lạnh giọng nói, "Diệp Vô Phong, liên quan đến án mạng của bố con Mã Chính Vinh và Mã Thiên Vũ, Bộ an ninh quốc gia tỉnh đã truyền lệnh cho chúng tôi đưa cậu và Lâm Thư Âm đến tỉnh để điều tra. Vì để ngăn ngừa có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, các đồng chí bộ tư lệnh là trợ giúp chúng tôi hành động." Chu Hồng Quý lại chào hỏi với tên thiếu tá kia, tiếp đó trình giấy mệnh lệnh bắt người của Bộ an ninh quốc gia tỉnh cho Diệp Vô Phong, "Diệp Vô Phong, cậu còn gì để nói không? Theo chúng tôi đi một chuyến nào." Diệp Vô Phong không còn cách nào nữa, bởi vì đám người Chu Hồng Quý có quyền lợi đặc biệt đưa bản thân đi điều tra. Thế nhưng, lần này đến tỉnh Lẻ, sợ rằng lành ít giữ nhiều, chỉ sợ đối phương không cho bản thân cơ hội để biện bạch. Diệp Vô Phong khe khẽ cười nói, trưởng phòng Chu, nếu đã thế, anh cho tôi thời gian 2 phút, tôi sắp xếp lại chuyện trong nhà một lát, thế nào? Chu Hồng Quý xua tay, được. Diệp Vô Phong gọi Tiết Phi, thì thầm bên tai mấy câu, sau đó đích thân gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Tinh Đồng. Diệp Vô Phong tóm tắt nói qua cho Bạch Tinh Đồng về phiền phức mình gặp phải, cuối cùng nói, chúng tôi sắp bị áp giải đến Bộ An ninh Quốc gia tỉnh rồi. Bạch Tinh Đồng cũng rất sốt sắng, trong lòng cô ta hiểu rằng, Bộ An ninh Quốc gia không phải nơi nha môn bình thường, nơi đó vào thì dễ mà ra thì khó, người bình thường đã đi vào thì đừng hòng ra ngoài được nữa. Nói không chừng, đối phương sẽ ra tay ác độc với Diệp Vô Phong, ở trong đó đem anh giày vò cho đến chết bên ngoài cũng không có người dám thay anh minh oan. Diệp vô phong, anh đừng sợ, tôi sẽ nghĩ ra cách. Hôm đó, Diệp vô phong cùng Lâm Thư Âm bị đưa đến tỉnh Lẻ, vào một căn cứ bí mật của Bộ An ninh Quốc gia tỉnh, nơi này nằm ở vùng ngoại thành tỉnh, sân rất rộng, nhưng lại không có nhà cao tầng, một tòa văn phòng làm việc chỉ có ba tầng lầu nhỏ, nhìn từ bên ngoài đã thấy âm u đáng sợ. Vừa bước vào căn cứ này, Diệp vô phong và Lâm Thư Âm liền bị phân ra giam giữ lâm thư âm bị dẫn đến một căn phòng bí mật lúc này ba vị trưởng phòng của tổng cục an ninh quốc gia mã ngọc đằng triệu vân đồ vũ kiếm cường ngồi ngay chính diện phòng thẩm vấn chu hồng quý và ba người thì thầm bên tai mấy câu sau đó quay người nói lâm thư âm đây là cơ hội cuối cùng của các người rồi chủ động trả lời câu hỏi các người sẽ được giảm nhẹ hành xử lâm thư âm tức giận nói tôi có vấn đề gì chứ cái chết của bố con nhà họ mã không có chút liên quan gì đến chúng tôi các người không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà bắt người. Chu Hồng Quý tức giận trợn trừng mắt, bước lên phía trước, dư tận nói, Lâm Thư Âm, đừng tưởng rằng tôi không hiểu rõ tình hình. Mã Thiên Vũ chết tại khách sạn Hoàng Triều của các người, cô hiểu rõ hơn ai hết. Diệp vô phong lạnh giọng nói, chúng tôi chưa từng làm những chuyện bán rẻ lương tâm, có trời đất chứng giám, chúng tôi không thẹn với lòng. Chu Hồng Quý nổi nóng nói, cô mở to mắt ra mà xem cho rõ, nơi đây là chỗ nào nói cho cô biết, đây là phòng thẩm vấn đặc biệt của Bộ An ninh Quốc gia tỉnh. Cô mà không ngoan ngoãn thành thật, chúng tôi có một nghìn cách khiến cô thừa nhận lỗi sai. Lâm Thư âm hừ một tiếng, nói, một vạn cách có được không? Anh cứ việc thử, tôi xem. Chu Hồng Quý thấy Lâm Thư âm không biết thời thế, trong lòng tức giận liền dương tay cho Lâm Thư âm một cái tát, loại đàn bà không thành thật. Xong, cái bạt tai còn chưa đánh chúng, Lâm Thư âm né đầu liền tránh khỏi. Lâm Thư âm cũng sốt ruột rồi, tức giận nói Cục An ninh Quốc gia các anh thì làm sao chứ? Dám đánh tôi sao? Tôi muốn kháng cáo. Chu Hồng Quý cười lạnh, cô đã vào đây thì đừng tơ tưởng đến việc ra ngoài nữa. Còn kháng cáo, cô đợi đến chết đi. Nói xong, vậy mà còn động tay bóp lấy ngực của Lâm Thư Âm. Diệp vô phong đâu thể nào nhẫn nhịn cho hắn ta ức hiếp vợ mình. Dương chân nhắm chuẩn vào đúng quần của Chu Hồng Quý đạp một cú. Cú này đạp chúng ngay chỗ hiểm của ông ta. Chu Hồng Quý đau đến kêu thảm lên một tiếng, che lấy thân người sắc mặt đau đớn mà mắng Diệp vô phong mày dám chống đối cảnh sát Chu Hồng Quý giận dữ muốn trả đũa đột nhiên cửa lớn phòng cha hỏi có người hô to một tiếng khoan đã Chu Hồng Quý quay đầu nhìn một nữ cảnh quan thân mang cảnh phục đi vào chính là Bạch Tinh Đồng Bạch Tinh Đồng bước đến chất vấn trưởng phòng Chu anh đây là cha hỏi bức cung sao Chu Hồng Quý và Bạch Tinh Đồng không phải người cùng một bộ thế nhưng trước đây bởi vì yêu cầu công việc từng cùng nhau qua lại một người thuộc bộ công an, một người thuộc bộ an toàn, hai người kém nhau một bậc, nếu là trước đây, Chu Hồng Quý còn có mấy phần kiêng nể với cô ta. Thế nhưng hiện tại không giống, mấy vị quan phòng cấp lớn của Tổng cục An ninh quốc gia còn đang ngồi ở đó kia. Chỉ là ba vị cấp lớn kia đều không nói chuyện, vẫn luôn âm thầm quan sát đến diễn biến tình hình, thế nhưng trong lòng Chu Hồng Quý có tính toán, ba người bọn họ là chống lưng cho mình. Trước đây, lúc hợp tác cùng Bạch Tinh Đồng, Người đàn bà này tính khí lớn lắm, đối với bản thân gào to thét lớn, trong lòng mãi không thoải mái, hôm nay, chuyện của bộ an ninh quốc gia chúng tôi, cô đến chen chân vào, cô dựa vào cái gì chứ? Chương 198, không phục đúng không? Chu Hồng Quý trợn mắt, nói: "Đội trưởng Bạch, lúc nãy cô gái này không thành thật trả lời câu hỏi, bọn họ còn đánh người. Chẳng lẽ mắt cô mù rồi, không nhìn thấy sao?" Bạch Tinh Đồng cười lạnh lùng, Chu Hồng Quý anh thân là trưởng phòng hành động cục an ninh quốc gia, vừa lên liền bóp ngực người ta, có phải lúc nhỏ uống sữa mẹ còn chưa uống đủ đúng không? Câu nói này của Bạch Tinh Đồng, thật sự một chút thể diện cũng không cho, nói đến Chu Hồng Quý không còn chút mặt mũi nào, mặt ông ta vừa xanh vừa đỏ, Bạch Tinh Đồng, chẳng lẽ cô một chút kỷ luật cũng không hiểu sao? Nơi đây là căn cứ thẩm vấn của Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an các cô sen vào làm gì? Nếu biết điều, mau chóng cút đi, nếu không, tôi sẽ lấy danh nghĩa bắt giữ tội phạm đem giam giữ cô. Chu Hồng Quý hung hăng nói. Bạch Tinh Đồng cười ha hả, Chu Hồng Quý, anh thật đúng là quá giỏi rồi, một phó cán bộ cấp địa phương, còn dám ăn nói như thế với tôi. Dựa vào anh, anh động vào tôi thử xem. Chu Hồng Quý quay đầu nhìn về ba ông lớn kia, ba người vẫn là không nói gì, ông ta cảm thấy có chút mất mặt, cô, cô đừng có ra vẻ huynh hoang. Chu Hồng Quý quay đầu nhìn trưởng phòng tình báo Bộ An ninh Quốc gia Mã Ngọc Đằng sắc mặt mã ngọc đằng lặng như nước uy nghiêm mà nói phàm là cản trở chúng tôi chấp hành công vụ toàn bộ đều bắt lại chu hồng quý vui mừng vốn dĩ thân phận của bạch tinh đồng khiến hắn ta kiêng rẻ mấy phần không dám dễ dàng động tay nếu trưởng phòng mã đã lên tiếng chu hồng quý liền giống như bắt được vàng kêu lên đem bạch tinh đồng bắt lại bạch tinh đồng không ngờ tới chu hồng quý dám bắt mình cô trở nên giận dữ anh dám chu hồng quý cũng không để ý xông tới phía trước hướng bạch tinh đồng ra tay. Mã Ngọc Đằng phía sau Chu Hồng Quý khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh khó nhận ra, thân phận của Mã Ngọc Đằng là trưởng phòng phòng tình báo Bộ An ninh Quốc gia tỉnh Tô, thế nhưng, ông ta còn một thân phận khác, chính là em họ của Mã Chính Vinh. Hai bố con Mã Chính Vinh và Mã Thiên Vũ đều bị Diệp Vô Phong chỉnh cho chết, Mã Ngọc Đằng vô cùng hận, vẫn luôn nghĩ cách trả thù Diệp Vô Phong, lần này đưa Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đến tỉnh Lẻ, ông ta sớm đã hạ quyết tâm, sau khi đến liền nghĩ cách đem hai người nhận định thành tội chết, dù không giết chết cũng phải khiến bọn họ ngồi tù cả đời. Chu Hồng Quý nhận được ám thị của Mã Ngọc Đăng, ra tay cũng không lưu tình, tên này cũng là một thân có võ, lúc nãy Bạch Tinh Đồng lời nói khiêu khích, Chu Hồng Quý liền xông tới hướng ngực của Bạch Tinh Đồng ra tay. Loại hành vi hạ lưu này, một vị cán bộ quốc gia an ninh có thể làm ra sao? Bạch Tinh Đồng cũng vô cùng tức giận, thấy Chu Hồng Quý thật sự ra tay với bản thân cũng không chút nhẫn nhịn thẳng tay trực tiếp vỗ vào lồng ngực của Chu Hồng Quý. Võ công của Bạch Tinh Đồng quả thật cao hơn so với Chu Hồng Quý, một cú này đánh cũng rất bí hiểm, Chu Hồng Quý nổi khùng, không ngờ rằng Bạch Tinh Đồng biết võ thật, kết quả lại bị chịu thiệt. Bị Bạch Tinh Đồng đánh một trường này lăn ra xa cả 4-5 mét, ngã xuống nền đất. Mã Ngọc Đằng thấy thế, lập tức đứng dậy, hét lên, đánh chết người rồi. Ông ta nhanh chân đến bên cạnh Chu Hồng Quý. Chu Hồng Quý vốn dĩ muốn bỏ dậy, nhưng lại nghe Mã Ngọc Đằng nói đánh chết người rồi, tên này mười phần lanh lợi, biết Mã Ngọc Đằng muốn chuyện nhỏ hóa to, thế nên cố ý phối hợp với Mã Ngọc Đằng diễn kịch, cả người lăn ra đất một trận co giật, sau đó liền bất động. Mã Ngọc Đằng cố ý ra vẻ kinh ngạc, khom người xuống hỏi, Chu Hồng Quý, cậu sao rồi? Ông ta giả vờ dương tay ra đỡ Chu Hồng Quý dậy, thực tế lại đột ngột dùng bàn tay ấn lên ngực của Chu Hồng Quý. Thân người Chu Hồng Quý đột nhiên run lên, sau đó đầu liền rũ xuống, Sắc mặt Mã Ngọc Đằng khẽ đổi, đột nhiên kêu lớn, Chu Hồng Quý bị đánh chết rồi. Mã Ngọc Đằng là một cao thủ, không có võ thật làm sao có thể làm nổi trưởng phòng phòng tình báo bộ an ninh quốc gia được. Đáng thương cho Chu Hồng Quý bị ông ta lợi dụng, Mã Ngọc Đằng diễn kịch thật giống, âm thầm dùng nội lực đánh chết Chu Hồng Quý, mục đích làm như vậy chính là đổ tội cho Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng không liệu tới rằng chuyện sẽ xảy ra như vậy, phải biết rằng Chu Hồng Quý cũng không phải tấm giấy một cú đánh vừa nãy của bản thân cũng không phải rất mạnh tay tuy rằng chính mắt nhìn thấy chu hồng quý té văng ra thế nhưng cô ra tay rất có chừng mực một trường đó tuyệt đối sẽ không đánh chết người đột nhiên cô nghĩ lại vừa nãy lúc mã ngọc đằng đi qua đó sắc mặt mười phần lạnh lùng hơn nữa gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ ràng là dồn sức vào cánh tay chẳng lẽ ông ta đã giết chu hồng quý giá họa cho mình bạch tinh đồng bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh nếu thật là như thế cô có trăm cái miệng cũng khó chối cãi. Camera trong phòng thẩm vấn nếu kiểm tra màn hình ghi lại, đều sẽ nhìn thấy bản thân đánh Chu Hồng Quý ngã, sẽ không ai để ý đến Mã Ngọc Đằng đã âm thầm giết người. Hai trưởng phòng còn lại của Bộ An ninh Quốc gia nghe thấy chết người cũng nhanh chóng qua xem xét, quả nhiên, Chu Hồng Quý đã tắt thở. Vũ kiếm cường cho mày, cảnh quan bạch, cô ra tay cũng nặng quá đó. Triệu Vân Đồ càng lạnh giọng nói, bộ công an các cô thật đúng là một chút phép tắc cũng không có, ngang nhiên xông vào phòng làm việc của bộ an ninh quốc gia chúng tôi còn ra tay đánh chết người trong lòng bạch tinh đồng hoảng sợ cô ta hiểu rằng đối phương đây là cố ý vụ oan dồn bản thân đến đường cùng lần này bản thân gặp phải rắc rối to rồi nói thế nào chu hồng quý cũng là cảnh quan cao cấp của cơ quan an toàn quốc gia nếu như đánh hắn mấy bạt tai xong chuyện tìm người hòa giải một chút còn có thể lấp liếm được thế nhưng lại đánh chết người bản thân cho dù có bản lĩnh lần này cũng khó thoát khỏi bị phạt nếu xui xẻo còn phải đền mạng cho chu hồng quý mã ngọc đằng cười lạnh nói cảnh quan bạch vốn dĩ chúng tôi cũng không muốn làm khó cô thế nhưng cô không coi vương pháp ra gì ở chỗ chúng tôi ăn nói ngang ngược đánh chết cảnh quan bộ an ninh quốc gia chúng tôi không còn cách nào tha cho cô nữa bắt lấy trong tình huống này bạch tinh đồng không dám phản kháng nữa cho dù có phản kháng cũng không phải đối thủ của ba người họ Bạch Tinh Đồng bình tĩnh nói, trưởng phòng mã, người không phải do tôi giết, các ông không có quyền bắt giữ tôi. Mã Ngọc Đằng cười lạnh nói, cảnh quan Bạch, cô vô cớ xông vào phòng thẩm vấn của Bộ An ninh Quốc gia chúng tôi, hơn nữa còn ra tay giết chết trưởng phòng Chu, cho dù Bộ Công an của các cô có ra mặt, cũng không bảo toàn được cho cô rồi. Hai phó trưởng phòng khác cùng nhau ra tay tóm giữ Bạch Tinh Đồng, Bạch Tinh Đồng cũng không có phản khán, mặc cho họ bắt lấy mình, đeo còng vào tay cô bạch tinh đồng ở căn cứ thẩm vấn bộ an ninh quốc gia ra tay đánh chết chu hồng quý chuyện này thật không nhỏ bộ công an tỉnh nghe tin cũng loạn hết cả lên giám đốc hàn sau khi biết tin đích thân lái xe đến cục an ninh quốc gia muốn gặp bạch tinh đồng đang bị cục an toàn bắt giữ thế nhưng cảnh vệ coi cửa cũng không cho ông chút mặt mũi nào thẳng thắn nói với ông ta xin lỗi giám đốc hàn trưởng phòng mã của chúng tôi đang ở bên trong làm việc ông nếu như buộc phải gặp cần phải đợi trưởng phòng mã chúng tôi xử lý xong công vụ Mẹ nó, dám không cho tôi mặt mũi sao? Giám đốc hàn sắc mặt xấu, thế nhưng cũng không còn cách nào. Trưởng phòng mã của Bộ An ninh Quốc gia, tuy rằng thấp hơn mình một bậc. Nhưng bản thân quản không nổi người ta. Giám đốc hàn biết rằng, chuyện ngày hôm nay, cho dù gọi điện cho sao sao sao, cũng không giúp ích được gì. Bên trong phòng thẩm vấn Cục An ninh Quốc gia, Mã Ngọc Đằng, Triệu Vân Đồ, Vũ Kiếm Cường ba người ngồi cạnh nhau, xác của Chu Hồng Quý không ai động vào, vẫn nằm ở đó. Mã Ngọc đằng châm một điếu thuốc, nhàn nhã hút vào vài hơi, hai vị phó trưởng phòng một trái một phải ngồi bên cạnh ông ta. Chương 199, bị vụ oan giá hỏa. Đối diện là Bạch Tinh Đồng, vẻ mặt lạnh lùng đeo còng tay, đằng sau là hai người đàn ông lực lưỡng từ cục an ninh quốc gia đang theo dõi cô. Mã Ngọc đằng cười lạnh, nói cảnh sát Bạch, bây giờ cô có thể nói xem, một mình cô xông vào căn cứ thẩm vấn của bộ an ninh quốc gia chúng tôi, là muốn đến bảo vệ Diệp Vô Phong sao? Bạch Tinh Đồng trả lời, nếu đã biết thì đừng có hỏi nữa. Mã Ngọc Đăng nói, chỉ là một diệp vô phong, cảnh sát Bạch lại tự đem mình dính vào vụ án giết người, nghĩ cũng thật không đáng. Cảnh sát Bạch, tôi không hiểu tại sao cô lại bênh vực diệp vô phong. Câu kết với loại xã hội đen như diệp vô phong sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Đối mặt với chất vấn của Mã Ngọc Đăng, Bạch Tinh Đồng cũng không muốn giải thích. Cô biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, ai đến cũng không thể giải quyết được chuyện của hôm nay bản thân chỉ có một con đường chết, nhưng nếu cứ thế này mà chết, cô không can tâm. Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong đã bị giải đến phòng hội nghị bên cạnh, có người khác thẩm vấn. Mã Ngọc Đằng muốn cô thông qua việc này, liên lụy đến Diệp Vô Phong, cố ý đem chuyện hôm nay xé to ra, đối phương nhất định sớm có mưu tính. Không biết Diệp Vô Phong sẽ đối mặt với tình huống éo le gì. Xem ra, ba người bọn họ sẽ có khoảng thời gian rất khó khăn. Thấy Bạch Tinh Đồng không nói chuyện, Mã Ngọc Đằng vỗ tàn thuốc, nói, Bạch Tinh Đồng, tôi biết cô ở thành phố Tam Giang như cá gặp nước, nghiệp vụ công việc đều làm rất tốt, nhưng tất cả những vẻ vang này cũng không thể khiến cô có thể tùy tiện giết chết cảnh sát cấp cao của Cục An ninh Quốc gia chúng tôi được. Tốt nhất cô lên thành thật khai hết tất cả các hành vi phạm tội của mình, nói không chừng tổ chức bên trên sẽ dơ cao đánh khẽ. Chỉ cần cô nhận tội, tôi sẽ không làm khó cô. Còn nếu không, chúng tôi có hơn trăm phương pháp khiến cô phải nhận tội. Bạch Tinh Đồng cười lạnh, trưởng phòng mã đen cũng đen rồi trắng cũng trắng rồi tôi không có giết người cũng sẽ không nhận tội tôi cũng không cấu kết với xã hội đen sao anh không cho pháp y đến xét nghiệm vết thương của chu hồng quý xem rốt cuộc vì sao ông ta chết tôi nghi ngờ anh đã bị động tay động chân triệu vân đồ ở đằng sau đập tay xuống bàn phẫn nộ nói bạch tinh đồng tôi thấy cô đúng là không biết xấu hổ cô vừa ra tay đánh người mấy người chúng tôi đều nhìn thấy đừng cho rằng cô có chút bối cảnh là có thể giết hại cảnh sát cấp cao của chúng tôi. Trường phòng mã, tôi thấy người phụ nữ này không thấy quan tài không đổ lệ, để cô ta thử đại hình của chúng ta đi. Bạch Tinh Đồng nghe xong thầm than trong lòng, cô cũng biết nhóm người này có rất nhiều hình luật để tra tấn những tên gián điệp nước ngoài. Cũng không biết bọn họ định sử dụng hình phạt gì cho mình. Mã Ngọc Đằng cười lạnh, trưởng phòng triệu nói không sai, cô ta chính là không biết thời thế, người đâu. Hai tên to lực lưỡng xông vào giữ lấy bả vai của Bạch Tinh Đồng, một tên lôi trong ngực ra một bình sứ trắng, định lấy thuốc bột bên trong bình ra cho bạch tinh đồng. Bạch tinh đồng trong lòng cả kinh, nhìn thấy đối phương đang muốn đổ thuốc cho cô, cô chợt nhớ ra trong cục tra tấn có một loại thuốc cực kỳ kinh khủng, ăn vào sẽ khiến cho cơ thể sản sinh ra ảo giác, nếu như ý chí không đủ mạnh, sẽ bị người thẩm vấn điều khiển làm bất cứ việc gì. Trong lòng cô bắt đầu hoảng loạn, cô dùng cánh tay đập mạnh vào xương sườn tên đang cầm bình thuốc, tên to con đau đến run rẩy, tay thả bình thuốc rơi xuống sàn. Bang, vỡ ra từng mảnh. Mình tuyệt đối không để cho bọn chúng khống chế, nếu trường hợp đó, mình sẽ thực hiện hành vi giết người, còn bị buộc tội cấu kết với Diệp Vô Phong, từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy của bọn chúng. Cuối cùng không ai có kết cục tốt, Bạch Tinh Đồng vô cùng tỉnh táo. Mã Ngọc đằng thấy không cho cô ăn thuốc được, tức giận chửi bới, hai người các ngươi là đồ phế vật, đến cả một người phụ nữ cũng không đối phó được. Bạch Tinh Đồng, gan của cô to lắm lại dám tấn công người của bộ phận thẩm vấn sao? Hừ, bột thuốc vẫn còn, tôi tự mình đến đút cho cô. Mã Ngọc Đằng thấy hai tên thuộc hạ không được việc gì, tự mình đứng dậy, cầm lấy bình thuốc đi qua, tự mình động tay. Nhìn thấy Mã Ngọc Đằng hung giữ tóm lấy cổ cô, Bạch Tinh Đồng thật sự lo lắng sẽ bị bọn chúng bỏ thuốc, vậy là bản thân xong rồi. Mã Ngọc Đằng nhìn thấy Bạch Tinh Đồng không chịu từ bỏ, không kìm chế được bóp lấy cằm của cô, ép Bạch Tinh Đồng mở to miệng bạch tinh đồng cắn chặt khớp hàm nhất định không chịu mở miệng mã ngọc đằng phát điên lên nói tôi không tin không chị được cô trong giây phút quan trọng này bên ngoài chợt có tiếng hét trưởng phòng mã giám đốc hàn đang xông vào muốn gặp ngài lão hàn anh ta không có chuyện gì làm nên đến đây náo loạn sao mã ngọc đằng nhíu mày hai cái rồi thu tay về anh nghĩ dù sao giám đốc hàn cũng là lãnh đạo cấp cao cao hơn anh ta một cấp vì vậy không thể không nể mặt giám đốc hàn nhưng mà, cho dù giám đốc Hàn có đến cũng không cách nào cứu được Bạch Tinh Đồng, cùng lắm là nói vài câu với cô ta, sau đó Mã Ngọc Đằng nói với Triệu Vân Đồ và Vũ Kiếm Cường, hai người các anh trông cô ta, tôi đi ra ngoài một chút. Mã Ngọc Đằng ra khỏi phòng thẩm vấn, đi đến phòng làm việc ở tầng 1, một. một số nhân viên thực thi pháp luật của cục an ninh quốc gia đang chặn giám đốc Hàn lại. Mã Ngọc Đằng cười lạnh một cái, các người đều lui hết xuống. Giám đốc Hàn, cơn gió nào đã thổi anh tới chỗ chúng tôi thế này? Giám đốc Hàn hỏi, Mã Ngọc Đăng, Bạch Tinh Đồng có phải ở chỗ các anh hay không? Mã Ngọc Đăng nói, không sai, chiều hôm nay, cô ta ở chỗ chúng tôi đánh chết một cảnh sát an ninh cấp cao, chúng tôi đã ra lệnh bắt cô ta lại. Hiện tại đang trong phòng thẩm vấn tìm ra mục đích giết người của cô ta. Trong lòng Giám đốc Hàn âm thầm nghĩ, Bạch Tinh Đồng đánh chết Chu Hồng Quý, làm sao có thể? Tuy là tính cách Bạch Tinh Đồng có chút bồng bột, nhưng cô cũng không tồi tệ đến thế. Ở cục an ninh quốc gia đánh chết cảnh sát cấp cao. Giám đốc Hàn gật đầu, thì ra là vậy, trưởng phòng Mã, tôi nghĩ là cảnh sát Bạch không cố tình làm vậy, có thể cho chúng tôi đến xem một chút máy quay hình hiện trường phòng thẩm vấn của cục an ninh quốc gia không? Mã Ngọc đằng lại nói, giám đốc Hàn, tôi cho rằng không cần thiết phải xem máy quay hình, bởi vì tôi vốn là người có mặt ở hiện trường, anh không phải đến cả tôi cũng không tin chứ. Chứng cứ như núi, anh còn việc gì khác không? Nếu mà không có, mời tùy ý. Đừng cản trở chúng tôi xử lý vụ án." Mã Ngọc Đằng lập tức cho người tiến khách, giám đốc Hàn cắn răng, nói trưởng phòng Mã, "Vụ án của cục an ninh các người, chúng tôi nhất định không nhúng tay." "Nhưng mà, mời anh nghe một cuộc điện thoại." Giám đốc Hàn nói xong, lấy điện thoại mình ra đưa sang. Mã Ngọc Đằng giật giật môi, nhận lấy điện thoại, trong lòng anh ta tính toán, nhất định là lão Hàn mượn quan hệ, tìm một vị lãnh đạo tỉnh ủy nào đó, muốn giúp Bạch Tinh Đồng, hừ, anh ta quả thật mơ tưởng hão huyền. Với việc ngày hôm nay, chỉ sợ có là lãnh đạo tỉnh ủy cũng khó mà nhúng tay vào. Còn nữa, lão Hàn anh có bao nhiêu mặt mũi, có thể mời được vị phó tỉnh nào cũng là khá rồi. Mã Ngọc Đằng vừa rồi đã gọi điện cho chị dâu Phạm Ngọc Hoa của mình, ý của Phạm Ngọc Hoa là nhanh chóng kết án, để cho Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm, Bạch Tinh Đồng đều phải hoàn thành án sự, chỉ có như vậy, kể cả là van xin hộ cũng không có tác dụng. Mã Ngọc Đằng đối với việc thẩm vấn có biện pháp riêng của mình. Mã Ngọc Đằng lấy ra bột thuốc, định làm Bạch Tinh đồng choáng váng, khiến cô ta thú nhận được Diệp Vô Phong che dù, thừa nhận giữa bọn họ có gian tình. Là bọn họ cấu kết giết hại Mã Ngọc Vinh và Mã Thiên Vũ. Cuối cùng Diệp Vô Phong bị kết án tử hình, Mã Ngọc Đằng không vui nhận lấy điện thoại giám đốc Hàn đưa cho, kiêu ngạo lên tiếng, anh là ai? Chương 200, anh là ai? Điều khiến cho Mã Ngọc Đằng không ngờ đến là gọi điện thoại đến lại là phụ nữ, giọng nói lạnh băng, anh mới là ai? báo cáo cho tôi biết chức vụ của anh. Lời nói của đối phương tuy có chút khó nghe, nhưng vô hình lại có một loại uy nghiêm khó có thể chống đỡ được. Mã Ngọc Đằng không chịu được chiến tranh lạnh, mãi không đoán được thân phận đối phương, tự mình báo cáo tôi là Mã Ngọc Đằng, Cục trưởng Cục Tình Báo của tỉnh, Bộ Phận An ninh Quốc gia. Đối phương cười lạnh, nói tôi còn tưởng là ai, hóa ra là trưởng phòng Mã. Tôi là Du Kinh Hồng, anh bắt người có tên là Diệp Vô Phong, thủ trưởng có lệnh người này tạm thời không được động đến một tiếng sau tôi sẽ đến tỉnh thành còn việc trọng đại tôi đến rồi sẽ nói nói xong căn bản không cần nghe ý kiến mã ngọc đằng mà trực tiếp tắt điện thoại giống như cấp trên hạ lệnh cho cấp dưới du kinh hồng mã ngọc đằng nghe đối phương báo tên xong không tự chủ hít một hơi lạnh anh nghĩ thế nào cũng không hiểu chỉ là tên diệp vô phong còn con lại có đủ khả năng mời vị đại thần này du kinh hồng là ai du kinh hồng là người bên cạnh của thủ trưởng phụ trách quân đoàn cận vệ trung tâm, chỉ huy đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm Hồng Thuẫn. Trong lòng Mã Ngọc Đằng như đánh trống, không hiểu Du Kinh Hồng có quan hệ gì với Diệp Vô Phong, nhưng mà, nếu bây giờ bản thân động vào Diệp Vô Phong trong thời gian này, vậy nhất định sẽ đắc tội với Kinh Du Hồng. Với cấp bậc của cô ta, xử lý mình không phải dễ như chơi sao. Du Kinh Hồng nói một tiếng sau sẽ đến tỉnh thành, vừa rồi cô ta còn không đợi anh ta nói rõ tình hình đã trực tiếp tắt điện thoại có vẻ như không có ý định thương lượng, nói rõ ra, căn bản không để chức trưởng phòng này trong mắt. Trong lòng Mã Ngọc Đằng nhất thời phát hận, Du Kinh Hồng tuy là quyền cao chức trọng, nhưng cô nhúng tay và chuyện của an ninh chúng tôi cũng là vượt quá quyền hạn. Ngoài ra, một mình cô có thể diêu võ dương oai khắp nơi, cũng chỉ là ỷ vào quân hàm cao trên vai. Cô thì thật sự có bản lĩnh gì chứ? Mã Ngọc Đằng bắt đầu tìm cách đối phó với Du Kinh Hồng. Hừ, nếu cô ta đến đây nói hộ, tốt thôi, vậy thì chúng ta cứ đánh một trận, đánh thắng tôi rồi, mọi thứ đều nghe theo lời cô. Nếu như đánh không thắng, hư, chẳng phải cô tự rước hỏa vào thân sao. Ngoài ra, dù kinh hồng cô thường xuyên chỉ huy hồng thuẫn, nếu như tôi đánh thắng cô, vậy mã ngọc đằng tôi sẽ nổi danh thiên hạ. Nói không chừng sự việc này sẽ kinh động đến thủ trưởng, đại thủ trưởng vui mừng sẽ điều tôi đến bộ tư lệnh Bắc Kinh làm chỉ huy trưởng. Mã Ngọc Đằng tôi không phải như diều gặp gió sao? mã ngọc đằng đã rèn luyện tâm tình đến bậc thầy trong mắt anh ta bản thân chính là cao thủ số một của bộ an ninh quốc gia tự cảm thấy bản thân có trọng lượng bắt đầu ảo tưởng sức mạnh anh ta rõ ràng không tỉnh táo anh ta đánh thẳng vào chủ ý của du kinh hồng nhưng mà du kinh hồng nói một tiếng sau sẽ đến tỉnh thành có vẻ như việc ép cung bạch tinh đồng không kịp nữa rồi cho dù có cho cô ta uống thuốc dựa vào nghị lực của cô ít nhất cũng kiên trì được một tiếng đến lúc đó bị kinh du hồng biết bản thân cho Bạch Tinh Đồng uống thuốc, chỉ sợ sẽ kích động cô ta điên cuồng trả thù. Dù sao người ta cũng là quan chức Bắc Kinh kiêm đặc ủy viên, nếu thật sự trực tiếp đối đầu với cô ta, bản thân nhất định không phải là đối thủ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Mã Ngọc Đằng quyết định, trước tiên đuổi Du Kinh Hồng đi trước, sau đó xử lý ba người Diệp vô phong. Một tiếng sau, một chiếc trực thăng quân sự đáp xuống bên ngoài căn cứ thẩm vấn của sảnh an ninh quốc gia, ba người từ máy bay đi xuống, trực tiếp đi thẳng vào khu thẩm vấn của cục an ninh quốc gia giám đốc hàn vẫn luôn đứng đợi khi thấy ba người đến lập tức ra chào đón sĩ quan du cô đến rồi thật tốt quá đúng lúc tôi đang lo lắng đồ đệ bảo bối của tôi bạch tinh đồng vì muốn đến đây cứu người kết quả không biết xảy ra chuyện gì đánh chết một vị cảnh sát cấp cao của cục an ninh quốc gia chuyện này đang trở nên nghiêm trọng hơn du kinh hồng mặc quân phục chỉnh tề đi giày ra nữ của thành lương Khí chất của vị nữ tướng quân này vừa thanh lịch hiên ngang lại duyên dáng, phong thái độc nhất vô nhị, nhìn qua khoảng tầm 30 tuổi. Bên cạnh Du Kinh Hồng là hai nữ sĩ quan trung tá, một người là Du Thiếu Khanh, người còn lại là Hà Anh Nam. Đều là đồ đệ của Du Kinh Hồng, họ đều là những học viên ưu tú của lực lượng đặc nhiệm Hồng Thuẫn. Bạch Tinh Đồng là đến cứu Diệp Vô Phong, cô biết dựa vào sức mình, nhất định không cứu được Diệp Vô Phong, chuyện đến nước này, cô đã thông báo cho sư phụ Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng sau khi biết Diệp Vô Phong gặp Nguy, tự ý cười, Diệp Vô Phong, tôi sớm đã nói, thế sự giống như một trò chơi, anh nhất định sẽ thua tôi, trò chơi giữa tôi và anh, có lẽ đến lúc kết thúc rồi. Vì vậy, Du Kinh Hồng trước tiên gọi điện cho Giám đốc Sở An Ninh tỉnh Giang Tô, Giám đốc nghe thấy Du Kinh Hồng muốn nhúng tay vào chuyện của Diệp Vô Phong, dứt khoát đẩy bản thân vào trong, nói chuyện này đã được xử lý bởi bộ phận tình báo cấp dưới của anh ta, bản thân căn bản không biết sự tình. Su Kinh Hồng từ điện thoại của giám đốc Hàn muốn gọi điện cho Mã Ngọc Đằng, cảnh cáo anh ta, đừng có tự ý động vào Diệp Vô Phong. Su Kinh Hồng đi vào sảnh, thị vệ của Cục An ninh Quốc gia đều không ngăn cô, cho dù những thị vệ này cũng rất xuất sắc, nhưng bọn họ biết lai lịch của đối phương, cho dù là không biết, vậy hai mắt cũng không phải mù. Với quân hàm thiếu tướng trên vai, có thể lấy đâu ra quyền khiêu khích chứ? Người phụ trách bên ngoài là một trưởng ban của Cục An ninh Quốc gia, anh chàng này xem như còn khôn khéo, nhìn thấy du kinh hồng lập tức kính chào xin chào thủ trưởng du kinh hồng chào theo nghi thức quân đội hỏi mã ngọc đằng đâu tôi muốn gặp anh ta trưởng ban có chút khó khăn không biết có nên để cho du kinh hồng lên tầng hay không đúng lúc này mã ngọc đằng từ tầng trên đi xuống trên mặt nở nụ cười giả dối thì ra là sĩ quan du giá đáo có chút đón tiếp từ xa vừa nói anh ta vừa vươn tay ra muốn bắt tay với du kinh hồng mã ngọc đằng không ngờ rằng du kinh hồng không bắt tay với anh ta dùng giọng lạnh băng nói tôi muốn gặp diệp vô phong anh đi trước dẫn đường mã ngọc đằng cảm thấy vô cùng mất mặt du kinh hồng không những không bắt tay anh ta thậm chí còn không nhìn mặt anh ta mã ngọc đằng không tự chủ âm thầm nghiến răng du kinh hồng cô được lắm ha ha bây giờ diệp vô phong là phạm nhân của cục an ninh chúng tôi sĩ quan du không biết cô muốn gặp anh ta là có chuyện gì hàn sinh thấu đi đến ở bên tai du kinh hồng thấp giọng nói vài câu du kinh hồng gật đầu lại hỏi vậy thì cảnh sát bạch đâu tôi muốn gặp bạch tinh đồng mã ngọc đằng lại hỏi sĩ sí quan du cảnh sát bạch tính tình không tốt vừa rồi ở chỗ chúng tôi đánh chết một vị cảnh sát cấp cao đã bị giam giữ cách ly dù sao cũng là liên quan đến mạng người cô muốn gặp cô ta mấy người chúng tôi không dễ quyết định nha anh không quyết định ai quyết định để anh ta đến gặp tôi du kinh hồng cứng rắn nói Mã Ngọc đằng cắn răng, "Sĩ quan Du, cho phép tôi nói thẳng. Ba người này đều là liên quan đến tội giết người, mặc dù cô là chỉ huy của Hồng Thuấn, nhưng mà là chỗ làm việc của tỉnh Giang Tô chúng tôi. Cô muốn tự tay xử lý việc này có phải có chút không thuận tiện không?" Du Kinh Hồng cười lạnh một tiếng nói, "Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm, Bạch Tinh Đồng, ba người này đều liên quan đến vụ án giết người, thủ trưởng trung ương đã ra lệnh cho tôi xử lý riêng vụ này." Trên đường đến đây tôi đã chào hỏi với bộ trưởng của các anh, tại sao anh lại không nhận được lệnh của bộ trưởng truyền xuống? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 200.